Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1686, tôi đứng giữ vũ đài, anh chỉ có thể tích cực vỗ tay mà thôi. Chiều lên thấy rộng hai bờ, cánh buồm thuận gió phất phơ giữa dòng thơ thứ Bắc Cố Sơn Hạ của Vương Loan, phát triển là xu thế không thể dừng lại, không có thời gian dừng lại truy đuổi và vượt qua. Hôm nay Mật Đông đứng ở trên một lịch sử mới, phải có những hành vi đổi mới, động tác mới. Tôi tin tưởng chỉ cần nhân dân Mật Đông một lòng, cùng chung chí hướng thì mọi sự sẽ thành công, chúng ta cùng nhau ra sức khai thác, như vậy sẽ tạo ra một Mật Đông hài hòa và phát triển. Khi âm thanh kiên định này vang lên thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, Vương Tử Quân ở trên đài chủ tịch thật sự sinh ra xu thế áp đảo quần hùng, thiên quân vạn mã. Văn Thành Đồ nhìn thấy đám người ở bên dưới hai mắt lấp lánh, ai cũng nhìn lên đài như nhìn mặt trời buổi ban mai, tình cảm bùng phát mãnh liệt, hào quang tỏa ra khắp bốn phía. Bố, Chủ tịch Vương là người cực kỳ giỏi diễn thuyết, đáng tiếc là hôm nay con được chủ biên cho đi phỏng vấn ban thanh niên lập nghiệp, căn bản không có thời gian đến trường đại học rừng mật. Nếu như có thể được tự mình nghe Chủ tịch Vương diễn thuyết, như vậy sẽ là một việc hạnh phúc thế nào đây nữa? Văn Ngư Nhi nâng một ly nước trái cây lên, nàng ngồi xuống ghế salon uống nước thỏa thích, sau đó cũng không quên nhìn lên tivi cười nói với Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ chợt nhíu mày, không khỏi nhìn gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trên tivi. Vương Tử Quân nói chuyện thân thiết với các đại biểu sinh viên, bộ dạng kia, vẻ mặt kia giống như một quốc vương đang đi thăm dò lãnh địa của mình, liên tục làm cho nhân dân vui vẻ, làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy phản cảm. Ôi! Tiếc là con bị chủ biên phái đi đưa tin về những thành tích của ban lập nghiệp thanh niên. Bố xem, bây giờ nhìn Chủ tịch Vương diễn thuyết thì rõ ràng thấy thú vị hơn nhiều, xem ra con đã bỏ qua một cơ hội tốt rồi. Văn Ngư Nhi cũng không quan tâm đến biểu hiện của bố mình, nàng vẫn lên tiếng với nội dung như trước. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng ngây thơ của con gái, hắn thở dài một hơi, cố gắng áp chế bất mãn trong lòng mà dùng giọng bình hòa nói, chỉ là một cuộc diễn thuyết mà thôi. Không cần phải quá sùng bái người ta như vậy. Sùng bái người ta thì sao? Bố không đi ra ngoài mà hỏi xem có bao nhiêu người coi Chủ tịch Vương Tử Quân là thần tượng. Một người đồng sự của con còn nói, nếu như để cho Vương Tử Quân tiến lên làm bí thư tỉnh ủy, chắc chắn sẽ mạnh hơn Sầm Vật Cương rất nhiều. Văn Ngư Nhi vừa nói vừa uống nước trái cây, bộ dạng giống như đang chỉ điểm Giang Sơn. Bốp! Văn Thành Đồ vỗ tay thật mạnh lên bàn trà rồi đưa mắt nhìn bộ dạng rung đùi đắc ý của con gái, lại trầm giọng nói, ai nói với con những lời như vậy. Bố nói cho con biết, mặc kệ bên ngoài đánh giá bí thư Sầm và Chủ tịch Vương như thế nào, con cũng không được truyền tin bậy bạ, có hiểu không? Văn Ngư Nhi nhìn bộ dạng nghiêm khắc của bố thì không khỏi ngây người. Nàng không ngờ trước nay mình có nói thế nào ở nhà cũng được bố sủng ái yêu thương, chưa bao giờ bị nói lớn tiếng. Thế nhưng bây giờ nàng chỉ dùng giọng cảm khái nói một câu, không ngờ bố mình lại kích động như vậy. Lúc này nàng không khỏi cảm thấy uất ức đến mức sắp rơi nước mắt, không nói thì không nói, có ai muốn nói đâu chứ. Anh Văn, có chuyện gì thì anh cứ từ từ rồi hãy nói, Ngư Nhi bây giờ đã lớn rồi, anh sao lại nghiêm khắc với nó như vậy. Vợ của Văn Thành Đồ là Lương Ấu Phương từ trong nhà bếp đi ra dùng giọng oán trách nói. Văn Thành Đồ lúc này cũng cảm thấy mình có hơi nghiêm khắc với con gái, thế nhưng điều này cũng không có gì là quá lạ lắm, vì gần đây hắn chỉ cần nghe thấy cái tên Vương Tử Quân là giống như có tảng đá chặn trong lòng vậy. Được rồi, tôi biết rồi. Văn Thành Đồ phất tay với vợ, sau đó đứng lên đi vào trong phòng làm việc. Văn Thành Đồ hút một hơi thuốc, sau đó tiện tay cầm một phần văn kiện trên bàn lên xem. Nhưng khi vừa mới xem phần mở đầu thì hai hàng chân mày của hắn đã nhíu lại. Nội dung của văn kiện này rất đơn giản thế nhưng nhìn qua lại cực kỳ chướng mắt, bên trên là thông báo về việc nhận chức bí thư thị ủy thanh chuyên của Phùng Vũ Trách. Văn Thành Đồ quăng văn kiện này lên mặt bàn, hắn lại nhíu mày thật chặt. Chỉ cần nhìn lướt qua văn kiện kia thì hắn căn bản đã hiểu được nội dung của nó. Tuy phần văn kiện kia có bổ nhiệm 7-8 người, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là Phùng Vũ Trách tiến lên làm bí thư thị ủy thanh chuyên, Tần Hoài Trung là chủ tịch thành phố thanh chuyên. Văn bản bổ nhiệm này được cho ra làm cho Văn Thành Đồ căn bản là mất hết mặt mũi. Tuy người bình thường căn bản là không biết quá nhiều, thế nhưng những cán bộ trên cấp sở có ai không biết là mình nhúng tay vào vụ này. Sầm Vật Cương là người biết thời biết thế, nhanh chóng thuận theo ý kiến của mình,
nhưng cuối cùng dưới sự cường thế của Vương Tử Quân thì Sầm Vật Cương chọn phương án thỏa hiệp. Kết quả thỏa hiệp cực kỳ có lợi cho Vương Tử Quân, lại vô hại với Sầm Vật Cương. Điểm chết người chính là người thỏa hiệp với Vương Tử Quân là Sầm Vật Cương, mọi người lại coi Văn Thành Đồ là đối tượng bị giễu cợt. Vì sao lại như vậy? Văn Thành Đồ hiểu rất rõ, đó là vì mình còn chưa đứng vững bàn chân ở Mật Đông, còn Sầm Vật Cương lại là người nhất ngôn cửu đỉnh ở Mật Đông. Có Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương ở Mật Đông thì ngày nổi danh của Văn Thành Đồ là rất xa. Văn Thành Đồ thầm cảm khái, hắn lại cảm thấy đau xót. Khi hắn cảm thấy bàn tay mình có chút bỏng rát, không khỏi nhìn xuống, điếu thuốc đã cháy đến bên cạnh ngón tay. Văn Thành Đồ cảm thấy đau tay nhưng nhức lòng, hắn không khỏi rụi tàn thuốc vào gạt tàn. Hắn giống như nghĩ đến điều gì đó, thế là không khỏi nói khẽ, nếu như Chủ tịch Vương làm bí thư tỉnh ủy, như vậy nhất định sẽ làm tốt hơn cả Sầm Vật Cương sao? Chủ tịch Vương, tôi đã xem qua bài diễn thuyết của ngài vào ngày hôm qua, một ông lão như tôi cũng không khỏi không vỗ tay khen ngợi. Khi Vương Tử Quân đang luyện tập thể dục buổi sáng thì một lão lãnh đạo đứng cách đó không xa nói. Vương Tử Quân mỉm cười nói hai câu khiêm tốn với lời khen ngợi của lão lãnh đạo, thế nhưng thật lòng thì hắn cũng rất coi trọng buổi diễn thuyết hôm qua của mình. Ngày hôm qua Vương Tử Quân đồng ý tham gia hội nghị, vốn là phát biểu vài lời, thế nhưng khi nhìn những gương mặt sinh viên tràn đầy thanh xuân và phấn chấn tinh thần, hắn không nhịn được phải cho ra những lời diễn thuyết như vậy. Vương Tử Quân lên tiếng diễn thuyết vốn chỉ có ý nghĩ kích lệ những sinh viên kia ý thức được xã hội cạnh tranh dữ dội ở bên ngoài và cuộc sống khó khăn, để những người này ưỡn ngực đi nhanh về phía trước. Hắn không ngờ chương trình hội nghị lại được đài truyền hình tiếp sóng, thế là bài diễn thuyết được truyền lưu khắp tỉnh Mật Đông. Hi hi, Chủ tịch Tử Quân anh cũng đừng khiêm nhường, tôi nghe những lời diễn thuyết của anh mà niềm tin tăng lên gấp đôi. Lão lãnh đạo nói rồi lại cười, Chủ tịch Tử Quân nói rất hay. Nếu có thể đạt đến phương diện lời nói và hành động cùng hợp nhất thì quá tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với lão lãnh đạo, xem như tiến hành đáp lại những lời khuyến khích của lãnh đạo. Đầu mùa xuân làm cho khu nhà thường ủy tỉnh ủy như tranh vẽ, chim hót vang trời, tập thể dục buổi sáng căn bản là một nội dung hoạt động của Vương Tử Quân. Sau khi chào tạm biệt lão lãnh đạo, Vương Tử Quân đi theo hướng về phía tây, hắn còn chưa đi ra khỏi công viên thì nghe thấy có người chào hỏi. Chủ tịch Tử Quân, ngày hôm qua tôi thấy anh diễn thuyết ở hội trường của trường đại học rừng mật, anh nói rất hay, ngư nhi nhà tôi cực kỳ bội phục anh. Nó nói nếu như biết rõ hôm qua anh có bài diễn thuyết như vậy, nó cũng không chịu đi nơi khác phỏng vấn. Văn Thành Đồ mỉm cười giống như một người bạn lâu ngày không gặp, thế nhưng Vương Tử Quân là người có nhiều lần liên hệ với Văn Thành Đồ, hắn biết rõ đôi khi tâm tư của người này cũng không giống như những gì biểu hiện trên gương mặt. Nhưng Vương Tử Quân vẫn phải mỉm cười nói với Văn Thành Đồ, Bí Thư Văn, tôi chỉ là nói bừa mà thôi, chỉ là vài lời khích lệ với thanh niên, cũng không thể nói là diễn thuyết. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, quá khiêm tốn lại chính là kiêu ngạo đấy. Văn Thành Đồ giống như gặp lại bạn cũ, tỏ ra cực kỳ cởi mở, theo tôi được biết thì bây giờ có nhiều thanh niên xem anh là thần tượng, đây chính là một thành tích khó có được. Lúc này Vương Tử Quân cũng không tiếp tục nói này nọ với Văn Thành Đồ, chỉ cười cười không lên tiếng. Văn Thành Đồ cười nói, Chủ tịch Tử Quân, anh cũng không xa lạ gì ngư nhi nhà tôi, nhà đầu kia căn bản có một ý nghĩ vĩ đại, chính là muốn xin chữ ký của anh, thế nhưng tôi lại là người phải ra mặt. Ngư nhi là một cô gái tài hoa, Vương Tử Quân khoát tay áo nói, nhưng phương diện xin chữ ký thì thôi bỏ đi, Bí Thư Văn, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Chương 1687, một hành động cần nhiều hiệu ứng. Tạm biệt Chủ tịch Vương, Văn Thành Đồ khoát tay áo về phía Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Khi Vương Tử Quân đi chưa được bao xa thì Sầm Vật Cương chậm rãi chạy đến, khi thấy Văn Thành Đồ thì mỉm cười chào hỏi, Bí Thư Văn, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của anh, có gì mà anh vui vẻ như vậy? Nói ra cùng chia sẻ một chút. Vừa rồi tôi gặp Chủ tịch Vương, có nói vài câu với anh ấy. Văn Thành Đồ nhìn thấy Sầm Vật Cương thì có chút xấu hổ, giống như bị đối phương nhìn thấy tình huống vừa rồi mình nịnh hót Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương cười cười, lão vừa chạy về phía trước vừa cười nói, dạo này chuyện thoải mái làm cho người ta cười lớn căn bản là còn rất ít. Văn Thành Đồ có chút quẫn bách, Sầm Vật Cương nói như vậy là có ý nghĩa rõ ràng.
Nếu bí thư đã nói dạo này căn bản không có nhiều chuyện làm cho người ta vui vẻ, như vậy vừa rồi mình cười lớn trò chuyện với Vương Tử Quân là vì sao? Phỏng đoán như vậy không khỏi làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy nên nói rõ ràng với Sầm Vật Cương, nếu không nhất định sẽ bị hiểu lầm. Dù chút việc nhỏ này chỉ là vẽ rắn thâm chân, thế nhưng dù sao cũng phải làm sáng tỏ những hiểu lầm như vậy. Không có chuyện gì lớn, chỉ là hôm qua con gái của tôi thấy Chủ tịch Vương đi đến diễn thuyết ở trường đại học rừng mật, nó nói có không ít thanh niên xem Chủ tịch Vương là thần tượng. Sau đó Văn Thành Đồ vừa chạy vừa dùng giọng không quan tâm nói, tôi nói chuyện thanh niên sùng bái Chủ tịch Vương cho anh ấy biết. Sầm Vật Cương cười cười nói, Chủ tịch Vương là người cực kỳ có trình độ diễn thuyết, thế cho nên thanh niên không thể không phục được. Bí thư Sầm, ngài đúng là không có chút già lão, anh xem tôi mới chạy được một lúc thì đã thở hồng hộc, còn không bằng phản ứng của ngài. Văn Thành Đồ cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc vừa cười vừa nói. Sầm Vật Cương dùng giọng cảm khái nói, vậy sao? Bí thư Văn nên tăng cường rèn luyện thêm. Văn Thành Đồ nhìn Sầm Vật Cương chậm rãi chạy đi mà gương mặt có vài phần âm hiểm. Sầm Vật Cương yêu cầu mình tăng cường rèn luyện, câu nói này phải chăng có nhiều ý nghĩa? Có nhiều thứ tuy không thể nào gây ra phản ứng kịch liệt tức thời, thế nhưng nếu tích lũy nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì sẽ vô tình làm cho người ta hình thành trạng thái tâm lý căng cứng. Hơn nữa mình cũng không trợ giúp Đặng Nho Giai ta, ngay cả Sầm Vật Cương cũng ném mình vào trong cùng một nồi với người ta sao? Văn Thành Đồ về nhà nhìn gương mặt giận dỗi xinh xắn nhỏ nhắn của Văn Ngư Nhi, hắn mỉm cười trêu chọc, tiểu Ngư Nhi, còn đang tức giận sao? Vừa rồi bố mới gặp Chủ tịch Vương, có nói con gái của bố muốn được phỏng vấn anh ấy. Thật vậy sao? Văn Ngư Nhi không khỏi nở nụ cười hỏi. Con đường lồi lõm làm cho chiếc xe Toyota Coaster có chút sóc nảy, Vương Tử Quân ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài vẫn rất hào hứng. Hắn chỉ vào con đường bên ngoài rồi cười nói với Phùng Vũ Trách ở bên cạnh, Bí thư Vũ Trách, 2 năm sau tôi sẽ đến đây, khi đó cũng không mong tiếp tục đi trên con đường này. Phùng Vũ Trách đưa Vương Tử Quân đi trên con đường này mà cảm thấy có chút bất an, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Điều kiện của thành phố bọn họ là như vậy, hơn nữa phương diện xây dựng một con đường cũng không phải là 1-2 ngày là hoàn thành. Hôm nay tâm tình của Chủ tịch Vương rất tốt, hào hứng rất cao, thế cho nên cũng không có chút ý nghĩ phê bình. Chủ tịch Vương yên tâm, thành phố Thanh Chuyên nhất định sẽ không phụ lòng sáng tạo điều kiện của ngài. 2 năm sau chúng tôi nhất định sẽ thông xe con đường này. Phùng Vũ Trách nói lời đảm bảo làm cho Vương Tử Quân gật đầu vui sướng. Hôm nay hắn đến thành phố Thanh Chuyên kiểm tra thị sát, tuy đường đi sóc này, thế nhưng tâm tình lại rất không tệ. Đề nghị liên hợp cùng tỉnh Sơn Nam của Mật Đông căn bản được lãnh đạo thượng cấp thông qua, nói cách khác đường cao tốc nối thành phố Rừng Mật và An Dịch đã được đưa lên bàn nghị sự. Tuy từ lúc chủ bị đến xây dựng còn cách một thời gian ngắn, thế nhưng cũng là một bước phát triển rất mạnh mẽ. Vương Tử Quân nói về phương diện xây dựng đường với Tần Hoài Trung ngồi bên cạnh mình, sau đó cười nói, tuy đường cao tốc chính là trọng điểm của thành phố Thanh Chuyên trong thời gian 2 năm tới. Thế nhưng trong thời gian 2 năm này các anh cũng không nên trì hoãn. Bây giờ xã hội biến chuyển từng ngày, có thể nói là đi chậm một bước sẽ rất không hay. Chủ tịch, chúng tôi vẫn chưa quên tầm quan trọng của phương diện phát triển kinh tế. Bây giờ chúng tôi đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, thừa dịp xây dựng đường cao tốc mà mở hội nghị đầu tư lớn. Tần Hoài Trung nhìn Vương Tử Quân, hắn do dự giây lát rồi mở miệng giới thiệu. Tiến hành kêu gọi đầu tư lớn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói, mục tiêu các anh kêu gọi đầu tư là gì? Mục tiêu, Tần Hoài Trung đưa mắt nhìn Phùng Vũ Trách, hắn là chủ tịch thành phố, thế nên là người chủ động giới thiệu, chủ tịch Vương, chúng tôi nghĩ như thế này, trong năm nay phải tiến cử được hơn 10 xí nghiệp đến đầu tư, tổng lượng đầu tư phải vượt qua con số 1 tỷ. Tuy đây là lần đầu tiên Tần Hoài Trung làm chủ tịch thành phố, thế nhưng phương diện báo cáo vẫn là trật tự rõ ràng. Chỉ là hắn chưa nói xong thì Vương Tử Quân khoát tay nói, tôi không phải muốn nghe điều này, bây giờ tôi căn bản nghe nhiều báo cáo về phương diện kêu gọi đầu tư, tôi chỉ muốn nghe 2 điểm, một là các anh phải có định vị chính xác sự phát triển của địa phương, 2 là các anh phải phát huy ưu thế của mình, cần phải biết đâu là công tác trọng điểm. Vương Tử Quân nói làm cho nụ cười của Tần Hoài Trung chợt ngưng tụ, sau đó hắn nhìn sang Phùng Vũ Trách. Sau khi Tần Hoài Trung đến thành phố Thanh Chuyên nhìn qua thì có vẻ rất hòa hợp êm ấm, thế nhưng thực tế thì trong lòng lại có chướng ngại.
Điều này cũng liên quan đến tâm tình của hắn, vì bình thường cán bộ từ tuyến trên đi xuống đều không tự giác được có chút ưu thế tâm lý. Ít nhất thì bọn họ cũng cho rằng mình có quan hệ thượng tầng, có tài nguyên quan hệ mạnh mẽ, vào bất kỳ lúc nào cũng có thể kéo ra sử dụng. Khốn nỗi cán bộ địa phương lại căn bản không mặn không nhạt với Tần Hoài Trung. Trước nay hắn luôn cố gắng, phải trải qua bao nhiêu mưa gió tang thương mới đến vị trí hiện tại. Thế nhưng hắn là cán bộ từ bên trên đi xuống, cả ngày cao cao tại thượng ở trong phòng, chủ yếu viết vài bài cực kỳ kiểu cách, cho dù đi xuống bên dưới kiểm tra cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đám người bên dưới căn bản là bưng trà rót nước và nói vài lời nịnh hót. Lãnh đạo cười tươi ban thưởng, một vị trí như vậy thì anh có bản lĩnh gì mà không biết trời cao đất rộng. Cũng may tâm tình của Tần Hoài Trung cảm thấy không thích ứng thế nhưng vẫn luôn biểu hiện hòa hợp êm thấm. Sau khi hai người gặp mặt thì đã làm xong phân công, đó là nếu có câu hỏi gì khó thì trước hết để cho Tần Hoài Trung trả lời qua loa, như vậy không những chừa không gian cho Phùng Vũ Trách suy xét lại, đồng thời khi Vương Tử Quân không hài lòng thì bọn họ còn có dư âm quay về. Nhìn từ phương diện này thì thấy Tần Hoài Trung và Phùng Vũ Trách cũng có chút hòa hợp. Chương 1687, 2, một hành động cần nhiều hiệu ứng. Bây giờ câu trả lời của Tần Hoài Trung làm cho Vương Tử Quân không hài lòng. Từ sau khi Vương Tử Quân đi đến tỉnh Mật Đông, tuy uy thế ngày càng mạnh mẽ, thế nhưng mở miệng lại rất ôn hòa. Lần này Chủ tịch Vương đến thành phố Thanh Chuyên tất nhiên là vì coi trọng hai người bọn họ. Chủ tịch Vương, tôi và Chủ tịch Hoài Trung đã thương lượng với nhau về phương diện lợi dụng ưu thế của bản thân. Chỗ này của chúng tôi cũng có chút khoáng sản, trước kia vì nguyên nhân giao thông không thuận lợi thế nên còn chưa được khai phá. Chúng tôi chuẩn bị tiến hành kêu gọi đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, sau đó tiếp tục phát triển các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, thật sự là thành phố Thanh Chuyên căn bản không thiếu loại cây trồng gì so với bên ngoài. Phùng Vũ Trách cuối cùng cũng là người công tác ở Thanh Chuyên lâu năm. Căn bản rất quen thuộc tình hình, vì vậy sau khi trầm ngâm giây lát thì nói ra vài ưu thế của thành phố Thanh Chuyên. Vương Tử Quân mặc dù hỏi khá đường đột NNSWNG câu trả lời của Phùng Vũ Trách cũng căn bản là khá tốt. Tần Hoài Trung nhìn thoáng qua Phùng Vũ Trách, ánh mắt của hắn khá phức tạp, vừa có chút tán thưởng, vừa có chút cảm thấy không bằng. Xem ra những gì mình hiểu về Thanh Chuyên căn bản không bằng một cán bộ lão thành như Phùng Vũ Trách. Phải nói biểu hiện hôm nay của Phùng Vũ Trách làm cho Tần Hoài Trung cảm thấy bình thản hơn. Hắn ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, hắn có chút không cam lòng. Hắn cảm thấy sở dĩ Phùng Vũ Trách thắng mình là vì có một người như chủ tịch Vương đứng sau lưng. Nhưng biểu hiện của Phùng Vũ Trách hôm nay lại giống như lấp đầy khe rãnh như vậy trong lòng Tần Hoài Trung. Tần Hoài Trung chợt nhớ đến một câu nói theo bản năng, hành trình trong quan trường giống như quá trình tu luyện của một cá nhân. Anh có thể đắc đạo thành tiên hay không, không những liên quan đến ngộ tính, còn liên quan đến phương pháp tu hành của anh. Nếu không có ngộ tính, như vậy dù là bất kỳ người nào cũng không muốn làm thầy của anh. Vương Tử Quân tất nhiên không biết những ý nghĩ như vậy của Tần Hoài Trung, hắn lẳng lặng nghe Phùng Vũ Trách lên tiếng. Sau khi Phùng Vũ Trách nói xong thì hắn cười nói, Vũ Trách, mọi người đều nói anh có khả năng công tác, tôi thấy đầu óc của anh cũng rất lợi hại. Ngay cả khi không chuẩn bị cũng có thể nói ra như vậy, lại nói rất rõ ràng ngắn gọn. Chủ tịch Vương, tôi căn bản là nói những lời từ tận đáy lòng mình. Khi thấy Vương Tử Quân cũng không vì vậy mà nổi giận, Phùng Vũ Trách không khỏi cười ha hả nói. Tuy những gì anh nói đại đa số đều là những phương án tạm thời, thế nhưng có một điểm không sai, đó là các anh muốn xây dựng và phát triển thì phải phát huy ưu thế của mình. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm giây lát nói, trong mắt tôi thì thành phố Thanh Chuyên của các anh muốn phát triển, không những phải phát huy ưu thế của bản thân, còn phải đẩy mạnh phát triển những ưu thế này, cần phải phát huy ưu thế thành những sản nghiệp tập trung. Vì vậy trong quá trình kêu gọi đầu tư, các anh cần phải kêu gọi đầu tư thật sự châm trước. Vào thời đại này cạnh tranh phát triển kinh tế giữa các khu vực cũng không còn là cạnh tranh của xí nghiệp, mà là cạnh tranh về hệ thống sản nghiệp. Tập trung thể hiện ở phương diện sản nghiệp chủ đạo, nó có liên quan đến sự tụ tập của doanh nghiệp, liên quan đến quy mô hiệu ứng, đến việc tập trung sản nghiệp. Khi các anh định vị tốt sản nghiệp của mình, như vậy các anh có thể kêu gọi các công ty trong nước và nước ngoài, kêu gọi những công ty hàng đầu, có thể cho ra những ưu đãi chính sách phù hợp. Chỉ cần các anh phát huy đầy đủ ưu thế của thành phố Thanh Chuyên, đưa xí nghiệp hàng đầu vào thúc đẩy kinh tế Thanh Chuyên, như vậy sẽ coi như tụ tập sản nghiệp.
chúng ta cũng phải chú ý đẩy mạnh và mở rộng sản nghiệp, đẩy mạnh sức cạnh tranh. Đến khi đó cho dù các anh không đi ra kêu gọi đầu tư, như vậy các xí nghiệp tương quan cũng sẽ chạy về phía các anh. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì Phùng Vũ Trạch và Tần Hoài Trung chú ý lắng nghe, Triệu Hiểu Bạch ngồi sau lưng Vương Tử Quân thì càng ghi nhớ lời dạy bảo của lãnh đạo. Hắn đi theo Vương Tử Quân đã khá lâu, hắn càng ngày càng kính nể lãnh đạo của mình. Chủ tịch Vương một khi đã lên tiếng thì căn bản sẽ có thể trở thành một bài viết tuyệt hảo. Chủ tịch Vương, nếu các xí nghiệp kéo đến đầu tư thì sao? Tần Hoài Trung trầm ngâm giây lát thì chần chờ nói. Nếu như bọn họ có thể xúc tiến phát triển sản nghiệp trong thành phố, như vậy chúng ta sẽ hoan nghênh, thế nhưng nếu không phù hợp với phương hướng phát triển sản nghiệp ưu thế, như vậy kiên quyết từ chối. Vương Tử Quân phất phất tay nói tiếp, bây giờ chúng ta kêu gọi đầu tư giống như tung lưới xuống hồ, chỉ cần thứ gì bị dính vào lưới là đều thu nhận. Sau này chúng ta không nên giữ lấy tâm tính này, căn bản có sự phân biệt nghiêm khắc đối với các hạng mục đầu tư, không nên ôm đồm, không nên vứt bỏ tất cả vào rổ của mình. Tần Hoài Trung căn bản cũng không có nhiều cảm xúc với lời này của Vương Tử Quân, Phùng Vũ Trạch thì lại khác. Phùng Vũ Trạch làm chủ tịch thành phố Thanh Chuyên khá nhiều năm. Bí thư Sầm là người cực kỳ coi trọng đầu tư và xúc tiến phát triển kinh tế. Thế nên phương diện kêu gọi đầu tư luôn làm cho Phùng Vũ Trạch cảm thấy nhức đầu. Năm xưa vì một hạng mục 5 triệu mà Phùng Vũ Trạch đã từng chạy đến xí nghiệp người ta 5 lần 7 lượt, vì kêu gọi đầu tư mà hai mắt đỏ hồng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại nói cho hắn biết, nếu là các xí nghiệp không phù hợp thì không nên tiếp nhận. Không tiếp nhận không phải là có chút đáng tiếc sao? Tuy cảm thấy nói những lời như vậy là không hay, thế nhưng Phùng Vũ Trạch vẫn không nhịn được phải hỏi Vương Tử Quân. Nếu nhìn từ phương diện hiệu quả và lợi ích ngắn hạn, đó là một tổn thất của địa phương. Thế nhưng nếu nhìn từ mặt lâu dài, đó là một cử chỉ sáng suốt, chúng ta đề cao tiêu chuẩn kêu gọi đầu tư cũng chính là một cách hữu hiệu để tuyên truyền với bên ngoài. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía dãy núi phía trước, chúng ta muốn phát triển thì càng phải làm cho nhiều người có thể phát triển theo. Cũng không phải vì lợi ích trước mắt mà không để ý đến phương diện kêu gọi đầu tư như thế nào. Bầu không khí trong xe chợt trầm mặc, chợt nghe Phùng Vũ Trạch tỏ thái độ, Chủ tịch Vương, mong ngài yên tâm, thành phố Thanh Chuyên nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Vương Tử Quân cười cười không nói gì thêm. Hôm nay Sầm Vật Cương khá rảnh rỗi, lão ngồi trong nhà xem chương trình thời sự, lão chăm chú xem tất cả chương trình thời sự của hai đài quốc gia và Mật Đông. Trong chương trình thời sự của tỉnh Mật Đông, tin tức đầu tiên vẫn liên quan đến Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nhìn đám người đi theo sau lưng Minh, lão dùng giọng bất mãn lẩm bẩm, nhiều người đi theo như vậy làm gì? Căn bản là lãng phí, ngày mai phải nói rõ với Phương Anh Hồ, lần sau không cho nhiều người đi theo như vậy nữa. Sau khi xong bản tin về Sầm Vật Cương, sau đó hình bóng của Vương Tử Quân hiện ra trên màn hình. Vương Tử Quân đang ngồi trong một nhà nông. Đang trò chuyện gì đó với một người đàn ông nông dân. Nếu so sánh hình ảnh giữa hai bên, Sầm Vật Cương không khỏi có chút bức bối. Vương Tử Quân căn bản luôn có hình tượng tốt đẹp, luôn xem xét dân tình, giải ưu sầu cho dân. Nhưng Sầm Vật Cương mình thì sao? Đi đâu cũng huy động nhân lực tiền hô hậu ủng, đến hiện trường căn bản chưa từng phải đứng, chỉ là hình tượng một ông lão khoa chân múa tay mà thôi. Sầm Vật Cương có biết đến hành trình của Vương Tử Quân? Mặc dù nhìn bản tin thời sự có chút không vui, thế nhưng cũng không nói gì được. Nhưng khi mà chỉ thị của Vương Tử Quân về phương diện phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên được phát ra ngoài, lão không khỏi nhíu mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1688 Một thần nữ thăm thanh xa, núi xanh nước biếc ngàn dặm xa. Mặc dù Sầm Vật Cương cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân không phải không đúng. Thế nhưng kết hợp với thực tế ở Mật Đông thì căn bản vẫn có vẻ gì đó là với cao chạy xa. Vì trước khi học chạy phải học bò, dựa theo luận điệu của Vương Tử Quân, không phải là muốn một đứa bé còn chưa bò phải chạy như trâu sao. Sầm Vật Cương thầm xem xét những lời phát biểu của Vương Tử Quân, thế là gương mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này lão nhớ đến những việc Vương Tử Quân làm ngược với ý kiến của mình, thế là không khỏi vỗ bàn nói, đúng là làm bừa bãi. Người ta đang quyên tiền cho trẻ em có bệnh, sao lại là làm bừa bãi? Vợ đang mặc áo lông cho cháu ở cách đó không xa nghe thấy lời nói của Sầm Vật Cương thì không khỏi dùng giọng mất hứng nói. Sầm Vật Cương có chút sững sốt,
lão không khỏi nhìn lên tivi, chợt thấy đó là chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo phẫu thuật tim. Lão nhìn tivi, sau đó lại nhìn người vợ của mình, cảm thấy mình không cần phải nói rõ ràng cho vợ biết, thế là không khỏi khoát tay áo nói, chuyện của tôi bà không cần phải lo. Sầm Vật Cương nói xong thì nhanh chóng đi lên lầu. Chủ tịch Tử Quân, lần sau gặp mặt anh phải mời tôi vài ly mới được. Giọng điệu của Thạch Kiên Quân vẫn bình thản như trước, nghe vào trong tai không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác vui sướng thoải mái. Vương Tử Quân cười nói, lão lãnh đạo, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe lời triệu hoán từ ngài, dù là gió mưa thì cũng mặc kệ, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến, hơn nữa còn không say không về. Ha ha ha, hiếm có cơ hội anh uống rượu cởi mở như vậy, xem ra sau này nếu muốn anh uống rượu nhiều hơn, ít nhất cũng phải giúp anh làm được ít chuyện. Thạch Kiên Quân vừa cười vừa trêu ghẹo Vương Tử Quân. Lúc này tâm tình của Vương Tử Quân rất tốt, hơn nữa mối quan hệ giữa hắn và Thạch Kiên Quân đã càng thêm thân mật, thế nên nói chuyện cũng thả lỏng hơn. Bí thư Thạch, ngài cũng đừng đẩy thanh danh này lên đầu tôi cũng không phải như vậy. Chỉ cần ngài có thể giúp chúng tôi có thêm được vài hạng mục, tôi sẽ mời ngài uống rượu. Thế nào, có phải là được rồi không? Tiểu tử cậu có phải muốn tính sổ rồi không? Thạch Kiên Quân cười mắng một tiếng, tôi cũng đã ném ra tất cả vốn liếng ở hạng mục này rồi, nếu tôi có bản lĩnh thì cũng phải chú trọng vào tỉnh Sơn Nam, nào có nhiều công sức quản chuyện của các anh. Đúng rồi, anh thật sự là chủ tịch tỉnh Mật Đông, thế nhưng dù sao anh cũng là người từ tỉnh Sơn Nam đi ra, sau này có chuyện tốt thì cũng không nên quên tỉnh Sơn Nam chúng tôi được. Thạch Kiên Quân dùng giọng có vài phần cảm xúc dặn dò. Vương Tử Quân cười lớn đảm bảo hai bên sẽ cùng hợp tác có chung thắng lợi, sau đó hai người mới cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy Thạch Kiên Quân nói chỉ cần mời một bữa cơm là được, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ chính mình nợ người ta một phần nhân tình, cũng không phải là một bữa cơm là có thể làm cho xong. Nhưng hạng mục đường cao tốc này đã được xác định, mình coi như thiếu nợ người ta một phần nhân tình, cũng không coi là gì. Vương Tử Quân mở văn kiện ra nhìn, sau khi xem xét được 2/3, hai hàng chân mày của hắn không khỏi nhíu lại. Lúc này nói đó là văn kiện không bằng cho rằng nó là một bức thư tố cáo, nội dung của nó chủ yếu là vấn đề ô nhiễm ở huyện Thành Viễn. Phong thư tố cáo đã nói rõ ràng, còn có cả hình ảnh, cũng coi như chứng cứ vô cùng xác thực. Đối với những tình huống này thì lãnh đạo được phân công quản lý phải xử lý tốt, sao lại phải đưa đến tay mình. Vương Tử Quân nhíu mày, sau đó hắn bấm điện thoại của Triệu Hiểu Bạch, nói hắn mời Trương Tề Bảo đến phòng làm việc của mình một chuyến. 5 phút sau Trương Tề Bảo đã chạy đến, khi nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt cũng biến mất, Chủ tịch Vương, ngài tìm tôi sao? Vương Tử Quân khoát tay cho Trương Tề Bảo ngồi xuống ghế salon, sau đó đưa lá thư cho Trương Tề Bảo, thư ký trưởng Tề Bảo, đây là có chuyện gì? Trương Tề Bảo nhìn qua phong thư rồi mới nói, Chủ tịch, chuyện này trước tiên được đưa vào tay Chủ tịch Nghiêm, sau đó Chủ tịch Nghiêm dựa theo phân công đưa cho Chủ tịch Lôi lại yêu cầu tôi chuyển phong thư này cho ngài. Phong thư này đi qua vài người, Vương Tử Quân càng hiểu nó căn bản không tầm thường. Hắn gõ ngón tay lên bàn, sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Tề Bảo, tuy hắn không hỏi thế nhưng bộ dạng lại giống như chờ câu trả lời của Trương Tề Bảo. Dưới ánh mắt soi mói của Vương Tử Quân, Trương Tề Bảo cũng có chút cảm giác sợ hãi. Hắn cũng không dám giấu giếm mà tranh thủ thời gian nói, Chủ tịch, đây là xí nghiệp trọng điểm của huyện Thành Viễn, năm trước bí thư Sầm đến kiểm tra công tác thì có mở lời tán thưởng, hơn nữa lại còn viết lại vài dòng chữ. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, sau đó hắn nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo rồi lạnh giọng nói, bí thư Sầm tán thưởng một xí nghiệp cũng không phải là tán dương hoàn cảnh ô nhiễm của nó. Hơn nữa khi bí thư đi kiểm tra xí nghiệp thì cũng không được nhìn rõ hoàn cảnh ô nhiễm chung quanh, Lôi Yên Hồng này đúng là không biết đang nghĩ gì. Vương Tử Quân nói rồi xem xét lại bức thư, sau đó cầm bút ghi lên dòng chữ xử lý theo quy định. Trương Tề Bảo làm sao không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng lòng người bây giờ đều là như vậy. Rất nhiều người vì đề phòng vài phần trăm khả năng gây nguy hiểm cho chính mình mà khi xử lý sự việc thường sử dụng thủ đoạn kéo dài. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, như vậy sẽ khiến cho sự việc bị đưa vào quên lãng, nhanh chóng chết đi. Nhưng thật lòng thì Trương Tề Bảo cũng không hy vọng Chủ tịch Vương ký tên xử lý văn kiện này.
Bây giờ mối quan hệ giữa Chủ tịch Vương và Bí thư Sầm đã đến mức khá vi diệu, tuy hai bên biểu hiện hòa hợp êm ấm, thế nhưng hắn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn cảm ứng được sự thật bên trong. Ví dụ như quan hệ giữa Trương Tề Bảo và Phương Anh Hồ, mặc dù hai người gặp mặt đều tỏ ra thân mật, thế nhưng thực tế lại không còn được như dĩ vãng. Rất nhiều chuyện Phương Anh Hồ căn bản không liên hệ với hắn như trước kia. Nhìn vào thế cục này thì thấy Vương Tử Quân chỉ cần ký vào văn kiện kia, dù Bí thư Sầm không nói gì, thế nhưng cũng làm cho người ngoài nhìn thấy hương vị khác thường. Ngôn luận là rất đáng sợ, cho dù Bí thư Sầm có hiểu rõ Bí thư Vương đang giải quyết việc chung, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có vài ý nghĩ trong lòng. Những câu nói liên quan đến tấm lòng hào sảng căn bản chỉ là thứ được văn học tô điểm vào cho hay mà thôi. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân đã tiếp tục đi đến bàn làm việc phê duyệt văn kiện, thế là hắn có chút do dự, sau đó nuốt những lời mình định nói vào bụng. Hắn biết mình nghĩ đến cái gì thì Chủ tịch Vương cũng đã suy tính chu đáo, nếu Chủ tịch Vương đã kiên trì như vậy, chính mình có tiếp tục khuyên can cũng vô dụng. Chương 1688-2, Thần nữ thăm Thanh Sa, núi xanh nước biếc ngàn dặm xa. Những người công tác bên cạnh lãnh đạo căn bản cũng không cho rằng Chủ nhật là ngày nghỉ. Vì thời gian của bọn họ chủ yếu xoay quanh lãnh đạo, nếu như lãnh đạo có việc, dù là ngày chủ nhật thì bọn họ vẫn phải đi theo bên cạnh lãnh đạo. Sáng chủ nhật Triệu Hiểu Bạch không tình nguyện chui ra khỏi chăn, hắn đơn giản thủ xếp lại các vật dụng, sau đó xách cặp công văn đi xuống lầu. Khi Triệu Hiểu Bạch đi xuống dưới lầu thì lái xe Tiểu Lý đã chờ sẵn, hai người cười cười với nhau, sau đó ăn ý chạy xe về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Vương Tử Quân mặc trang phục bình thường đi ra sau khi hai người dừng xe lại ở địa điểm quen thuộc được 2 phút. Thế nhưng hắn cũng không lên xe mà nói với Triệu Hiểu Bạch, hôm nay chúng ta đi xe của Tiểu Bắc. Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, hắn hiểu ý nghĩa của việc đổi xe. Hắn nhìn vẻ mặt của Chủ tịch Vương, thế là có chút do dự, sau đó mới xin chỉ thị, Chủ tịch, có nên thông báo với thư ký trưởng hay không? Không cần, chúng ta chỉ đi xem mà thôi. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi leo lên xe của Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Lý lái xe ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy, sau khi chạy ra khỏi thành phố thì Vương Tử Quân nói, chúng ta đi một vòng quanh sông Thanh Sa. Thanh Sa chính là một con sông chủ yếu chảy qua tỉnh Mật Đông, tuy kém với 4 con sông lớn trong nước thế nhưng vẫn là dòng sông chủ đạo ở Mật Đông. Hai thành phố Rừng Mật và Linh Long đều được dòng sông Thanh Sa ưu ái chảy qua. Chủ tịch Vương muốn xem dòng sông Thanh Sa, là vì cái gì? Triệu Hiểu Bạch thầm suy đoán như vậy, thế nhưng hắn lại không dám lên tiếng. Lúc này Tiểu Lý luôn giữ đúng bản phận của người lái xe, lúc cần lên tiếng thì sẽ lên tiếng, nhưng những lúc không cần lên tiếng thì hắn căn bản không nhiều lời. Ra khỏi thành phố Rừng Mật chưa bao lâu thì đi đến dòng Thanh Sa, Vương Tử Quân xuống xe nhìn dòng sông Thanh Sa tràn đầy sức sống, thế là không khỏi chỉ vào dòng sông cuồn cuộn nói. Hiểu Bạch, tôi còn nhớ một câu thơ rất hay về dòng sông Thanh Sa, cậu còn nhớ không? Triệu Hiểu Bạch là người thành phố Rừng Mật điển hình, hắn sao không biết lịch sử của dòng sông này? Thế nên cười nói, Chủ tịch ngài nói đến câu thần nữ thăm Thanh Sa, núi xanh nước biếc ngàn dặm xa sao? Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Triệu Hiểu Bạch nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy mà không nói thêm điều gì. Bây giờ dòng sông vẫn cuồn cuộn như xưa thế nhưng căn bản không còn được là nước biếc. Thế nhưng dòng sông vẫn còn khá tốt, căn bản không có quá nhiều vấn đề. Vương Tử Quân nhổ một cây cỏ bên bờ sông, hắn khẽ cuốn vào ngón tay rồi nói, Hiểu Bạch, cậu có biết nước sinh hoạt của vài triệu dân thành phố Rừng Mật đến từ nơi đâu không? Chính là nước sông Thanh Sa, dòng sông này thật sự là bảo vật của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía Tây Bắc, chúng ta đi qua bên kia thôi. Con đường ven sông cũng không quá tốt, vì vậy lái xe Tiểu Lý chạy không quá nhanh. Triệu Hiểu Bạch vì thích bầu không khí khoan khoái mát lành ven sông, thế nên khi xe chạy thì mở cửa sổ ra. Lúc này đồng ruộng xanh ngắt ánh vào trong mắt, thỉnh thoảng có thể thấy vài cánh diều tự do bay lượn trên trời. Chủ tịch, nếu biết phong cảnh đẹp như thế này, chúng ta không bằng đưa Tiểu Bảo Nhi theo. Để cho cậu ấy đến đây một chút, biết đâu sẽ viết ra một bản nhật ký hành trình tuyệt vời. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy lúc này tâm tình của Chủ tịch Vương nhất định là rất tốt, thế nên không khỏi nhắc đến Tiểu Bảo Nhi. Triệu Hiểu Bạch đã đi theo Vương Tử Quân một thời gian dài,
hầu như hiểu rõ về tình hình gia đình của Chủ tịch Vương. Có đôi khi hắn cảm thấy khá khó hiểu, hai vợ chồng Vương Tử Quân là người thông minh hơn người, thế nhưng vì sao lại đối đãi với Tiểu Bảo Nhi như vậy? Căn bản là cực kỳ tinh tế, gần như là sủng ái vô điều kiện, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Tiểu Bảo Nhi đi học về nếu có quá nhiều bài tập thì thậm chí Mạc Tiểu Bắc không cần nhìn qua, nó Tiểu Bảo Nhi thích thì làm không thích thì thôi. Cũng may Tiểu Bảo Nhi xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh cực kỳ ưu việt thế nhưng cũng không dưỡng thành thói quen xấu ăn chơi trác táng, lại biểu hiện là một người cực kỳ thông minh, không những là một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép, còn là một học sinh rất vĩ đại. Triệu Hiểu Bạch mỗi lần đi đón Chủ tịch Vương đều thấy hình bóng vui vẻ tràn đầy tinh lực của Tiểu Bảo Nhi, thật sự làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng Vương Tử Quân cũng có lúc bất đắc dĩ khi nói về Tiểu Bảo Nhi, đó là phương diện viết nhật ký. Vì bồi dưỡng năng lực quan sát của Tiểu Bảo Nhi, từ đầu năm nhà trường đã yêu cầu học sinh viết nhật ký, yêu cầu cũng không quá cao, chỉ cần học sinh ghi lại những gì mình được thấy là xong. Tiểu Bảo Nhi căn bản cực kỳ căm thù trò này, mỗi lần ghi nhật ký thì căn bản là vò đầu bứt tai, bộ dạng cực kỳ buồn cười. Hôm nay phong cảnh rất đẹp, quả thật nên đưa Tiểu Bảo Nhi đi theo cho vui. Khi Triệu Hiểu Bạch thầm nghĩ như vậy, thế là hắn cảm thấy lỗ mũi có hơi khó chịu. Giống như có mùi gì đó ngọt ngọt ào vào cánh mũi. Hương vị này không phải chỉ có hương vị ngọt, còn có hơi chua, cũng không phải mùi hương chua ngọt thoải mái như các món thức uống hiện nay, mà là một hương vị làm cho người ta sinh ra cảm giác buồn nôn. Triệu Hiểu Bạch vươn tay ra định đóng cửa sổ, thế nhưng bị Vương Tử Quân cản lại. Hắn nhìn về phía phát ra mùi hương gay mũi, sau đó lạnh giọng nói với lái xe Tiểu Lý, dừng xe. Vương Tử Quân xuống xe. Hắn khẽ đi đến bờ đê cách đó không xa. Đây là một nhánh sông của Thanh Sa, chỉ rộng hơn 3 mét, thế nhưng nước sông lúc này lại có một màu sắc rất chướng mắt. Chủ tịch Vương, chúng ta hay là... Triệu Hiểu Bạch cảm nhận được mùi hương quá nồng, hắn không khỏi mở miệng khuyên can Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không những không dừng lại mà còn tiếp tục tiến lên phía trước. Khi đi đến bên cạnh nhánh sông, hắn ngồi xổm xuống nhìn nước sông biến hình. Vẻ mặt không khỏi càng thêm nhăn nhúm. Triệu Hiểu Bạch rất muốn lấy tay che mũi, vì hương vị này bây giờ càng thêm tanh tưởi làm cho người ta cực kỳ khó chịu, nhưng biểu hiện của Vương Tử Quân làm hắn không dám cho ra động tác gì khác. Triệu Hiểu Bạch từng nhìn qua tình cảnh này trên báo chí, thế nhưng chưa bao giờ trực tiếp như lúc này, bây giờ rơi vào hoàn cảnh thế này làm cho hắn có ấn tượng rất sâu. Có vài con cá nhỏ đứng yên trong dòng nước bẩn, vảy cá ảm đạm giống như nói lên điều gì đó. Vương Tử Quân ngồi ngây người một lúc, sau đó hắn chợt đứng lên đi về phía trước. Triệu Hiểu Bạch theo sát tiến độ của Vương Tử Quân, sau khi hai người đi được 200 mét thì thấy một miệng cống xi măng, bên trong chảy ra một dòng nước đục ngầu. Chương 1689, tôi không muốn núi vàng núi bạc, chỉ muốn núi xanh nước biếc. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác muốn nôn mửa. Hắn nghiêng đầu đi nơi khác. Cố gắng áp chế cảm giác nước chua trào lên cuống họng, chú ý đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cau mày, gương mặt rất âm trầm. Này, các na làm gì vậy? Sao lại đứng đó? Một người đàn ông hơn 50 tuổi cầm theo một chiếc radio như cục gạch lớn tiếng nói với đám người Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch định mở miệng nhưng Vương Tử Quân đã lớn tiếng nói trước, anh bạn, nơi này là cống trúc bài có phải không? Đúng vậy, anh có chuyện gì không? Người đàn ông kia lắc lư đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, lại dùng giọng đề phòng hỏi. Vương Tử Quân sờ vào trong túi, muốn móc ra gói thuốc, thế nhưng khi hắn sờ vào thì mới phát hiện mình đã giới hạn hút thuốc được vài ngày. Trước kia tôi từng được ăn cá chép hồng ở cống trúc bài, bây giờ cá này không còn trên thị trường, cho nên định đến đây xem một chút, để xem món cá chép hồng còn hay không. Vương Tử Quân buông tay ra dùng giọng bất đắc dĩ nói. Cá chép hồng. 10 năm trước thì anh còn có để ăn, thế nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Người đàn ông khoát tay áo nói, nơi đây rất hôi, các anh mau đi đi, không có gì hay đâu. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với người đàn ông kia, anh bạn, sao anh lại đi tản bộ ở chỗ này? Cái gì mà đi tản bộ, tôi là đi xem xét. Người đàn ông kia nói rồi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói, anh nói nhiều như vậy làm gì, tôi nói cho anh biết. Anh không còn tìm được cá chép hồng nữa đâu. Cách đây 5 km có một hồ nước, cá chép nơi đó cũng rất ngon, anh mau đi đi.
Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, sau đó hắn ngẩng đầu trầm giọng nói, cảm ơn anh đã chỉ điểm, tôi còn tưởng rằng lần này sẽ về tay không. Người đàn ông kia phất tay áo mất kiên nhẫn, cũng không tiếp tục trò chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lên xe, gương mặt trở nên âm trầm, bầu không khí trong xe càng bị đè nén. Chủ tịch, nếu không, đi thôi, Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Lôi Yên Hồng tiến về phía trước vừa xem xét chính mình trong gương. Đó là một người phụ nữ đã qua tuổi thanh xuân phơi phới, thế nhưng nếu so với những người phụ nữ cùng độ tuổi thì vẫn có dáng người yểu điệu, vẫn còn vài phần quyến rũ. Lôi Yên Hồng khá hài lòng với ngoại hình của mình, thế nhưng sau khi nàng đi ngang qua một tấm gương, không khỏi đưa tay vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt, để nó tiếp tục đi vào trong đội ngũ. Trước kia Lôi Yên Hồng đã là người cực kỳ chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình, bây giờ nàng lại càng chú trọng hơn, sở dĩ như vậy là vì hôm nay nàng sẽ phải gặp mặt Vương Tử Quân. Vào ngày Chủ nhật thì Triệu Hiểu Bạch đã gọi điện thoại cho Lôi Yên Hồng, yêu cầu hôm sau đi làm nhanh chóng đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Lôi Yên Hồng căn bản không dám chậm trễ với thông báo của Triệu Hiểu Bạch, thế nên vừa đi đến phòng làm việc thì nhanh chóng đi sang phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Lôi. Triệu Hiểu Bạch giống như đang xử lý văn kiện gì đó, thấy Lôi Yên Hồng đi đến thì vội vàng đứng lên chào hỏi. Lôi Yên Hồng khoát tay áo nói, Hiểu Bạch, gần đây cậu công tác rất có tinh thần, tôi nghe nói cậu đã đính hôn rồi có phải không? Ôi, cậu xem kìa, chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một tiếng, thế nào, sợ tôi không phát lễ cho cậu sao? Lôi Yên Hồng là một cán bộ nữ, nàng có thể phát huy ưu thế của mình trước mặt Sầm Vật Cương và cả Vương Tử Quân. Thế nên khi gặp mặt Triệu Hiểu Bạch thì cũng không quên phát huy tất cả ưu thế của mình. Tuy lời nói vừa rồi căn bản không mất đồng nào, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mình và Lôi Yên Hồng là khá tầm thường, quan hệ giữa hai bên cũng không gần gũi như vậy, thế nhưng cũng không thể không nói lời cảm ơn Chủ tịch Lôi đã quan tâm, bạn gái của tôi là người dễ xấu hổ, thế nên chú trọng nghi thức đính hôn đơn giản. Khi đó chỉ là hai bên thông gia gặp mặt nhau, vì tôi sợ cô ấy xấu hổ không dám tham gia, thế nên tất cả đều thực hiện theo ý của cô ấy. Triệu Hiểu Bạch bây giờ căn bản không còn ăn nói vụng về như xưa, chỉ sau vài câu đã vứt bỏ chủ đề này. Lôi Yên Hồng nhìn gương mặt của Triệu Hiểu Bạch mà không khỏi thầm cảm khái. Có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hoàn cảnh căn bản có thể làm thay đổi một con người. Trước kia khi mình gặp mặt Triệu Hiểu Bạch, cảm thấy đứa cháu của Kim Chính Thiện quá chất phác, bây giờ nhìn lại thì còn thấy bản sắc năm xưa nữa sao? Lôi Yên Hồng thầm cảm khái, thế nhưng ngoài miệng lại cười hì hì nói, Hiểu Bạch có biểu hiện không tệ, cậu chưa hết hôn mà đã có thể thông cảm cho vợ, hy vọng cậu không ngừng cố gắng. Triệu Hiểu Bạch gãi đầu cười ha ha, thế nhưng cũng không nói thêm lời nào. Sau khi nói đùa vài câu với Triệu Hiểu Bạch thì Lôi Yên Hồng thay đổi chủ đề, Chủ tịch Vương có trong phòng không? Chủ tịch Vương vừa mới đến, tôi sẽ đi vào thông báo một tiếng. Triệu Hiểu Bạch đã sớm biết Vương Tử Quân tìm gặp Lôi Yên Hồng làm gì, thế nên cũng không tình nguyện nói nhiều với người này. Lôi Yên Hồng cũng không cho Triệu Hiểu Bạch cơ hội, nàng khoát tay áo nói, Hiểu Bạch, mỗi ngày cậu đều đi theo Chủ tịch Vương, cậu có biết hôm nay Chủ tịch Vương tìm tôi là có chuyện gì không? Triệu Hiểu Bạch căn bản có kỷ luật của mình ở phương diện này, bình thường sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng ngậm miệng không chịu nói thì lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không hay, hắn nhìn gương mặt của Lôi Yên Hồng, lại nghĩ đến tình huống người này sắp gặp mặt Vương Tử Quân, thế nên khẽ nói trước đó Chủ tịch Vương có đi thăm dòng Thanh Sa. Lôi Yên Hồng chợt sững sờ, lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề, khi nàng chuẩn bị hỏi thêm thì Triệu Hiểu Bạch đã đi vào phòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tìm mình chẳng lẽ là vì vấn đề ô nhiễm sông Thanh Sa? Lôi Yên Hồng căn bản hiểu rõ vấn đề của dòng sông này, thế nên trên trán nhanh chóng xuất hiện vài nếp nhăn. Hai phút sau Lôi Yên Hồng đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nàng thấy Vương Tử Quân đang cầm kéo tu bổ chậu hoa. Chậu hoa bên kia phát triển rất tốt, tuy Vương Tử Quân còn chưa hoàn thành công tác tu bổ thế nhưng nhìn qua lại có vài phần đẹp đẽ. Khi thấy Vương Tử Quân có cảm hứng như vậy thì Lôi Yên Hồng chợt an tâm hơn. Nàng đi đến trước chậu hoa. Sau khi xem xét cẩn thận thì mới nói, Chủ tịch Vương, trong phòng làm việc của tôi cũng có một chậu hoa, thế nhưng mỗi khi đến phòng làm việc của ngài thì thấy chậu hoa của mình căn bản là còn quá kém.
Tôi vốn nghĩ rằng thư ký trưởng Tề bảo chọn cho ngài chậu hoa tốt nhất, xem ra đó là do công lao chăm sóc của ngài. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Lôi Yên Hồng, hắn cười cười nói, tôi chỉ là muốn luyện tập một chút mà thôi, khi bồn hoa này không được cắt tỉa chăm sóc thì nhìn qua có chút rậm rạp, thế nhưng cũng cần phải xử lý, chỉ khi nào cắt tỉa gọn gàng thì mới trở nên rực sáng đẹp đẽ được. Lôi Yên Hồng có chút sững sốt, nàng cảm thấy câu nói của Vương Tử Quân cực kỳ có ý nghĩa. Nhưng Vương Tử Quân đã không nói rõ thì nàng cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. 2 phút sau Vương Tử Quân cắt tỉa xong, những cành lá có màu vàng bị cắt rơi xuống đất, có thể nói là chậu hoa càng thêm đẹp đẽ, bừng bừng sức sống. Chương 1690, một vì đại cục không sợ đắc tội với người. Chủ tịch Lôi, chỉ có biết hoàn cảnh của dòng sông Thanh Sa hay không? Vương Tử Quân lần này cũng không ngồi song song với Lôi Yên Hồng trên ghế salon, hắn đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh bàn làm việc, nụ cười trên mặt căn bản đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt cực kỳ uy nghiêm. Lôi Yên Hồng nhìn gương mặt căng cứng của Vương Tử Quân thế là không khỏi cảm thấy khẽ run lên, lúc này cảm giác mà Vương Tử Quân mang đến cho nàng còn đáng sợ hơn cả Sầm Vật Cương. Tuy Lôi Yên Hồng đã có chuẩn bị với sự kiện này, thế nhưng nàng vẫn có chút chột dạ, Chủ tịch Vương, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh căn bản chưa từng bỏ qua công tác đối với hoàn cảnh của dòng sông Thanh Sa, vài năm gần đây liên tục xử lý hơn 20 doanh nghiệp không tuân theo quy định. Căn bản là có biện pháp rất tốt, thế nhưng hiệu quả chỉ ở vào mức trung bình. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Yên Hồng, điều này càng làm cho Lôi Yên Hồng cảm thấy lo lắng. Thanh Sa có liên quan đến nguồn nước của hàng chục triệu người dân trong tỉnh Mật Đông, phải cực kỳ cẩn thận. Gương mặt của Lôi Yên Hồng chợt đỏ lên, nàng biết rõ đây là Vương Tử Quân đang phê bình công tác của mình. Tuy nàng cảm thấy uất ức nhưng sự thật là như vậy. Nàng căn bản không có gì để nói. Lôi Yên Hồng trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Chủ tịch Vương, cũng không phải chúng tôi xử lý không đủ mạnh tay, mà biện pháp trừng phạt căn bản không hiệu quả, vì nếu so sánh phương diện chịu nộp phạt và bỏ tiền đầu tư dây chuyền xử lý chất thải, như vậy thì nộp phạt vẫn là chi phí thấp hơn. Lôi Yên Hồng nói đến đây cũng có chút uất ức, bây giờ khắp nơi đang liều mạng đẩy mạnh GDP, địa phương căn bản là làm ngơ trước những xí nghiệp như thế này. Nàng là một phó chủ tịch dù có dã tâm, thế nhưng có một số việc mà căn bản không thể không khuất phục. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như sắp khóc đến nơi của Lôi Yên Hồng, hắn nhíu mày rồi thản nhiên nói, được rồi, việc của tôi bỏ qua, tôi chỉ cường điệu một điểm, đó là không thể làm cho dòng sông Thanh Sa bị ô nhiễm, chúng ta nhất định phải mạnh tay, xử lý thật chặt tất cả những phương diện gây ô nhiễm dòng sông Thanh Sa. Chủ tịch, thế nhưng những xí nghiệp kia... Lôi Yên Hồng chỉ nói một nửa rồi thôi, vì câu nói này của nàng căn bản là không đủ trình độ, nếu Chủ tịch Vương đã cho ra chỉ thị, mình cần phải chấp hành, nào có nhiều lý do để nói ra như vậy. Sau này có tình huống gì thì cứ từ từ phân tích, bây giờ những chướng ngại này cần phải vượt qua, nếu nói ra căn bản là đổ dầu vào lửa. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lôi Yên Hồng, hắn khoát tay áo nói, được rồi, chỉ quay về thương lượng một chút. Ngày mai báo cáo phương án lên cho tôi. Được, tôi biết rồi. Lôi Yên Hồng thấy Vương Tử Quân cũng không quá làm khó mình ở phương diện này, thế là nhanh chóng thở dài một hơi. Sau khi nói ra một vài yêu cầu của mình với Lôi Yên Hồng, Vương Tử Quân cũng không giữ Lôi Yên Hồng ở lại. Nhưng sau khi Lôi Yên Hồng rời đi thì hắn vẫn tiễn chân nàng đến bên cửa. Tiễn chân Lôi Yên Hồng, Vương Tử Quân lại đi vào ngồi trên ghế, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tuy hắn cũng không cho Lôi Yên Hồng nói ra rõ ràng, thế nhưng Lôi Yên Hồng suy nghĩ cái gì thì hắn hiểu rất rõ. Công tác thống trị lần này tuy bắt đầu nắm trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân, thế nhưng khi mà công tác được triển khai mở rộng, lực cản cũng ngày càng lớn, thậm chí còn có một số người không tưởng tham gia vào nhóm trở ngại này. Một cơn gió mát thổi đến, Vương Tử Quân đi ra đóng cửa sổ, sau đó nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình. Có sự chú ý của Vương Tử Quân, tỉnh Mật Đông nhanh chóng tổ chức hội nghị trọng điểm xử lý các công ty xí nghiệp gây ô nhiễm trong tỉnh. Vương Tử Quân tự mình tham gia hội nghị, sau khi Phó Chủ tịch Lôi Yên Hồng đọc phương án xử lý, hắn bắt đầu bài phát biểu trọng điểm của mình. Trước kia Vương Tử Quân căn bản luôn là người lên tiếng rất ôn hòa, thế nhưng hôm nay lại cực kỳ cứng rắn. Hắn yêu cầu các thành phố trong tỉnh phải dựa theo yêu cầu của phương án mà hoàn thành công tác.
nếu như xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào bỏ rơi nhiệm vụ, sẽ bị xử lý thật sự nghiêm túc. Sau khi hội nghị kết thúc thì Vương Tử Quân nhanh chóng rời đi. Tuy công tác này đã được thúc đẩy toàn diện, thế nhưng tâm tình của hắn căn bản là không thoải mái. Điều làm hắn cảm thấy không thoải mái chính là Sầm Vật Cương dùng giọng nhã nhặn từ chối lời mời của mình. Tuy Sầm Vật Cương từ chối lời mời của Vương Tử Quân cực kỳ có kỹ xảo, nói là có hạng mục công tác không thể tham gia được, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ đây thực tế là một loại thái độ của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương là người coi trọng phát triển kinh tế, thế cho nên không hoàn toàn đồng ý với phương án hiện tại của mình. Nhưng Sầm Vật Cương lại căn bản không thể phản đối, thế cho nên chỉ có thể dùng phương thức này để biểu hiện sự bất mãn của mình. Tuy Sầm Vật Cương che giấu thế nhưng bất mãn chính là bất mãn. Chủ tịch Vương, đây là phương án khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, mời ngài xem qua. Hà Kiến Trương ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi mỉm cười đưa một văn kiện lên nói. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện lẳng lặng xem xét, sau đó suy tư một lát rồi nói, tôi thấy trình tự mời ngôi sao ca nhạc đến hát có thể cho qua, chi phí để mời bọn họ tham gia là không thấp, chúng ta không có số tiền này. Hà Kiến Trương là người thông minh, hắn tất nhiên biết rõ Vương Tử Quân không muốn mời ngôi sao đến góp vui cũng không phải là vì tài chính thiếu tiền. Tuy người thường thấy đó là số tiền không nhỏ, thế nhưng đối với tỉnh Mật Đông thì không đáng nhắc đến. Vương Tử Quân trước nay đều vung tay mạnh mẽ cho sự phát triển cao độ của Mật Đông, lần này có thái độ khác thường là vì sao? Hà Kiến Trương tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lặng chờ chỉ thị tiếp theo. Chúng ta cần làm sao cho nghi thức khai mạc và bế mạc có hiệu ứng tốt, mạnh mẽ khí thế, thể hiện phong thái và đặc sắc của tỉnh Mật Đông. Anh có thể yêu cầu các vị chủ tịch khác giúp đỡ bày mưu tính kế, tất nhiên phương diện tài chính còn cần phải nắm vững một nguyên tắc, chính là nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Vương Tử Quân cũng không bình luận nên áp dụng phương án thế nào, chỉ là đưa ra một yêu cầu tổng thể mà thôi. Hà Kiến Trương khẽ gật đầu, yêu cầu của Vương Tử Quân cũng không phải quá khó khăn, dù sao thì trong tỉnh Mật Đông cũng có đoàn ca múa nhạc, còn có nhiều sinh viên tình nguyện. Nếu muốn tổ chức lễ khai mạc và bế mạc đạt hiệu quả cao, thể hiện bản sắc của Mật Đông thì cũng không quá khó khăn. Hơn nữa nếu dùng nhân tài bản địa của Mật Đông thì căn bản là đỡ tốn kém hơn. Lúc này Chủ tịch Vương yêu cầu nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, chẳng lẽ còn ẩn giấu ý nghĩ khác? Chương 1692, vì đại cục không sợ đắc tội với người. Mong ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng cho ra phương án để ngài thẩm duyệt. Vương Tử Quân cười cười nói, sau khi cho ra phương án thì các anh cũng nên trưng cầu ý kiến của Bí thư Sầm. Sau khi nói xong chuyện chính thì Hà Kiến Trương bắt đầu nói chuyện với Vương Tử Quân. Khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng tăng tiến, nội dung trò chuyện của hai người cũng bắt đầu trở nên lộn xộn, căn bản không có gì không nói được. Nói đến sự kiện ô nhiễm thì Hà Kiến Trương dùng giọng cẩn thận lên tiếng, Chủ tịch, tôi đã xem qua thông báo tình huống. Đã tiến hành điểm danh phê bình ba thành phố, nếu tiếp tục như vậy tôi nghĩ rằng bên dưới sẽ có ý kiến. Vương Tử Quân là người từ cơ sở đi lên, biết rõ thuật trị người không phải chỉ là điểm danh phê bình, thế nhưng nếu hoàn cảnh thống trị không cho ra quyết nghị nghiêm khắc, chỉ sợ sẽ còn là hình thức mà thôi. Vương Tử Quân quyết không cho phép công tác chủ đạo của mình xuất hiện tình huống như vậy. Chủ tịch Kiến Trương, không những sẽ có tình huống bắn ngược từ tuyến dưới, hơn nữa sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhưng bây giờ chúng ta có một số việc không thể không làm, bây giờ điều chúng ta cần làm là điều chỉnh bố cục kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy ưu thế của các nơi, xây dựng lên một loạt sản nghiệp phù hợp ở các địa phương. Thông qua phương diện liên kết sản nghiệp để chính thức mang đến sự sống cho địa phương. Hình thức phát triển kinh tế khoán canh tác không những lãng phí tài nguyên, hơn nữa còn nhiều hạng mục tạo nên tổn hại chí mạng cho hoàn cảnh tự nhiên. Hơn nữa bên dưới còn xuất hiện tình huống xây dựng lặp lại. Nhìn từ góc độ này thì tôi thấy nên để cho xí nghiệp sớm chuyển hình, như vậy vừa tránh được nguy hiểm, vừa có thể xúc tiến Mật Đông phát triển. Hà Kiến Trương không những chăm chú nghe những lời phán đoán suy luận của Vương Tử Quân, hơn nữa còn có nhiều phỏng đoán. Hắn vốn tưởng rằng Chủ tịch Vương đang muốn thay đổi hoàn cảnh, nguyên nhân chủ yếu của nó là dòng sông Thanh Sa bị ô nhiễm, không ngờ Chủ tịch Vương còn có một quân cờ lớn, mục tiêu của Chủ tịch Vương chính là điều chỉnh kết cấu kinh tế trong tỉnh. Nhưng điều chỉnh kết cấu kinh tế cũng không phải chỉ nói một câu là xong, trong sự kiện này căn bản liên quan đến rất nhiều phương diện,
lại càng không phải chuyện một sớm một chiều có thể xong được. Chỉ có thể bỏ nhiều thời gian và cho ra nhiều động tác, chỉ như vậy các hạng mục như vậy mới thực hiện được. Trước khi có được thành quả thì nhất định phải giải quyết dứt khoát những kết cấu kinh tế không phù hợp. Bí thư Sầm bây giờ đang yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế, bí thư sẽ đồng ý với chiến lược lâu dài của Chủ tịch Vương sao? Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát, sau đó muốn khuyên Vương Tử Quân một câu theo bản năng, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời khuyên thế này vào trong bụng. Chủ tịch Vương có thể nói với mình những lời này, căn bản đã được đào sâu tính kỹ, có lẽ cũng nghĩ đến những phương diện mà chính mình chuẩn bị nói ra. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Hà Kiến Trương đi đến phòng làm việc của mình. Hắn còn chưa đi qua hành lang, đã thấy Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hạ Thành Nhâm đi đến. Gương mặt Hạ Thành Nhâm có vài phần xám trắng, chỉ cúi đầu đi đường, có vẻ tâm sự nặng nề. Vì vậy khi Hà Kiến Trương đi đến thì Hạ Thành Nhâm giống như căn bản không nhìn thấy, nếu không phải hắn đi đường có quy luật, thiếu chút nữa đã đụng lên người Hà Kiến Trương. Giám đốc Hạ, anh đang đi đâu vậy? Hà Kiến Trương có quan hệ không tệ với Hạ Thành Nhâm, năm xưa khi Hà Kiến Trương làm bí thư thị ủy thì Hạ Thành Nhâm là phó chủ tịch thường vụ thành phố. Sau khi nghe được câu nói của Hà Kiến Trương thì Hạ Thành Nhâm lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua Hà Kiến Trương rồi dùng giọng xin lỗi nói, ôi, lão lãnh đạo, anh xem kìa, tôi căn bản còn không thấy ngài. Tôi thấy anh vội vàng hấp tấp như vậy, có phải có chuyện gì không? Hà Kiến Trương nhìn Hạ Thành Nhâm rồi trầm giọng hỏi. Chủ tịch Hà, tôi tìm chủ tịch Lôi có chút việc. Hạ Thành Nhâm nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói, lão lãnh đạo, tôi có chút việc cần bàn bạc với ngài, ngài có rảnh không? Anh đến phòng làm việc của tôi. Hà Kiến Trương lúc này cũng muốn tìm hiểu tình huống xử lý các xí nghiệp không tuân theo quy định gây ô nhiễm môi trường. Dù Hạ Thành Nhâm không tìm đến hắn, chỉ sợ hắn cũng tìm đến tâm sự với Hạ Thành Nhâm. Sau khi đi vào phòng làm việc của Hà Kiến Trương, không chờ thư ký đi vào châm trà, Hạ Thành Nhâm đã đặt mông ngồi xuống dùng giọng nôn nóng nói với Hà Kiến Trương, lão lãnh đạo, ngài có thể giúp tôi đổi vị trí được không? Tôi thật sự không thể nào tiếp tục làm ở Sở Tài nguyên Môi trường nữa rồi. Hà Kiến Trương uống một hớp nước rồi thản nhiên nói, thế nào, anh muốn làm phó chủ tịch tỉnh sao? Nếu anh có suy nghĩ như vậy, tôi sẽ đề nghị lên tỉnh ủy. Ôi, lão lãnh đạo của tôi, bây giờ tôi giống như đang ngồi đống lửa, ngài cũng đừng nói đùa như vậy. Ngài cũng biết bây giờ trong tỉnh đang tiến hành chỉnh đốn những xí nghiệp không tuân theo quy định làm ô nhiễm môi trường, lúc này điện thoại của tôi đã thành đường dây nóng, đủ mọi hạng người tìm đến tôi. Hạ Thành Nhâm nói đến đây thì uống một hớp nước, lại nói có người nói đó là hạng mục trọng điểm của thành phố, mong tôi hạ thủ lưu tình, có người nói đó là hạng mục được tỉnh coi trọng, để tôi giơ cao đánh khẽ. Được người ta chạy đến cầu cạnh căn bản là một tình huống không sai, dù sao thì người ta làm như vậy cũng chứng tỏ mình có quyền, thế nhưng nếu khi anh mạnh tay, như vậy cũng có nghĩa là anh phải trả giá rất nhiều, anh thả lỏng tay thì hậu quả cũng không kém. Có nhiều người cầu cạnh anh cũng không thể nào thuận theo lời yêu cầu của tất cả bọn họ, nhưng nếu anh không thuận theo, sau này sẽ có ngày bọn họ trở mặt ngáng chân anh. Hà Kiến Trương căn bản cũng có cảm thụ ở phương diện này. Chỉ sau khoảnh khắc thì lão đã trầm giọng nói với bộ hạ cũ của mình, anh Hạ, Chủ tịch Vương đang nắm chặt công tác chỉnh đốn này, phương diện này anh nên cân nhắc chính mình, không nên làm người tế cờ đầu tiên của Chủ tịch Vương. Lão lãnh đạo, điều này thì tôi biết rõ, thế nhưng tôi căn bản không chịu được áp lực vào lúc này. Có vài vị chủ tịch thành phố chạy đến phòng làm việc của tôi, bọn họ nói dù rất khách khí, thế nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Nếu như bọn họ không thể nào đi qua được rào cản của tôi, bọn họ sẽ đến tố cáo tôi với bí thư Sầm. Hạ Thành Nhâm nói đến đây thì có chút kích động, ngài nói xem tôi đắc tội với ai, vì sao bọn họ cứ níu chặt lấy tôi không tha. Bọn họ có gan thì cứ đi tìm Chủ tịch Vương. Hà Kiến Trương hiểu nổi khổ tâm của Hạ Thành Nhâm, hắn khoát tay áo nói, bọn họ nói với anh thế nào thì anh không cần quan tâm, anh chỉ cần nhớ một điều. Đây là sắp xếp thống nhất, anh nên làm tốt công tác của mình là được. Như vậy nếu bọn họ đến tố cáo với bí thư Sầm, tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Hạ Thành Nhâm dùng giọng có chút lo lắng nói. Hạ Thành Nhâm biểu hiện như vậy cũng không có gì là bất ngờ với Hà Kiến Trương, vì trong số các vị cán bộ cấp giám đốc sở, hầu như không ai không sợ Sầm Vật Cương. Hà Kiến Trương nhìn biểu hiện của Hạ Thành Nhâm,
hắn không khỏi nghĩ đến phương diện điều chỉnh kết cấu kinh tế tỉnh Mật Đông của Vương Tử Quân, càng có vài phần thiếu tin tưởng. Thế nhưng hắn không thể cho Hạ Thành Nhâm thấy được biểu hiện của mình, mà hắn dùng giọng giống như đã tính trước để an ủi, nên làm tốt công tác của mình, xử lý tốt sự việc của đơn vị mình, còn những chuyện khác thì anh không nên suy nghĩ nhiều. Chương 1691 Một đầu óc không tập trung thì có chuyển biến. Hà Kiến Trương nói làm cho Hạ Thành Nhâm giống như tìm được tâm phúc của mình, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, lão lãnh đạo, tôi biết rồi, cũng không cần quản làm gì cho mệt, cùng lắm thì tôi chuyển sang công tác ở Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cùng. Những lời nói thế này cũng không nên phát ra, anh nói như vậy làm gì? Chủ tịch Vương đang đẩy mạnh công tác thống trị các xí nghiệp ô nhiễm, đây là một sự kiện có lợi lớn cho tỉnh Mật Đông. Anh cứ tham chiếu theo đó mà làm việc, cũng xem như phụ trách hoàn thành công tác của mình. Sao anh có thể nói ra những lời tiêu cực như vậy được? Hà Kiến Trương nói đến đây thì khẽ ho một tiếng, bí thư Sầm cũng cực kỳ coi trọng đến hoàn cảnh thống trị. Sau khi được Hà Kiến Trương khuyên nhủ thêm vài lời, tâm tình của Hạ Thành Nhâm xem như yên ổn hơn, lúc này mới đi về phía phòng làm việc của Lôi Yên Hồng. Sau khi tiến chân Hạ Thành Nhâm thì gương mặt Hà Kiến Trương có vài phần ngưng trọng. Hắn cảm thấy hai vị lãnh đạo chủ yếu đang rơi vào hoàn cảnh chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Có thể dự đoán hoàn cảnh xung đột chính diện giữa hai người còn chưa xuất hiện, thế nhưng đó là xu thế khó tránh khỏi. Nhiều năm qua Hà Kiến Trương đã trải qua nhiều sóng gió, hắn biết có nhiều xung đột giữa người với người căn bản không chỉ là ân oán cá nhân, nó còn chậm rãi lên men sau nhiều sự việc mâu thuẫn trong công tác. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký đẩy cửa đi vào. Hắn dùng giọng dồn dập nói với Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, Chủ tịch Vương bên kia gọi điện thoại đến, nói là mời anh đến phòng làm việc của anh ấy ngay. Chuyện gì vậy? Bên kia không nói rõ, thế nhưng theo giọng điệu của trưởng ban Triệu, hình như Chủ tịch Vương có việc gì đó rất gấp gáp. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình với gương mặt âm trầm đáng sợ, Tần Hoài Trung đứng đối diện với Vương Tử Quân càng cảm thấy toàn thân run rẩy. Trong trí nhớ của hắn thì Chủ tịch Vương là người ôn hòa, mỗi lần đến phòng làm việc báo cáo đều mời mình ngồi xuống. Thế nhưng hôm nay giống như Chủ tịch Vương không quan tâm đến sự hiện hữu của mình. Không, không phải không quan tâm, lại giống như là một con sư tử nổi giận đang đi tới đi lui trước mặt, giống như đang tìm một góc độ nào đó tốt nhất để nuốt chửng mình. Tần Hoài Trung đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó vội vàng cúi đầu. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm chính là thành thật chờ Chủ tịch Vương tiến thêm một bước tỏ thái độ. Một phút trôi qua rất ngắn, thế nhưng đối với Tần Hoài Trung thì một phút giống như cả năm. Hắn đứng đối diện với Vương Tử Quân, hai chân nặng nề như đeo chì. Những gì Tần Hoài Trung nên báo cáo thì đã báo cáo rồi, còn phương diện Chủ tịch Vương xử lý như thế nào, hắn căn bản không thể nào quyết định được. Anh nói đường cao tốc rừng dịch bị điều chỉnh quy hoạch rồi sao? Vương Tử Quân lúc này đã khôi phục lại vẻ bình thản, thế nhưng điều này lại làm cho Tần Hoài Trung sinh ra cảm giác áp chế như mưa gió sắp đến. Hắn gật đầu nói, Chủ tịch, tôi nghe nói việc này đã được ban ngành giao thông thượng cấp quyết định. Vương Tử Quân hít vào một hơi, hắn không ngờ đường cao tốc rừng dịch mà mình mất nhiều khí lực mới có thể được thông qua, bây giờ sắp đại công cáo thành thì lại bị người ta chơi cho một vố. Hắn đã lâu rồi không tức giận. Thế nhưng bây giờ thật sự sinh ra cảm giác muốn phát tiết. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là người thường, vì vậy sau khi hỏi xem vấn đề gì xảy ra thì áp chế cơn giận của mình. Chủ tịch, dựa theo quy hoạch ban đầu thì con đường này phải đi qua thành phố chúng ta, thế nhưng lại đột nhiên thay đổi đi qua thành phố Linh Long ở phía Tây. Tần Hoài Trung nói đến đây thì có chút tức giận, nhóm người của mình khổ sở theo Chủ tịch Vương đi tranh thủ hạng mục, thế nhưng trái ngọt lại bị người khác ăn. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm nước, lúc này mới hỏi, con đường này còn đi qua thành phố các anh không? Cũng có đi qua, thế nhưng lúc đầu cách nội thành 3-4 km, bây giờ thành ra 25 km. Vương Tử Quân gật đầu mà không nói gì thêm, lúc này Hà Kiến Trương đẩy cửa đi vào. Khi thấy Tần Hoài Trung đứng trước mặt Vương Tử Quân, cảm giác đầu tiên là Tần Hoài Trung đã chọc giận Vương Tử Quân. Nếu quả thật là như vậy thì hắn phải giáo dục Tần Hoài Trung cho tốt, dù sao thì đây cũng là vị cán bộ trẻ tuổi mà hắn tán thưởng. Hà Kiến Trương nghĩ đến đây thì cười nói, Chủ tịch Vương, ngài tìm tôi sao? Chủ tịch Hà, anh ngồi trước đi.
Vương Tử Quân khoát tay áo với Hà Kiến Trương, vừa rồi hắn để cho Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại cho Hà Kiến Trương, chính là vì quá mức tức giận. Nhưng bây giờ hắn đã trải qua cơn tức vừa rồi, cảm thấy mình gọi Hà Kiến Trương đến căn bản là không hay. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đi vào rót nước cho Hà Kiến Trương, Vương Tử Quân nói với Tần Hoài Trung, Chủ tịch Tần, anh nói rõ ràng sự việc với Chủ tịch Hà đi. Tần Hoài Trung còn chưa mở miệng thì Hà Kiến Trương đã nói, Hoài Trung, Chủ tịch Vương đưa anh đến công tác ở thành phố Thanh Chuyên là quan tâm đến anh, đặt anh lên vị trí Chủ tịch thành phố là tín nhiệm anh nhất định phải phối hợp tốt với Bí thư Phùng, không nên làm cho Chủ tịch Vương thất vọng. Tần Hoài Trung có chút sững sốt, thế là nhanh chóng hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo, không khỏi cảm thấy có vài phần cảm kích, thế nhưng lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Hà Kiến Trương, hắn nhìn gương mặt treo nụ cười của Hà Kiến Trương, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ trong mắt Hà Kiến Trương thì mình là người làm cho người ta sợ hãi vậy sao? Ý nghĩ này làm cho tâm tình của Vương Tử Quân tốt hơn một chút, thế nhưng hắn không nói lời nào, chỉ nhìn Tần Hoài Trung. Chủ tịch Hà, chúng tôi nhận được tin tức của Bộ Giao thông, nói là vì suy xét đến tình huống cụ thể nên tiến hành điều chỉnh lộ tuyến của đường cao tốc nối liền thành phố An Dịch và Rừng Mật. Tần Hoài Trung cũng không làm cho bầu không khí trong phòng rơi vào trạng thái xấu hổ quá lâu, hắn vội vàng báo cáo với Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương ngây ngẩn cả người, một lát sau khi vào cửa thì hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Sau khi nhìn vẻ mặt của Tần Hoài Trung, hắn biết rõ nhất định là xảy ra chuyện lớn, còn rốt cuộc là chuyện gì, hắn còn căn bản chưa hiểu rõ ràng. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân là người cực kỳ tỉnh táo, dù là chuyện gì lớn thì cũng có thể che giấu được tình cảm của mình. Hà Kiến Trương nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thì biết đó không phải là chuyện tầm thường, ít nhất nói rõ sự việc vượt qua khỏi phạm vi khống chế của Chủ tịch Vương. Hà Kiến Trương biết đường cao tốc Rừng Dịch chính là một hạng mục trọng yếu được Chủ tịch Vương thúc đẩy, vì xây dựng con đường này mà Chủ tịch Vương phải bỏ ra không ít khí lực, cũng không thiếu chuyện xảy ra, xem như cố gắng vì sự phát triển của địa phương mà ra sức. Thế nhưng lại có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại chuyển hướng? Chương 1691-2, đầu óc không tập trung thì có chuyển biến. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Hà Kiến Trương thở dài một hơi, sau đó trái tim cũng thoải mái hơn. Hắn thoải mái là vì Chủ tịch Vương không phải nổi giận với Tần Hoài Trung, thế nhưng lại cảm thấy khó chịu vì nhìn tư thế của Chủ tịch Vương, chẳng lẽ có người nào động tay động chân vào vụ này sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã làm cho Hà Kiến Trương cảm thấy khó thể xảy ra được, với uy thế của Chủ tịch Vương hiện tại, có ai dám sờ mông hổ? Điều chỉnh như thế nào? Hà Kiến Trương không khỏi lên tiếng hỏi Tần Hoài Trung. Điều chỉnh như thế nào chính là mấu chốt của vấn đề, chỉ cần nhìn vào đó thì biết ai là người được lợi, như vậy sẽ có 8 phần đoán được ai đang dở trò quỷ. Con đường lúc đầu là thế này, thế nhưng bây giờ lại thay đổi, nói là muốn giảm bớt thành phẩm. Tần Hoài Trung nói rồi dùng bút vẽ một đường trên bản đồ trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, con đường đã thay đổi, tất cả ánh vào mắt Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương híp mắt, lão là một người công tác nhiều năm ở Mật Đông, căn bản có thể nói là hiểu quá rõ về tình hình tỉnh nhà. Tuy Tần Hoài Trung vẽ ra con đường không hợp quy tắc, thế nhưng nhìn vào đó có thể thấy được người có lợi ích lớn nhất là thành phố Linh Long. Đồ phấn đấu ở thành phố Linh Long đang muốn làm gì, nhổ răng cọp sao? Thật là to gan, Tề Quốc Giáp ở Sở Giao thông tỉnh muốn làm gì, không biết kết quả sẽ là như thế nào sao? Hà Kiến Trương có chút nghi hoặc khó hiểu, hắn cảm thấy mình nhìn sự việc có hơi đơn giản, Tề Quốc Giáp không phải là kẻ ngốc, hắn làm như vậy rõ ràng là có người chống lưng, trong Mật Đông chỉ có một người dám chống lưng cho Tề Quốc Giáp để làm ngược lại ý chỉ của Vương Tử Quân. Chẳng lẽ Bí thư Sầm thật sự muốn? Hà Kiến Trương nghĩ đến khả năng xảy ra, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng. Mối quan hệ giữa cấp ủy và chính quyền căn bản là rất mật thiết, thế nhưng chủ yếu là tạo động lực và điều kiện cho công tác của chính quyền. Mâu thuẫn giữa cấp ủy và chính quyền có thể ảnh hưởng nhất định đến công tác, tình hình này căn bản là tổn hại lớn nhất trong quan trường. Hà Kiến Trương cảm thấy Vương Tử Quân đến chính là kỳ ngộ phát triển cho tỉnh Mật Đông, thế nhưng hai vị lãnh đạo đứng đầu lại bất đồng ý kiến với nhau, thậm chí có thể nói là khoảng cách ngày càng lớn. Như vậy rất có thể sẽ hủy diệt kỳ ngộ này. Vì vậy tổn hại lớn nhất liên quan đến vài chục triệu dân của tỉnh Mật Đông. Chủ tịch, chuyện này chúng ta có nghe qua chút ý kiến của Sở Giao thông hay không?
Hạ Kiến Trương cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại một chút, hắn không khỏi đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, Chủ tịch Hà nói rất đúng. Hạ Kiến Trương nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thở ra một hơi, có biểu hiện như vậy rõ ràng là Chủ tịch Vương đã bình tĩnh trở lại. Chỉ cần Chủ tịch Vương bình tĩnh lại, tất cả còn có dư âm quay về. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cho người gọi Tề Quốc Giáp đến, lúc này Triệu Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào báo cáo, Chủ tịch Vương, Giám đốc Tề của Sở Giao thông đang ở bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân không lên tiếng, nhưng hắn lại nhìn thoáng qua Hà Kiến Trương. Lúc này Hà Kiến Trương cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, trên mặt đều lộ nụ cười. Cậu nói Giám đốc Tề chờ một lát, tôi còn có chút việc. Vương Tử Quân nói rồi chậm rãi đứng lên. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đóng cửa lại thì Hà Kiến Trương đi về phía tấm bản đồ trước mặt Vương Tử Quân, hắn cẩn thận xem xét, sau đó nói với Tần Hoài Trung, Hoài Trung, đường cao tốc có cách xa nội thành Thanh Chuyên hay không? Khoảng 30 km, Tần Hoài Trung tiến lên vẽ một đường trên bản đồ rồi nói. Hà Kiến Trương khẽ gật đầu, Tần Hoài Trung là ái tướng của hắn, bây giờ sự phát triển của thành phố Thanh Chuyên liên quan đến tương lai của Tần Hoài Trung. Sau khi suy tư giây lát, hắn nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, tuy có không ít thành kiến với mục đích của chúng ta, thế nhưng tổng quát mà nói thì chỉ là thêm chút phiền toái. Chỉ cần thành phố Thanh Chuyên xây dựng một con đường hơn 20 km, như vậy có thể nối thông với đường cao tốc. Tuy không được tiện lợi như trước, thế nhưng lực cản cũng không phải là quá lớn. Hà Kiến Trương có thể nghĩ đến điều này thì tất nhiên Vương Tử Quân cũng có thể nghĩ ra được. Hắn cười cười nói, Chủ tịch Kiến Trương nói đúng, đây là phương thức đền bù khá tốt. Hai người trò chuyện với nhau, Tần Hoài Trung lại thầm kêu khổ. Tuy đây cũng là một biện pháp, thế nhưng nếu như xây dựng con đường kia thì thành phố Thanh Chuyên phải bỏ tiền. Tần Hoài Trung biết rõ lúc này mình không có cơ hội mở miệng, thế nên hắn thầm nghĩ tốt nhất là kéo cả Bí thư Phùng đi qua. Thành phố Thanh Chuyên rõ ràng là chịu uất ức, Chủ tịch Vương và Chủ tịch Hà sẽ không quan tâm đến bọn họ sao? Trước tiên cứ như vậy, Chủ tịch Kiến Trương, anh có thời gian thì nên chia sẻ một chút tình huống xử trí các xí nghiệp ô nhiễm với Chủ tịch Yên Hồng. Vương Tử Quân ngồi lên ghế của mình rồi trầm giọng nói với Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương khẽ gật đầu, hắn nói thêm vài câu rồi cùng Tần Hoài Trung rời đi. Khi bọn họ đi qua cửa phòng của Vương Tử Quân, thấy Tề Quốc Giáp đang ngồi cười trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch. Nếu là trước kia thì Tần Hoài Trung sẽ tiến lên bắt chuyện với một nhân vật có thực quyền trong tỉnh như Tề Quốc Giáp, thế nhưng bây giờ miếng thịt trong miệng mình bị đối phương cướp đi, hắn nào có tâm tư chào hỏi đối phương. Chủ tịch Hà, Chủ tịch Vương định không truy cứu chuyện này sao? Khi đi đến chỗ vắng người thì Tần Hoài Trung dùng giọng cẩn thận hỏi Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương luôn xem Tần Hoài Trung giống như con cháu của mình. Thế nhưng bây giờ Tần Hoài Trung hỏi thì hắn cũng không trả lời. Hắn chỉ nhìn thoáng qua Tần Hoài Trung, sau đó quay đầu đi đến phòng làm việc của Minhatep. Tần Hoài Trung có chút sững sốt, hắn nhìn chung quanh, cảm thấy nơi đây không phải chỗ nói chuyện, vì vậy mới nhanh chóng đi theo Hà Kiến Trương. Hắn cảm thấy sau khi đi vào trong phòng thì lãnh đạo sẽ nói với mình. Nhưng Tần Hoài Trung căn bản là thất vọng, khi hắn đi vào trong phòng làm việc của Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương chỉ ngồi trên ghế sau bàn làm việc phê duyệt văn kiện, cũng không có ý trò chuyện với mình. Hắn nhìn tình cảnh của mình, hắn không phải là người ngu, thế cho nên chuẩn bị nói lời cáo từ. Khi Tần Hoài Trung chuẩn bị đi thì Hà Kiến Trương chợt nói, có một số việc cậu nên đứng xem mà thôi. Nên đứng xem, Tần Hoài Trung suy nghĩ về câu nói của Hà Kiến Trương, thế là giống như hiểu được điều gì đó, thế nhưng lại có quá nhiều vấn đề liên quan. Hắn lại căn bản không quá rõ ràng. Khi hắn đang suy tư thì thấy Triệu Hiểu Bạch đưa Tề Quốc Giáp đi vào trong phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Hai người kia cũng không nhìn thấy Tần Hoài Trung, Triệu Hiểu Bạch chỉ chú tâm đi đường, Tề Quốc Giáp giống như đang suy nghĩ gì đó, cũng không chú ý chung quanh. Tần Hoài Trung nhìn hai người đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, Tề Quốc Giáp ăn gan báo hay sao mà dám đến gặp Chủ tịch Vương. Chẳng lẽ người kia không sợ sao? Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Tề Quốc Giáp đã làm tốt tất cả mọi chuẩn bị, lại phát hiện Vương Tử Quân không sử dụng thủ đoạn gì với mình, sau khi hắn đi vào thì Chủ tịch Vương đặt bút xuống. Giám đốc Tề, anh có chuyện gì không?
Sau khi mời Tề Quốc Giáp ngồi xuống thì Vương Tử Quân dùng giọng bình thản hỏi. Chương 1692, nên lấy đại cục làm trọng. Khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Tề Quốc Giáp đã dự đoán phản ứng của Vương Tử Quân, trong đó nhiều nhất là Vương Tử Quân sẽ nổi trận lôi đình. Hắn có cực kỳ nhiều thủ đoạn để ứng phó với điều này, thế nhưng lúc này khi thấy Vương Tử Quân mỉm cười, hắn lại cảm thấy trái tim treo lên cao. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Tề Quốc Giáp bày ra gương mặt kiểm điểm nói, Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần làm kiểm điểm với ngài. Chuyện gì, anh cứ từ từ nói. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngầm, gương mặt cực kỳ thản nhiên. Chủ tịch, là thế này, trước đó vài ngày tôi có liên lạc bàn bạc với lãnh đạo thượng cấp, khi đó lãnh đạo thượng cấp nói rằng con đường đi qua thành phố Thanh Chuyên thì có thành phẩm khá cao, nếu như đi vòng qua thành phố Linh Long ở phía Tây, như vậy thì có thể tiết kiệm được không ít chi phí, khi đó tôi cũng rất quan tâm, thế nhưng không ngờ bọn họ không nói thêm điều gì mà kết quả thì. Tuy Tề Quốc Giáp biết mình nói gì thì Vương Tử Quân cũng không tin, thế nhưng hắn rất sợ hãi Vương Tử Quân, thế nên hắn cố gắng để biến mình thành một người vô tội. Tề Quốc Giáp cảm thấy đứng trước mặt Vương Tử Quân, nếu cho mình cơ hội lựa chọn, hắn vẫn lựa chọn như vậy. Thế nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận bây giờ là quá mức khó chịu. Nếu có thể nhanh chóng kết thúc là được. Tề Quốc Giáp nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, căn cứ vào biểu hiện của Vương Tử Quân để tìm ra phản ứng có lợi nhất cho mình, thế nhưng hắn lại phải thất vọng, vẻ mặt Vương Tử Quân căn bản không có chút vui buồn hờn giận gì cả. Vương Tử Quân không nói lời nào làm cho Tề Quốc Giáp cũng không dám lên tiếng. Bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén, từng giọt mồ hôi chậm rãi đổ ra trên người Tề Quốc Giáp, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Một phút sau Vương Tử Quân mới nói, có thể liên hệ với thượng cấp để sửa lại phương án này không? Chủ tịch Vương, tôi đã hiệp thương với bọn họ, thế nhưng lãnh đạo thượng cấp nói phương án này đã được thông qua trong hội nghị của Bộ Giao thông Vận tải, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Hơn nữa ngân sách dành cho hạng mục đường cao tốc này sẽ được giải ngân trong quý này, nếu như chúng ta kéo dài, chỉ sợ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Tề Quốc Giáp đã suy nghĩ kỹ lý do cho mình. Hắn cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Vương Tử Quân chỉ vào bản đồ cách đó không xa nói, anh vẽ ra cho tôi xem lộ tuyến được sửa lại là thế nào. Tề Quốc Giáp là một giám đốc sở giao thông cực kỳ hợp cách, sau khi Vương Tử Quân phân phó thì nhanh chóng dùng tay vẽ một tuyến đường trên bản đồ, lại báo cáo Chủ tịch Vương, con đường được sửa chữa sẽ đi về hướng này. À, đại bộ phận đi qua tỉnh Mật Đông, căn bản là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Đều là đất đai của mình, ở đâu cũng là như vậy. Vương Tử Quân vẽ lại con đường mà Tề Quốc Giáp đã vẽ ra, hắn trầm giọng nói. Tề Quốc Giáp cũng không ngờ mình có thể thoải mái vượt qua cửa ải của Vương Tử Quân như vậy. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đã ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc, cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu Vương Tử Quân không nhìn ra sự việc có vấn đề, hắn căn bản là không tin điều này. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Tề Quốc Giáp dùng giọng thăm dò nói, Chủ tịch, con đường này đã được thành phố Thanh Chuyên bỏ ra nhiều công sức, thế nhưng bây giờ tình huống lại đổi khác, tôi chỉ sợ phía thành phố Thanh Chuyên sẽ có phản ứng. Cục bộ phục tùng đại cục, tôi tin tưởng các đồng chí thành phố Thanh Chuyên sẽ có giác ngộ này. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi cười nói, thế nhưng chúng ta cũng không nên làm cho các đồng chí thành thật của mình có hại. Thế này đi. Sở giao thông các anh ra mặt xây dựng một con đường dài hơn 20 km từ nội thành Thanh Chuyên gắn liền với đường cao tốc. Vương Tử Quân nói làm cho Tề Quốc Giáp cực kỳ thoải mái, nếu như Vương Tử Quân không nổi giận, đừng nói là con đường dài hơn 20 km, dù là cả 100 km thì bọn họ cũng không quá quan tâm. Dù sao thì tiền bỏ ra cũng không phải từ trong túi của Tề Quốc Giáp. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chứng thực điều này. Tề Quốc Giáp không cần suy xét mà trầm giọng đảm bảo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu không nói thêm điều gì, lúc này Tề Quốc Giáp rất muốn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không dùng giọng cẩn thận báo cáo về công tác xây dựng con đường thời gian tới cho Vương Tử Quân. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Tề Quốc Giáp cảm thấy toàn thân thoải mái. Tuy hắn biết sự việc không đơn giản vượt qua kiểm tra như vậy, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã qua được cửa ải lần này. Sau khi đi xuống lầu thì Tề Quốc Giáp nhanh chóng đi vào trong xe của mình. Lái xe nhìn đến với ý hỏi, Tề Quốc Giáp phất tay,
lái xe đi theo Tề Quốc Giáp nhiều năm, hắn biết rõ quy củ, thế là nhanh chóng chạy ra khỏi khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xe đi vào dòng xe trên đường thì Tề Quốc Giáp giống như cá về nước, hắn cầm lấy điện thoại, do dự giây lát rồi bấm một dãy số. Tuy hắn chỉ chờ vài giây, thế nhưng lại cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu. Quốc Giáp, có chuyện gì không? Cố Tắc Phiêm ở đầu dây bên kia nở nụ cười nói. Chủ tịch Cố, tôi đã tiến hành báo cáo với Chủ tịch Vương không nói gì cả, chỉ là yêu cầu Sở Giao thông chúng tôi giúp thành phố Thanh Chuyên xây dựng con đường nối nội thành với đường cao tốc. Tề Quốc Giáp nói không quá nhỏ, giọng điệu cực kỳ kích động. Cố Tắc Phiêm cười ha hả, hắn nói với Tề Quốc Giáp, trưởng phòng Quốc Giáp, anh đúng là, đã lo lắng quá nhiều rồi, chỉ cần anh là người công tâm, như vậy dù là ai cũng không làm gì được anh. Chủ tịch Cố nói đúng, tôi thật sự là lo lắng quá nhiều, những ngày qua thật sự là. Tề Quốc Giáp cố gắng tìm từ để miêu tả trạng thái của mình những ngày qua, thế nhưng lại không tìm ra từ ngữ nào phù hợp. Buồn lo vô cớ, tôi cho đến bây giờ cũng không để sướng những lo lắng không có nguyên nhân như vậy. Hơn nữa chuyện này có được sự giúp đỡ của Bí Thư Sầm. Cố Tắc Phiêm nói đến Bí Thư Sầm thì tiếp tục lên tiếng, thật ra phê bình anh vài câu cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Tề Quốc Giáp chợt sững sờ, hắn vô tình không hiểu được chỉ thị mâu thuẫn của Cố Tắc Phiêm. Tuy hắn có chút không thoải mái với Cố Tắc Phiêm, thế nhưng người ta nắm chặt cán dao trong tay, hắn căn bản không dám có chút bất mãn nào. Anh Tề, lát nữa tôi sẽ đi đến báo cáo công tác với Bí Thư. Anh cứ bận rộn đi, khi nào rảnh tôi mời anh uống trà. Cố Tắc Phiêm nói xong thì cũng không lập tức cúp điện thoại mà lầm bầm một câu, lấy đại cục làm trọng, hừ hừ. Cố Tắc Phiêm cúp điện thoại thì hai hàng chân mày của Tề Quốc Giáp chợt nhíu lại. Hắn suy tư về cuộc điện thoại với Cố Tắc Phiêm, thế nhưng cuối cùng lại chuyển sang câu nói cuối cùng của Cố Tắc Phiêm. Lấy đại cục làm trọng, Cố Tắc Phiêm còn hừ lạnh, rõ ràng không phải là hướng về mình. Người bị Cố Tắc Phiêm hừ lạnh như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, vừa nghĩ như vậy thì Tề Quốc Giáp không khỏi biết ai là người bị Cố Tắc Phiêm nói đến. Tề Quốc Giáp hiểu rõ chuyện giữa Chủ tịch Vương và Tề Quốc Giáp, nếu như có thể thì hắn không muốn lẫn lộn vào chuyện này, thế nhưng đời người là như vậy, có nhiều chuyện mình không thể tự làm chủ được. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, một cảm giác vô lực bùng lên trong lòng Tề Quốc Giáp, hắn khẽ dựa lưng lên ghế. Khi hắn đang cảm thấy có chút hối hận thì điện thoại vang lên. Tề Quốc Giáp nhìn thoáng qua điện thoại, hắn do dự giây lát rồi nghe máy, bên trong có người cười nói, Giám đốc Tề, anh là người bận rộn, thế nhưng đã lâu rồi anh em chúng ta còn chưa trò chuyện với nhau, anh xem hôm nay có cho tôi cơ hội hay không, hay bên nghỉ ngơi trò chuyện một chút. Tề Quốc Giáp nghe âm thanh này vang lên bên tai thì đầu tiên muốn từ chối, nhưng sau khi lời lên đến miệng lại biến thành hai chữ tốt quá. Tề Quốc Giáp đặt điện thoại xuống mà không khỏi thở dài một hơi. Chương 1693, một có phải đưa ra kim bài giúp tôi không? Vương Tử Quân vừa xem xét văn kiện vừa lắng nghe Hà Kiến Trương nói về phương diện chỉnh hợp các xí nghiệp gây ô nhiễm, tiến đem một bước đẩy nhanh hơn phương điều chỉnh sản nghiệp. Lúc này trong phòng họp ngoài Hà Kiến Trương đang chậm rãi lên tiếng thì bầu không khí có vẻ khá yên ắng. Tất cả lực chú ý của mọi người đều đặt lên phương diện báo cáo của Hà Kiến Trương. Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương, lúc này phương diện điều chỉnh kết cấu kinh tế của tỉnh Mật Đông là thế phải làm. Nếu như không dừng những xí nghiệp sử dụng năng lượng quá lớn, gây ô nhiễm quá nặng, như vậy sẽ tạo nên xu thế phát triển rất phức tạp cho tỉnh nhà. Hà Kiến Trương đọc xong văn kiện trong tay thì mỉm cười nói lời đề nghị với Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nhìn Hà Kiến Trương với mái tóc hoa râm, trong lòng có chút bực mình. Anh nói xem, anh đã có tuổi rồi, cần gì cứ phải đi theo nịnh hót Vương Tử Quân. Trước kia vào thời đại của Đường Chấn Huy thì căn bản chưa từng thấy anh sinh động như vậy, bây giờ anh bị người ta coi làm con lừa, sao không nhìn rõ tình thế chứ? Sầm Vật Cương tuy cực kỳ oán hận thế nhưng sau khi Hà Kiến Trương ngồi xuống thì vẫn nói ra vài ý kiến trọng điểm. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Uông Thanh Minh bắt đầu dựa theo chương trình của hội nghị để báo cáo về phương diện đề cử nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch tỉnh. Vì một vị phó chủ tịch tỉnh có phân công khác, thế cho nên bây giờ trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh Mật Đông thiếu đi một vị phó chủ tịch tỉnh. Mặc dù tỉnh Mật Đông cũng không có quyền lợi quyết định, thế nhưng dù sao vẫn có quyền đề nghị. Đồng chí Bạch Vũ Tân phó bí thư ủy ban kỷ luật từng là chủ tịch thành phố.
có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, đã được phòng tổ chức khảo sát sơ bộ, được cho rằng là người rất thích hợp tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Sau khi giới thiệu thoáng qua tình huống của Bạch Vũ Tân, Uông Thanh Minh nhanh chóng cho ra kết luận. Khi Uông Thanh Minh đưa mắt nhìn về phía Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương ho khan một tiếng, sau đó mới trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, anh thấy chuyện này thế nào? Tôi không có tiếp xúc nhiều với đồng chí Bạch Vũ Tân, thế nhưng căn cứ vào lời giới thiệu của trưởng phòng Uông, tôi cảm thấy đồng chí này làm việc rất có năng lực. Nhưng nếu như đề cử nhân tuyển cho thượng cấp, sao không tạo ra thêm một tầng bảo hiểm, không bằng cho ra thêm một lựa chọn khác? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi cười nói, tôi đến tỉnh Mật Đông đã được hơn một năm, căn bản tiếp xúc với không ít đồng chí, rất nhiều đồng chí là vĩ đại, có phải không trưởng phòng Uông? Vương Tử Quân nói ra vấn đề này làm cho Uông Thanh Minh cảm thấy có chút không thoải mái, thế nhưng hắn không thể không gật đầu, nếu như hắn chối bỏ thì căn bản có nhiều lý do để bị đánh một gậy chết tươi. Chủ tịch nói đúng, đại bộ phận đồng chí trong tỉnh Mật Đông chúng ta đều vĩ đại. Uông Thanh Minh nói bằng giọng có chút khô cằn so với Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân mà không khỏi nhíu mày. Lần này lão là người bày mưu đặt kế để đẩy Bạch Vũ Tân tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng yêu cầu cần có bảo hiểm, nghe thì đường hoàng nhưng thật ra lại đang có ý muốn tranh chấp. Sầm Vật Cương có ưu thế của mình khi thực hiện trình tự liên hệ với lãnh đạo cấp trên, thế nhưng thông qua bổ nhiệm của Hà Kiến Trương, tất cả mọi người đều biết ở phương diện này Vương Tử Quân không thua kém, chẳng lẽ ý nghĩ của mình lần này lại thất bại sao? Sầm Vật Cương có hơi nhíu mày. Lão lén rút ra một điếu thuốc, thế nhưng chỉ ve vuốt trong tay mà không châm lửa. Chúng ta cần phải cho các đồng chí vĩ đại thêm nhiều cơ hội, như vậy cũng là phụ trách với đồng chí của mình, cũng là phụ trách với công tác của tổ chức. Vương Tử Quân chờ Uông Thanh Minh nói xong thì nói tiếp, đồng chí Tề Quốc Giáp của Sở Giao thông những năm qua công tác rất cẩn trọng, đã cho ra nhiều cống hiến với công tác giao thông trong tỉnh, đặc biệt là ở phương diện xây dựng đường cao tốc nối liền tỉnh Mật Đông và Sơn Nam. Hai năm qua anh ta còn liên tục có được nhiều thành tích rất rõ ràng. Chỉ cần đường cao tốc được nối thông, trăm nghiệp đều phát triển hưng thịnh, nhìn vào điểm này thì tôi thấy tỉnh Mật Đông phát triển kinh tế căn bản khó thể chối bỏ công lao của Sở Giao thông. Có thành tích thì phải có thưởng, như vậy mới cho các đồng chí có thành tích thấy mình được bồi dưỡng trọng điểm. Tôi cho rằng có thể đề cử đồng chí Tề Quốc Giáp trong đợt này. Vương Tử Quân nói xong thì vẻ mặt tất cả mọi người chợt biến đổi. Trong dự đoán của đa số mọi người, Vương Tử Quân có lẽ sẽ đề cử thư ký trưởng Trương Tề Bảo, dù sao thì Trương Tề Bảo cũng là tâm phúc của Vương Tử Quân, còn là người ở trên vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cho dù không đề cử Trương Tề Bảo thì bây giờ có không ít người có quan hệ mật thiết với Vương Tử Quân, ví dụ như Chủ tịch Hải Bác của thành phố Rừng Mật. Chủ tịch Hải Bác là người có ưu thế rất lớn, không phải là cán bộ bình thường. Nhưng lúc này căn bản là không ai ngờ. Không ai nghĩ rằng Vương Tử Quân đề cử Tề Quốc Giáp. Tề Quốc Giáp là cán bộ ngồi trên vị trí giám đốc sở không ít năm, lý lịch không thua kém Bạch Vũ Tân. Hơn nữa những năm qua hạng mục giao thông trong tỉnh liên tục mở rộng và cải thiện, căn bản công lao của một người là giám đốc sở giao thông khó thể nào xóa đi được. Nếu như không có người nhắc đến thì không có vấn đề, nhưng lúc này Vương Tử Quân là người trịnh trọng đề cử, điều này không khỏi làm cho người ta thay đổi cái nhìn về Tề Quốc Giáp. Nhưng nếu so sánh với Tề Quốc Giáp thì đa số mọi người chú ý đến mục đích đề cử lần này của Vương Tử Quân. Người ngồi đây đều hiểu rõ phương diện dịch chuyển phương án xây dựng đường cao tốc rừng dịch cũng là vì nguyên nhân Tề Quốc Giáp, thế nên tổn thất của Vương Tử Quân ở sự kiện này là không thể nói hết. Rốt cuộc bàn tay đều là thịt, Chủ tịch Vương cho dù có khuynh hướng về phía thành phố Thanh Chuyên, thế nhưng dù sao cũng là người trên vị trí Chủ tịch tỉnh. Tuy đường cao tốc đổi hướng sang thành phố Linh Long làm cho Vương Tử Quân không thoải mái, thế nhưng dù thế nào cũng phải nuốt trôi cơn hận này. Chẳng qua mọi người căn bản không hiểu, Vương Tử Quân tuy lúc này không làm gì được Tề Quốc Giáp, vì Tề Quốc Giáp có người chống lưng, thế nhưng cũng không đến mức phải đề cử Tề Quốc Giáp. Thế nên lời nói của Vương Tử Quân vào lúc này không khỏi làm cho mọi người chấn động. Vương Tử Quân đề cử Tề Quốc Giáp là vì có ý chí quá rộng lớn sao? Tề Quốc Giáp những năm qua có biểu hiện cực kỳ không tồi. Hà Kiến Trương dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng cho ra ý kiến của mình. Chương 1693-2 có phải đưa ra kim bài giúp tôi không?
Uông Thanh Minh nghe thấy Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương lên tiếng thì đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ theo thế cục trước mặt, sự việc đã thoát ly khỏi tầm khống chế của mình, bây giờ người có thể đánh nhịp cho ra quyết định sẽ không ai khác ngoài Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lão trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói, cứ thực hiện theo ý chỉ của Chủ tịch Vương. Hội nghị thường ủy được kéo dài thêm nửa giờ rồi kết thúc. Đám thường ủy rời khỏi phòng họp với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Khi Vương Tử Quân đứng lên thì Sầm Vật Cương chợt há miệng, thế nhưng lão không nói gì thêm, chỉ nhìn Vương Tử Quân chậm rãi rời đi mà thôi. Vương Tử Quân vừa quay lại phòng làm việc của mình thì Kim Chính Thiện đi đến. Hắn ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, sau đó cười nói, Chủ tịch, ngài không sợ Tề Quốc Giáp thật sự tiến lên sao? Chúng ta đề cử cán bộ thì chú ý tài đức vẹn toàn. Có thể đề cử cán bộ vĩ đại lên vị trí phù hợp, như vậy sẽ cảm thấy cực kỳ thành công. Vương Tử Quân nhìn Kim Chính Thiện rồi thản nhiên nói. Kim Chính Thiện khẽ gật đầu, hắn chần chờ giây lát, sau đó lại nói, Chủ tịch ngài chỉ sợ cũng nên chuẩn bị tư tưởng, tuy tôi không có chứng cứ xác thực, thế nhưng cũng nghe qua chút phản ánh, đó là Tề Quốc Giáp căn bản khá lớn mật. Lớn mật, Vương Tử Quân cười nói, lớn gan cũng chính là một biểu hiện cho sự quyết đoán. Tin tức của hội nghị thường ủy căn bản không gạt được người, tin tức giám đốc Tề Quốc Giáp của Sở Giao thông được đề cử lên làm phó chủ tịch tỉnh đã được truyền ra khắp Mật Đông. Chỉ sau chốt lát thì điện thoại của Tề Quốc Giáp bị người ta biến thành đường dây nóng. Tuy người điện thoại đến có nhiều tâm tư khác nhau, thế nhưng mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là chúc mừng Tề Quốc Giáp được đề cử tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Sau khi nghe nói mình được đề cử làm phó chủ tịch tỉnh, Tề Quốc Giáp có vài phần kích động khó kìm nén. Thế nhưng khi hắn biết rõ người đề cử mình là Chủ tịch Vương, hơn nữa mình lại là người cạnh tranh với Phó Bí Thư Bạch Vũ Tân của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, gương mặt hắn không khỏi trở nên ảm đạm. Vương Tử Quân sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, điều này Tề Quốc Giáp hiểu rất rõ. Thế nhưng dù thế nào thì chính mình quan tâm đến lợi ích của Bí Thư Sầm Vập Chủ tịch Quốc, Vương Tử Quân có tức giận với mình cũng không làm gì được. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân đề cử như vậy lại làm cho Tề Quốc Giáp cảm thấy mình như rơi vào hầm băng. Vương Tử Quân cho ra thế cờ này căn bản cực kỳ có hương vị, thật sự lại còn quá khéo. Tề Quốc Giáp là người trong cuộc bây giờ lại càng đứng ngồi không yên, giống như có một con rắn độc đáng nhìn chằm chằm vào mình. Bí thư Sầm bên kia có thể trưng ra kim bài để mình thoát qua hoạn nạn hay không? Tề Quốc Giáp có chút bực bội, hắn do dự giây lát. Sau đó cầm điện thoại trên bàn lên. Nếu đây là một sự kiện hiểu lầm, như vậy thì mình cũng nên giải thích rõ ràng, như vậy cũng làm cho mây đen tản đi. Tề Quốc Giáp thầm nghĩ như vậy, hắn vừa bấm được vài số thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, bàn tay giống như có hơi run rẩy, thiếu chút nữa thì điện thoại rơi xuống đất. Cũng may Tề Quốc Giáp không phải người thường, hắn cố gắng ổn định tâm tình, sau đó nghe điện thoại. Sau khi đặt ống nghe bên tai, hắn nghe thấy người bên kia nói, Giám đốc Tề, không, sau này tôi phải xưng hô ngài là Chủ tịch Tề, ha ha, chúc mừng anh. Cú điện thoại này không làm cho Tề Quốc Giáp cảm thấy vui mừng, ngược lại còn cực kỳ phiền chán. Một vài lời nịnh nọt truyền vào trong tai làm cho Tề Quốc Giáp cảm thấy như rắn độc đang cắn mình, tuy có nghe được hơi gió nhưng khó tránh khỏi nanh vuốt của nó. Sau khi bực bội giây lát, hắn lại không dám đắc tội với người ta, thế nên chỉ có thể cười ngại ngùng nói, còn chưa có kết quả, anh đừng nói lung tung. Ha ha ha, giám đốc Tề cũng đừng lừa dối nữa, bây giờ ngài đã là một trong những đề cử của tỉnh ủy, đã được xác định rồi. Người kia nói rồi lại cười, tôi còn nghĩ rằng qua 2 năm nữa sẽ giúp đỡ mưu đồ của anh, không ngờ bây giờ anh đã không còn chờ đợi được nữa, rõ ràng là muốn đi tới trước. Nhưng như vậy cũng thật sự rất tốt. Đi trước cũng hay hơn. Theo ý kiến của tôi, vài ngày nữa chúng ta có thể về thủ đô một chuyến, tôi và anh có thể làm quen với vài người bạn. Người kia dùng giọng nịnh hót nói xong thì cúp điện thoại, thế nhưng cú điện thoại này không thể làm cho Tề Quốc Giáp yên ổn một chút, ngược lại càng thêm bất an. Tề Quốc Giáp cảm thấy mình là người rộng rãi sảng khoái, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy cuộc sống quá khổ sở. Hắn do dự giây lát rồi tiếp tục bấm số điện thoại giang dở vừa rồi. Điện thoại vừa mới nối thông thì chợt nghe bên kia cười nói, Giám đốc Tề, ngài có gì cần dặn dò không? Mặc dù phía bên kia rất khách khí nhưng Tề Quốc Giáp vẫn cười tươi hớn hở nói, Bí thư Bạch,
hôm nay anh có bận rộn gì không? Tôi chuẩn bị báo cáo công tác với anh. Anh có gì mà báo cáo công tác với tôi? Anh rõ ràng là trêu đùa tôi rồi. Bạch Phú Tân nói rồi căn bản không cho Tề Quốc Giáp thời gian phản ứng. Hắn cười nói, tôi còn có chuyện, tôi cúp điện thoại đây. Hội trường rất long trọng, bầu không khí huyên náo, biểu ngữ được răng ra khắp nơi, bong bóng khí cầu màu đỏ tung bay, đoàn người đông đảo, chiêng trống vang trời. Khi bầu không khí náo nhiệt này đạt đến đỉnh điểm, đã bắt đầu đếm ngược đến nghi thức khởi công đường cao tốc rừng dịch. Tề Quốc Giáp là lãnh đạo đứng đầu sở giao thông, hắn tất nhiên không thể vắng mặt trong nghi thức này. Hơn nữa người tham gia nghi thức ngoài Kim Chính Thiện và lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên, còn có các vị lãnh đạo thành phố Linh Long, còn có người tích cực thúc đẩy hạng mục này, là Chủ tịch Vương Tử Quân. Nếu như nói trước kia thì Tề Quốc Giáp cực kỳ quan tâm đến nghi thức này, vì đây là trường hợp công chúng, có thể biểu hiện được hình tượng của mình một cách triệt để. Thế nhưng hôm nay hắn giống như mắc bệnh nặng, căn bản là uể oải không phấn chấn, tư thái đi lại giống như người mắc bệnh nguy kịch. Hai mắt Tề Quốc Giáp đỏ bừng bừng, hắn lớn tiếng trách mắng vị chủ nhiệm văn phòng sở giao thông công tránh ở trước mặt. Vị chủ nhiệm văn phòng có chút kinh ngạc, hắn không hiểu rõ vài ngày nay lãnh đạo của mình bị làm sao, gần đây hắn là người được lãnh đạo cực kỳ sủng ái, vì sao hôm nay chỉ vì một biểu ngữ viết sai mà nổi giận đùng đùng như vậy. Nếu là trước kia thì đây căn bản không là gì, thậm chí có thể nói là Tề Quốc Giáp không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Chủ nhiệm văn phòng là người mà Tề Quốc Giáp nói gì nghe nấy, hắn còn nhớ một câu dặn dò của Tề Quốc Giáp, chính là làm lãnh đạo thì cần phải xử lý việc nặng một cách nhẹ nhàng, nếu không thì lãnh đạo mỗi ngày đều bận rộn tối mắt, căn bản cứ chú trọng việc nhỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc lớn. Chương 1694, một kéo lên dìm xuống. Làm chủ nhiệm văn phòng thế nên người này cực kỳ ghi nhớ lời dạy bảo của Tề Quốc Giáp, hơn nữa luôn bội phục lòng dạ hào sảng của lãnh đạo. Lúc này biểu ngữ viết sai thì anh chỉ cần nói tôi sửa chữa lại là được, vì sao lãnh đạo lại nổi giận như vậy? Nhưng bây giờ thì Tề Quốc Giáp căn bản là không nhịn được. Hai ngày qua trong mắt người ngoài thì Tề Quốc Giáp căn bản là cực kỳ phúc đức. Tuy thượng cấp còn chưa cho ra bất kỳ ý kiến nào trả lời tỉnh ủy Mật Đông, thế nhưng hầu như có vài thông tin được truyền ra. Trong đó đáng chú ý nhất chính là Tề Quốc Giáp căn bản có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn Bạch Vũ Tân ở vị trí phó chủ tịch tỉnh. Dù sao thì Tề Quốc Giáp cũng là lãnh đạo chủ quản khối giao thông công chánh trong tỉnh Mật Đông, lại có được nhiều thành tích, căn bản là có lực lượng mạnh mẽ hơn Bạch Vũ Tân. Nhưng khi mà những tin đồn kia ngày càng nhiều thì Tề Quốc Giáp càng khó chịu. Hắn biết rõ tình cảnh của mình hiện tại, càng hiểu Bạch Vũ Tân kia là ai. Trong quan trường người và người cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, xe của anh chiếm được vị trí thì xe người ta sẽ phải đứng nhìn. Con người giống như chen chúc nhau trên con đường đông đúc, vĩnh viễn vẫn là quy trình chờ xe, lên xe, sau đó chạy đến vị trí mà mình mơ ước. Tề Quốc Giáp biết rõ Bạch Vũ Tân căn bản nhớ nhung quá lâu với vị trí phó chủ tịch tỉnh, căn bản giống như một người đã chờ tàu quá lâu đi rồi. Lần này Bạch Vũ Tân được đề cử làm phó chủ tịch tỉnh, căn bản là khá may mắn, sau một thời gian chờ đợi khổ sở thì xem như có thể leo lên trực thăng bỏ đi mà không cần đi tàu. Thế nhưng nửa đường lại xuất hiện một Tề Quốc Giáp, điều này làm cho Bạch Vũ Tân mất đi vài phần cơ hội chiến thắng. Đặc biệt đây là cơ hội để Bạch Vũ Tân tiến lên, có ai cam lòng bỏ qua cơ hội tiến lên của mình, có người nào tình nguyện để người ta tiến lên cướp mất thứ mình yêu mến. Chính mình lại không tiến lên giành giật cơ chứ. Tề Quốc Giáp hiểu rõ điều này nhưng căn bản không thể nào làm gì hơn được. Trong đầu Tề Quốc Giáp lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi cảm thấy mình rất oan. Chính hắn cũng biết rõ lần này nhiều sự việc không hay sẽ tìm đến mình. Khi Tề Quốc Giáp đang trầm ngâm thì chợt nghe thấy có người nói, Giám đốc Tề, anh đứng chỗ này làm gì? Có phải đang muốn cho ra biểu hiện thâm trầm hay không? Thường Gia Quân có chút sững sốt, hắn quay đầu nhìn người vừa nói chuyện với mình, chợt thấy người đó chính là Miêu Dược Hổ. Trước kia Tề Quốc Giáp có quan hệ không tệ với Miêu Dược Hổ, hai người ở chung với nhau thường nói ra những lời vui đùa không giới hạn. Nhưng bây giờ sau khi nghe Miêu Dược Hổ nói với mình như vậy, Tề Quốc Giáp trầm ngâm giây lát rồi mới nói, chào Chủ tịch Dược Hổ. Miêu Dược Hổ vỗ vỗ lên vai của Tề Quốc Giáp, sau đó hắn cười hì hì nói, anh Tề ơi là anh Tề, anh thật sự không phải là bạn chí cốt, có phải là sắp tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh thì xem thường tôi không? Tôi nói cho anh biết, chỉ cần anh nói một tiếng,
tôi sẽ đi ngay. Ha ha, anh nói đi đâu vậy? Tề Quốc Giáp miễn cưỡng cười một tiếng rồi đánh ngược câu nói của Miêu Dược Hổ quay về. Miêu Dược Hổ cũng không biết Tề Quốc Giáp đang ưu sầu vì vấn đề gì, trong mắt hắn thì Tề Quốc Giáp lần này rõ ràng là quá xuân phong đắc ý. Dù sao thì trong tỉnh có quá nhiều cán bộ cấp giám đốc sở, người được đề cử lên làm phó chủ tịch tỉnh lại có phần thắng rất lớn chỉ có thể là Tề Quốc Giáp và Bạch Vũ Tân. Anh Tề, nhân thời gian này anh còn chưa thể tiến lên, tôi tranh thủ nói chuyện tùy ý với anh một chút, nếu không chờ khi anh tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, khi đó tôi căn bản phải đứng nghiêm nghỉ trước mặt anh rồi. Miêu Dược Hổ nói rồi cười cười với Tề Quốc Giáp, hôm nay bí thư Đồ của chúng tôi không đến được, anh ấy nhờ tôi kính ngài vài ly, cảm ơn ngài đã giúp đỡ cho thành phố Linh Long chúng tôi. Tề Quốc Giáp chợt lóe lên vài ý nghĩ, một cảm giác đau đớn bùng lên trong lòng. Hắn biết rõ vì sao mình rơi vào tình huống này, thế nhưng bây giờ hắn có nỗi khổ không nói nên lời. 2 phút sau những người cần đến tham gia đều đã lục tục xuất hiện, thế là Tề Quốc Giáp nhanh chóng trở nên bận rộn. Trong lúc bận rộn Tề Quốc Giáp càng chú ý về phía cổng, đợi chiếc xe số 2 tỉnh ủy xuất hiện. Nhưng ông trời hôm nay giống như đối nghịch với hắn, khi hắn chờ đợi đổ mồ hôi ròng ròng thì chiếc xe của Vương Tử Quân còn chưa xuất hiện. Khi Tề Quốc Giáp cảm thấy nôn nóng bất an thì xe của Vương Tử Quân chậm rãi xuất hiện trong mắt hắn. Khi xe còn chưa dừng lại ổn định, hắn nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nở nụ cười vui vẻ nhìn Tề Quốc Giáp, khi Tề Quốc Giáp đang do dự có nên xòe tay ra hay không, lúc này Vương Tử Quân đã chủ động đưa tay ra bắt chặt tay Tề Quốc Giáp rồi nói, Giám đốc Tề, anh vất vả rồi. Chủ tịch. Trước nay tôi đều không dám lười biếng với những lời dặn dò của anh. Mặc dù biết những câu nói của mình chỉ có chút tác dụng trước mặt Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn phải nói ra những lời trung thành tận tâm như vậy. Vương Tử Quân mỉm cười đi về phía trước, Tề Quốc Giáp sao có thể bỏ qua cơ hội đi đến giải thích với Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, còn một lúc nữa mới bắt đầu nghi thức, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Tề Quốc Giáp nói xong thì dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng không cho Tề Quốc Giáp thất vọng, hắn híp mắt lại rồi cười nói, vậy chúng ta tâm sự một chút. Sau khi đuổi viên chủ nhiệm văn phòng luôn đi theo sau lưng mình, Tề Quốc Giáp tự mình rót trà mời Vương Tử Quân, sau đó mới trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, có chuyện tôi cần phải trọng điểm nhận kiểm điểm với ngài, đó là tôi không làm tốt công tác ở hạng mục đường cao tốc rừng dịch. Thế nên làm trạch hướng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân cười cười khoát tay áo nói với Tề Quốc Giáp, Giám đốc Tề, công tác khó tránh khỏi sai lầm, ai cũng không thể nói sau bao năm công tác không phạm phải một sai lầm. Chỉ cần chúng ta lấy đó làm gương, ngăn chặn sự việc tiếp tục phát sinh là được. Tề Quốc Giáp nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn cắn răng trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, cảm ơn ngài đã hiểu. Thế nhưng tôi cảm thấy tư tưởng giác ngộ của mình còn chưa đủ, căn bản có chênh lệch không nhỏ với bí thư Bạch, vì vậy tôi muốn rút khỏi cạnh tranh lần này, kính mong Chủ tịch Vương giúp đỡ. Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm vào Tề Quốc Giáp. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân thì Tề Quốc Giáp muốn mình có biểu hiện ung dung một chút, thế nhưng đáng tiếc là hắn quá chột dạ, căn bản không thể cản được sự bất an trong lòng. Khi Tề Quốc Giáp cảm thấy hô hấp có chút nặng nề, lúc này Vương Tử Quân mới vỗ vỗ lên vai của hắn. Tuy Vương Tử Quân vỗ lên không mạnh, thế nhưng làm cho Tề Quốc Giáp cực kỳ căng thẳng. Chương 1694, hai kéo lên dìm xuống. Giám đốc Quốc Giáp, anh có giác ngộ như vậy là rất tốt, đây là biểu hiện rất tuyệt. Bây giờ có không ít cán bộ của chúng ta công tác chọn 3 lấy 4, vừa gặp khó khăn thì co vòi lại, có lợi ích thì tiến lên cướp đoạt hơn cả thổ phỉ. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn Tề Quốc Giáp rồi nói, tôi căn bản rất không ưa bầu không khí trên. Những đồng chí một lòng công tác thì thường có biểu hiện rất tuyệt vời, anh có thành tích, có đạo đức, như vậy là một điển hình cho tất cả cán bộ học tập. Tôi cảm thấy nên mở rộng hình tượng của anh, hiệu triệu tất cả cán bộ trong tỉnh noi gương học tập. Anh thật sự là một người có trách nhiệm cao độ, đầu tiên là phê bình chính mình, chỉ cần xét riêng điểm này cũng đủ làm cho những người kia cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tôi cảm thấy sau này anh không nên có tư tưởng gánh nặng như vậy, nên can đảm công tác. Còn phương diện anh muốn rời khỏi cạnh tranh, tôi sẽ phản ánh ý nguyện của anh với thượng cấp. Nếu như tổ chức chọn chúng anh, như vậy tôi cảm thấy anh cũng có thể đảm nhiệm công tác này.
Nếu như nói trước ngày hôm nay tôi còn cảm thấy có chút hoài nghi với năng lực của anh, như vậy bây giờ tôi căn bản cảm thấy anh hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách này. Vương Tử Quân nói rồi vỗ nặng nề hai cái lên vai Tề Quốc Giáp, dùng biểu hiện này thể hiện sự giúp đỡ với Tề Quốc Giáp. Thế nhưng Tề Quốc Giáp nhìn gương mặt cực kỳ vui vẻ của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn ói máu. Tề Quốc Giáp thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại nói như vậy. Chính mình muốn từ chức, thế nhưng lại bị Chủ tịch Vương coi là điển hình. Không phải càng là như vậy thì mình càng có được cơ hội trong cạnh tranh lần này sao? Nếu như Tề Quốc Giáp căn bản không có sự sợ hãi của mình, chỉ sợ hắn sẽ cực kỳ vui mừng. Khi hắn há hốc miệng thì Vương Tử Quân đã khoát tay nói, được rồi, tuy tôi rất muốn nói chuyện với anh, thế nhưng nơi đây không phải chỗ trò chuyện, chúng ta chờ chút rồi nói sau. Vương Tử Quân nói rồi đi ra khỏi phòng, tuy lúc này Tề Quốc Giáp còn rất nhiều lời muốn nói thế nhưng căn bản chỉ có thể nuốt vào bụng mà thôi. Tề Quốc Giáp nhìn Vương Tử Quân đi về phía trước mà không khỏi cảm thấy càng thêm khổ sở. Vương Tử Quân nói ra những lời quá đường hoàng. Thế nhưng hắn hiểu rõ ý nghĩa của nó, chính là đẩy mình lên cạnh tranh với bí thư Bạch bên kia. Giết người không thấy máu, Tề Quốc Giáp nghĩ đến những gì mình làm vài ngày trước mà không khỏi nặng nề thở ra một hơi, cơn tức ở trong bụng cực kỳ khó chịu, thế nhưng muốn phát tiết ra cũng không dễ dàng gì. Xem ra mình chỉ có thể tham gia vào cạnh tranh lần này. Tề Quốc Giáp nghĩ đến con đường mình sắp phải đi mà không khỏi cảm thấy cực kỳ không muốn. Hắn từ một nhân viên công tác bình thường đến vị trí hiện tại căn bản là lăn lộn rất nhiều, cuối cùng mới đắc đạo thành tiên, thế cho nên thấy rõ cả đời này của hắn phấn đấu cũng không dễ dàng gì. Trong đầu Tề Quốc Giáp chợt lóe lên một bài hát, đó là mong sao tính mạng hóa thành hoa sen, bỏ qua tất cả công danh lợi lộc, thế nhưng hắn căn bản là không cam lòng bỏ qua tất cả của mình. Dù không cam lòng thì cũng không giải quyết được vấn đề. Tề Quốc Giáp biết mình muốn bình an thoát ra khỏi tình cảnh khốn đốn này thì chỉ có thể bày ra đủ thành ý, làm cho Bạch Vũ Tân bên kia thấy rõ ràng, đó là mình không có khả năng trong cạnh tranh lần này, nếu không đối phương sẽ chẳng buông tha cho mình. Nghi thức khởi công được tiến hành đúng giờ, khi tiến hành lễ khởi công thì Tề Quốc Giáp tỏ ra cực kỳ chăm chú. Hắn đau đớn thầm nghĩ, biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng mình chủ trì một nghi thức như thế này, thế nên nhất định phải lưu lại kỷ niệm. Vương Tử Quân phát biểu cực kỳ ngắn gọn, khi hắn kết thúc bài phát biểu thì âm nhạc vang lên, những thành viên tham gia lễ khởi công bắt đầu cầm sẻng lên, nghi thức khởi công bắt đầu. Tề Quốc Giáp là người tổ chức hoạt động lần này, hắn không những có một cái sẻng, còn được xếp bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn đứng bên cạnh Vương Tử Quân, cố gắng dùng sẻng xúc vài lớp đất, động tác giống như dùng hết sức lực bản thân. Khi tiếng nhạc dừng lại, nghi thức khởi công chấm dứt. Sau khi tiến chân nhóm người Vương Tử Quân rời đi, Tề Quốc Giáp cảm thấy mình giống như bị tê liệt. Hắn cực kỳ mệt mỏi, thế là không khỏi nói với vị chủ nhiệm văn phòng đi theo sau lưng, tìm một chỗ nào đó cho tôi nghỉ ngơi một chút. Vị chủ nhiệm văn phòng căn bản không dám làm ngược lại chỉ thị của Tề Quốc Giáp, hắn nhanh chóng đưa Tề Quốc Giáp đi đến một căn nhà. Khi đi đến bên cạnh ngôi nhà, Tề Quốc Giáp chợt nghĩ đến gì đó mà khẽ hỏi, anh Hà sao không đến? Anh Hà trong miệng Tề Quốc Giáp chính là trưởng phòng tài chính kế toán của Sở Giao thông, có thể nói là luôn theo sát tiến độ của Tề Quốc Giáp. Hôm nay là ngày bận rộn, Tề Quốc Giáp thật sự không thấy người này, căn bản không thấy mặt tâm phúc của mình. Giám đốc, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho anh Hà, điện thoại của anh ấy không gọi được, có thể là ngủ quên mất rồi. Chủ nhiệm văn phòng có quan hệ không tồi với anh Hà, thế cho nên tranh thủ thời gian che chở. Hừ. Chỉ biết ngủ, Tề Quốc Giáp bị Vương Tử Quân áp chế làm cho cực kỳ dễ nổi giận, hắn chỉ vào mũi vị chủ nhiệm văn phòng rồi nói, anh tìm biện pháp để anh ấy đến gặp tôi trong thời gian 20 phút nữa. Vị chủ nhiệm văn phòng đồng ý một tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại gọi đi ngay. Thế nhưng có chút đáng tiếc, hôm nay ông trời không cho hắn đãi ngộ gì tốt, mãi mà không gọi đi được. Anh Hà kia không biết đã chết nơi nào, lãnh đạo đang nổi nóng, người kia lại không nghe máy. Thế nhưng những gì nên che giấu thì chủ nhiệm văn phòng vẫn phải cố gắng che giấu, hắn ho khan một tiếng rồi nói, giám đốc, không liên lạc được với anh Hà. Được rồi, đừng gọi cho anh ta nữa, anh ta. Tề Quốc Giáp định mắng người thì điện thoại vang lên, hắn cầm điện thoại lên xem, chợt có chút sững sốt, sau đó cười nói, chào anh, tôi là Tề Quốc Giáp. Chào giám đốc Tề,
tôi là Tiểu Trần của ban số 1 ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, có chuyện cần thông báo với anh. Mặc dù giọng nói đầu dây bên kia rất xa lạ thế nhưng nghe vào tai lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ khách khí. Nhưng sau khi nghe bốn chữ ủy ban kỷ luật thì đầu óc Tề Quốc Giáp giống như nổ ầm một tiếng, ngay từ ban đầu khi mà Vương Tử Quân đề cử hắn, hắn thật sự sợ nhất bốn chữ này. Nhưng lúc này Tề Quốc Giáp vẫn tỏ ra cực kỳ khách khí, chào chủ nhiệm Trần, có gì thì ngài cứ nói. Là thế này, chúng tôi nhận được đơn thư tố cáo, nói là trưởng ban Hà Thành Huy của ban tài chính kế toán sở giao thông các anh khả nghi nhận hối lộ, anh ấy đã bị chúng tôi mời đi hỗ trợ điều tra. Chủ nhiệm Trần chỉ nói một câu như vậy rồi không nói gì thêm. Chỉ là một câu như vậy đã đủ làm cho Tề Quốc Giáp cảm thấy rùng mình. Hà Thành Huy kia là tâm phúc của hắn, nếu người này xảy ra chuyện, như vậy hắn cũng không chịu đựng nổi. Khoảnh khắc này hắn không khỏi cảm thấy hai chân bủn rủn, hắn thì thào nói, sự việc điều tra thế nào rồi? Giám đốc Tề, tôi còn có việc, cũng không tiếp tục quấy rầy ngài, tạm biệt. Chủ nhiệm Trần cũng không cho Tề Quốc Giáp thêm thời gian, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 1695, đuổi sói nuốt hổ. Sầm Vật Cương ngồi trong phòng làm việc của mình với gương mặt âm trầm, nếu người quen thấy được sẽ có phản ứng đầu tiên là lúc này tâm tình của bí thư Sầm cực kỳ không tốt. Nếu như không có chuyện gì thì đừng nên quấy rầy bí thư Sầm vào lúc này. Tuy thư ký của Sầm Vật Cương cũng có tâm tình thế này, thế nhưng có quá nhiều chuyện cần Sầm Vật Cương cho ra quyết đoán, hắn không thể không cắt đứt dòng suy tư của lãnh đạo. Hắn khẽ gõ cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương, sau đó khẽ báo cáo, bí thư Sầm, vừa rồi bí thư Khang có gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua thư ký, sau khi trầm ngâm giây lát thì mới nói, buổi sáng tôi có sắp xếp gì không? Thư ký nhìn ánh mắt của Sầm Vật Cương mà không biết nên trả lời thế nào cho phải. Sau khi trầm ngâm giây lát thì mới nói, bí thư Sầm, hôm nay cũng không có sắp xếp gì liên quan đến anh ấy. Vậy để cho anh ấy đến gặp tôi vào buổi chiều, buổi sáng tôi phải ra ngoài một chuyến. Sầm Vật Cương khoát tay với thư ký rồi trầm giọng nói. Thư ký có chút sững sốt, hắn không hiểu bí thư Sầm sắp xếp như vậy là có ý gì, thế nhưng cuối cùng vẫn phải thành thật gật đầu rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Sầm Vật Cương nhìn thư ký của mình đóng cửa lại mà không khỏi thở dài một hơi. Sầm Vật Cương biết rõ lúc này Khang Tắc Chính muốn đến gặp mình là có ý gì. Tuy lão tức giận Tề Quốc Giáp là người không ra gì, thế nhưng cũng không phải không có câu oán hận với Khang Tắc Chính. Nói trắng ra thì chút oán giận của lão lên người Khang Tắc Chính cũng chỉ là giận cá chém thớt mà thôi, lửa giận chính thức chuyển lên người kia. Người kia chỉ cần ra tay đơn giản đã làm cho mây mưa bất thường có kết quả như vậy, mặc dù tất cả đều không có tỉ vết, giống như người kia căn bản không liên quan, thế nhưng nếu như không phải người kia tiến lên thúc đẩy, sự việc không rơi vào hoàn cảnh này. Loại người không ra gì, Sầm Vật Cương thầm mắng một câu, sau đó giống như thoải mái hơn một chút. Lão cầm lấy điện thoại định gọi đi, lúc này điện thoại chợt vang lên. Bên kia vang lên giọng nói của Vương Tử Quân, bí thư, tôi là Vương Tử Quân, bây giờ anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Sầm Vật Cương có chút trầm ngâm, sau đó thản nhiên nói, tôi hôm nay cũng không đi đâu, anh đến phòng của tôi đi. Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống mà cũng không tiếp tục gọi điện thoại đi, lão khẽ đi lại vài bước trong phòng làm việc của mình. Sau khi lão đi đến ngồi trên ghế sau bàn làm việc thì gương mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bao nhiêu năm qua Sầm Vật Cương luôn cảm thấy mình đối mặt với bất kỳ vấn đề gì cũng cực kỳ tiêu sái tự nhiên, thế nhưng hôm nay ngồi đây chờ đợi Vương Tử Quân đi đến, ý nghĩ đầu tiên là mình ngồi trên chiếc ghế ngày hôm nay cũng không được tràn đầy tự tin giống như dĩ vãng. Lão không thể nào công báo với tất cả thiên hạ, tôi là lãnh đạo đứng đầu, các anh phải nghe lời tôi, kể cả Vương Tử Quân cũng phải như vậy. Sầm Vật Cương khẽ cười, lão cầm ly trà trước mặt lên uống một ngụm. Có lẽ là trà đã rót ra khá lâu, lúc này uống vào miệng căn bản không còn độ nóng như ban đầu. Sau khi uống hết ly nước trà nguội thì Sầm Vật Cương chợt sinh ra cảm giác khó chịu. Lão cầm một phần văn kiện lên xem, thế nhưng hai mắt lại có vẻ hơi mỏi. Lão buông văn kiện ra, thuận tay cầm lấy chiếc kính đặt bên phía tay trái, thế nhưng sau khi mở hộp kính ra, lão lại đặt kính xuống. Nếu mình đeo kính lão, không phải càng tỏ ra yếu thế với người kia sao? Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên ý nghĩ như vậy,
thế là cũng không đeo kính, lại cố gắng bày ra bộ dạng đang chú tâm xem xét văn kiện. Khi Sầm Vật Cương miễn cưỡng đọc được một nửa văn kiện, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lão nói một câu mời vào, Vương Tử Quân ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong phòng. Vương Tử Quân mặc tây trang màu tím, nhìn qua căn bản cực kỳ trưởng thành chín chắn, lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ tinh thần. Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng của Vương Tử Quân mà không khỏi thầm cảm thán, tuổi trẻ là quá tốt. Thế nhưng ngay sau đó lão lại cảm thấy có chút bi ai, lúc này mình và người đàn ông trẻ tuổi kia có địa vị hầu như ngang hàng nhau. Sầm Vật Cương chậm rãi đứng lên khỏi ghế salon, lão tiến lên đón Vương Tử Quân. Sau khi hai bên nói vài câu theo đúng lễ nghi, Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon. Thư ký đi vào châm trà và đi ra ngoài, Vương Tử Quân chợt lên tiếng, Bí thư Sầm, có chuyện tôi cần kiểm điểm với ngài. Sao, có chuyện gì mà Chủ tịch anh phải kiểm điểm? Hai ngày qua phía Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác rất tốt, tôi còn nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo Trung ương. Sầm Vật Cương nói đến đây thì vỗ trán nói, à, tôi còn quên một việc, hai ngày trước phía lãnh đạo Cục Thể thao có gọi điện thoại đến, nói là lãnh đạo căn bản tỏ ra tán thưởng với sắp xếp lễ khai mạc và bế mạc đơn giản và có ấn tượng của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương, hắn biết Sầm Vật Cương hiểu mình đang định nói gì. Thế nhưng nếu như lúc này Sầm Vật Cương không chịu mở miệng, hắn cũng phải cho bí thư chút thể diện. Sau khi nói với Sầm Vật Cương vài câu về phương diện tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, hắn trầm giọng nói, Bí thư Sầm, phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã tiến hành thông báo với tôi về tình huống của đồng chí Tề Quốc Giáp, tôi cũng không ngờ đồng chí này căn bản lại biến chất như vậy. Đây là anh ấy tự làm tự chịu, ai làm việc thì phải trả giá cho những gì mình từng làm. Sầm Vật Cương nói với gương mặt ngưng tụ, giọng điệu có vài phần lạnh lùng. Vương Tử Quân gật đầu nói, Bí thư nói rất đúng, đối với những người thế này thì chúng ta không nên thương hại, không thể thả lỏng, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Lần này tôi đến là để kiểm điểm với Bí thư, khi đó tôi đề cử đồng chí Tề Quốc Giáp, tôi cảm thấy anh ấy công tác rất tốt, cho ra không ít thành tích, không ngờ anh ấy lại làm ra những chuyện như vậy. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ thành khẩn, thế nhưng lời này lọt vào tai lại làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy chói tai. Sầm Vật Cương là người thông minh, lão nào không biết nhân quả của sự kiện này. Hành động đuổi sói nuốt hổ của anh chẳng lẽ người ta còn không nhìn ra được sao? Chỉ sợ tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng những thứ rõ ràng như vậy căn bản lại không ai dám xác định. Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên vài ý nghĩ, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói với Vương Tử Quân, nhân tâm khác biệt, căn bản không giống nhau, khi chúng ta phân công công tác thì căn bản cũng khó tránh khỏi cạm bẫy. Ai cũng khó tránh khỏi phương diện này. Chủ tịch Tử Quân cũng không nên quá đặt nặng trong lòng, sau này rút kinh nghiệm là được. Sầm Vật Cương nói đến đây thì nở nụ cười tự giễu, tuy tôi tự nhận có khả năng biết người hiểu người, thế nhưng cũng không phải chưa từng nhìn lầm, có một vài người bề ngoài biểu hiện rất tốt thế nhưng bên trong thì ngược lại, sao có thể nhìn thấy rõ ràng cho được. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm, hắn có thể nghe rõ những câu oán hận trong lời nói của Sầm Vật Cương. Nhưng sự việc đã đến trình độ này, Vương Tử Quân căn bản cũng không hàm hồ. Hai người trò chuyện thêm giây lát, chợt nghe Sầm Vật Cương nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi nghe nói vài ngày trước Sở Tài nguyên Môi trường đã cho ra thông báo yêu cầu hơn 20 xí nghiệp ngừng kinh doanh để chỉnh đốn phải không? Sầm Vật Cương dẫn chủ đề đến phương diện công tác, vẻ mặt Vương Tử Quân căn bản là thả lỏng hơn, đúng vậy, Bí thư Sầm, 20 xí nghiệp này căn bản là không hợp cách. Thậm chí có những xí nghiệp căn bản không thèm quan tâm đến môi trường. Vì tăng cường khả năng thống trị với những xí nghiệp này, khi Chủ tịch Lôi xử lý công tác đã trưng cầu ý kiến của tôi cũng đã khen ngợi cách làm của bọn họ. À, bảo vệ môi trường là công tác cực kỳ đúng đắn, cũng nên xử lý thật nghiêm những xí nghiệp không tuân thủ yêu cầu với môi trường. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi trầm ngâm giây lát, sau đó nói, nhưng phát triển kinh tế cũng là vấn đề quan trọng nhất. Đặc biệt là đã qua nửa năm, nhiệm vụ nửa năm còn lại cũng phải làm cho tốt. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có vài phần gầy gò của Sầm Vật Cương, trong lúc tiếp xúc thì hắn biết Sầm Vật Cương căn bản không có quá nhiều tư tâm cho cá nhân. Nhưng xuất phát điểm tư duy của người này khác biệt với mình, chẳng qua luôn nghĩ đến sự phát triển của Mật Đông. Bí thư Sầm, bây giờ chúng ta đang cố gắng đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cố gắng đưa những xí nghiệp ô nhiễm, hao tổn năng lượng,
thành phẩm cao ra khỏi Mật Đông, giảm thấp tỷ lệ phần trăm trong kết cấu sản nghiệp ở Mật Đông. Chỉ như vậy thì kinh tế Mật Đông mới phát triển mạnh khỏe và nhanh chóng được. Vương Tử Quân cố gắng suy xét rồi lên tiếng, trong quá trình này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của Mật Đông, thế nhưng tôi cảm thấy những ảnh hưởng như vậy là đáng giá. Điều chỉnh kết cấu kinh tế là quan trọng, đây cũng là con đường mà Mật Đông cần phải đi. Thế nhưng điều chỉnh cần làm từng bước một, phải cho ra quy hoạch thật tốt, dù sao thì béo tốt cũng không phải ăn nhiều trong một ngày, Chủ tịch Anh nói xem có đúng không. Sầm Vật Cương nói đến câu sau cùng thì cố ý dùng lời dí dỏm, làm cho bầu không khí trong phòng thoải mái hơn một chút. Vương Tử Quân tuy không thấy lời nói đó có gì đáng buồn cười, thế nhưng hắn vẫn nể mặt Sầm Vật Cương mà nở nụ cười, sau đó mới nói, bí thư nói rất đúng, chúng ta nên làm từng bước một. Bầu không khí trong phòng khá ngưng trọng, thế nhưng dù là Vương Tử Quân hay Sầm Vật Cương đều hiểu, hai người căn bản không thể nào thuyết phục được đối phương. Chương 1696, một nói nguyên tắc mới bàn đoàn kết. Tháng 10 gió nhẹ thổi qua kèm theo chút hơi lạnh, giữa trưa ánh nắng khá ấm áp, nắng vàng chiếu lên bãi cỏ xanh, bầy cừu lười biếng gặm cỏ, khắp nơi tràn đầy hương vị cuối thu. Đồng ruộng trải dài trước mắt, mùa thu hoạch xuất hiện trước mắt mọi người, những quả táo đỏ, lê xanh mướt mắt, không khí sinh động. Vương Tử Quân đứng ở đầu một mảnh ruộng với gương mặt tràn đầy nụ cười. Lúc này hắn cũng không phải dùng thân phận của một vị chủ tịch tỉnh đi thị sát địa phương, chỉ là dùng thân phận của một vị phụ huynh đi tham gia cắm trại dã ngoại với con trai Tiểu Bảo Nhi. Mặc dù lúc này chương trình giáo dục vẫn tồn tại rất nhiều tệ đoan đáng giá thương thảo, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản vẫn đồng ý với hoạt động tổ chức dã ngoại cho học sinh của nhà trường. Dù sao thì cho trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống, với thiên nhiên, như vậy sẽ rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Vì để cho học sinh cảm nhận được bầu không khí của mùa thu hoạch, nhà trường đã thuê vài mẫu ruộng ở vùng ngoại thành, thế là đám trẻ bắt đầu phải cua xẻng làm nhiều công tác vụn vặt nhưng khá hưng phấn. Tiếng cười vang lên kèm theo đó là những gương mặt ngây thơ chất phác, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có vài phần ấm áp. Đối với những học sinh luôn học tập sinh hoạt trong thành phố như thế này, hôm nay căn bản là một kỷ niệm khó quên. Đáng lý hôm nay Mạc Tiểu Bắc phải tham gia hoạt động này, thế nhưng thời điểm lại đúng vào cuối tuần, Vương Tử Quân bình thường không có thời gian ở bên con, thế nên lần này hắn vội vàng cướp lấy đặc quyền từ trong tay Tiểu Bắc. Không biết thầy cô giáo nghĩ thế nào mà lại cho bọn trẻ đi làm công tác của nhà nông thế này? Một người phụ nữ mập mạp dùng giọng ai oán nói. Người phụ nữ cầm trong tay một ấm nước khá lớn, đang nhìn đám trẻ vung xẻng cuốc làm việc mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Vương Tử Quân hoàn toàn có thể hiểu tâm lý này của các bậc phụ huynh, vì bọn họ đều không muốn con cái mình chịu khổ. Vương Tử Quân căn bản giữ im lặng với lời oán trách của người phụ nữ kia. Người phụ nữ này thấy Vương Tử Quân không hưởng ứng thì dùng giọng ai oán nói, anh nói xem, để cho bọn trẻ tham gia cắm trại dã ngoại thế này thì có gì tốt, hoàn toàn có thể mang theo thức ăn từ trong nhà, ra đây chỉ cần nấu cơm là xong, cần gì phải lao động khổ cực như vậy. Con trai tôi nào phải trải qua những việc lặt vặt mệt nhọc thế này. Tôi đoán là nhà trường tám phần đã thu tiền của người ta, để cho con cái chúng ta đến đây lao động miễn phí. Không phải như thế, ngày xưa tôi cũng từng sinh hoạt ở nông thôn, nếu đám trẻ đào xới thế này, căn bản sẽ làm cho mảnh vườn đậu phộng kia bị tổn hại không nhỏ. Vương Tử Quân vung tay lên với người phụ nữ kia, sau đó nói tiếp, để cho con trẻ biết được quá trình lao động, biết được kiếm lương thực cũng không dễ dàng. Như vậy mới làm cho chúng tạo nên thói quen tiết kiệm. Vài mẫu ruộng này chính là tài liệu dạy học. Vương Tử Quân mặc một bộ trang phục thường ngày nhìn qua còn trẻ hơn cả người phụ nữ kia. Người phụ nữ thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì nở nụ cười quẫn bách nói, anh đúng là cái gì cũng nói được, căn bản là còn nói nhiều hơn cả thầy cô giáo trong trường. Đàn ông thích trò chuyện với những người phụ nữ xinh đẹp, câu nói này cũng có tác dụng trên người một vài người phụ nữ. Vương Tử Quân là người có tướng mạo đường hoàng, anh tuấn, lại có khí thế, khi hắn ngồi trên đài chủ tịch thì biết đâu không có người để ý đến tướng mạo của hắn, thế nhưng giữa đồng ruộng phì nhiêu thế này, nụ cười của hắn lại giống như mùa thu tỏa nắng. Anh bạn, con của anh học lớp mấy rồi? Vương Tử Quân đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ, hắn chỉ vào Tiểu Bảo Nhi đang đào lạc ở bên cạnh một cô bé rồi cười nói, đó là con tôi, vừa mới học lớp 2. Con của anh đã học lớp 2 rồi.
Tôi đoán có lẽ anh là người tảo hôn. Người phụ nữ giật mình nhìn Vương Tử Quân rồi nở nụ cười nói. Vương Tử Quân căn bản không hiểu người phụ nữ này căn cứ vào cái gì mà lại cho ra phán đoán như vậy. Phải biết rằng khi hắn kết hôn với Mạc Tiểu Bắc, tuy không tính là kết hôn quá muộn nhưng hai bên cũng là trưởng thành. Ha ha, Vương Tử Quân chỉ có thể gật đầu nở nụ cười với người phụ nữ mình vừa quen mà thôi. Ôi, đứa bé này, sao lại ra kia rửa, nước sông rất bẩn. Khi người phụ nữ còn đang định trò chuyện với Vương Tử Quân, chợt nghe có người lên tiếng nói với con mình. Âm thanh này làm cho bầu không khí đầy tiếng cười nói chợt bình tĩnh lại, hầu như có không ít ánh mắt nhìn về phía bên kia. Thì ra có vài cậu bé nóng vội, sau khi đào được một mớ lạc thì khó dằn được tâm lý thèm ăn, thế nên đưa lạc ra sông rửa, phụ huynh nhìn thấy như vậy thì không khỏi hét lên. Khi tiếng hét vang lên, lại có vài vị phụ huynh chạy đến bên cạnh con mình. Đối với bọn họ thì con mình là bảo bối quan trọng nhất, cho dù chỉ là một chút nguy hiểm cũng không muốn con mình bị liên quan. Nước sông bây giờ rất ô nhiễm, các con cũng đừng rửa dưới sông, bố có đem theo nước khoáng, chúng ta dùng nước khoáng mà rửa. Con nên nhớ kỹ không nên dùng những loại nước khác lạ ở bên ngoài, các con không xem tivi sao. Bây giờ cá cũng đã bị nhiễm độc rồi. Nhớ kỹ lời nói của dì Trương, không nên lỗ mãng như vậy, đặc biệt là lúc này. Đám phụ huynh bắt đầu lên tiếng, bọn họ nhanh chóng vây quanh con cái của mình, có người lấy nước khoáng ra rửa lạc. Các anh là người thành phố cũng không nên nói lung tung, nước sông của chúng tôi ở đây cũng không ô nhiễm. Nếu không các anh lại mà xem, nước này mà ô nhiễm sao? Chủ nhân của mảnh vườn đứng bên cạnh một vị giáo viên sau khi nghe được lời nghị luận của đám gia trưởng thì không khỏi có chút mất hứng, hắn nhanh chóng dùng giọng nông thôn chất phác để bảo toàn sự tôn nghiêm của mình. Chú à, ngài có lẽ không hiểu, nước trong xanh cũng không nhất định là sạch. Tôi có xem qua một chương trình thời sự, nói là có một vài xí nghiệp lòng dạ hiểm độc cũng không phải xả ra nước thải ô nhiễm đục ngầu, nước bọn họ xả ra rất trong xanh, thế nhưng lại chứa nhiều kim loại nặng, căn bản là mắt thường khó nhìn thấy được. Một người đàn ông khá nho nhã khẽ nâng cặp kính của mình lên rồi cười ha hả nói với lão nông ở phía bên kia. Người đàn ông này vừa lên tiếng lại có người nối lời. Bây giờ phương diện nước uống an toàn thật sự rất quan trọng, tôi nghe nói có nhiều thành phần trí thức chỉ sử dụng nước khoáng trong sinh hoạt mà thôi. Tôi cũng không nói để cho bọn trẻ uống nước sông, tôi nói là nước này rất sạch, nếu không thì các anh nhìn mà xem. Lão nông nói rồi kéo người đàn ông đeo mắt kiếng đi về phía bờ sông. Người đàn ông đeo kính trẻ hơn lão nông kia khá nhiều, thế nhưng căn bản không có lực lượng mạnh mẽ, thế nên bất đắc dĩ bị kéo đến bờ sông. Chương 1696, 2, nói nguyên tắc mới bản đoàn kết. Một vài cô cậu học sinh và phụ huynh cũng vội vàng đi theo, bọn họ đi đến bên cạnh bờ sông, nhìn vào dòng nước đang chảy bên dưới, anh cũng tỏ ra không thể tin. Người đàn ông đeo kính khẽ dùng tay vốc nước lên người một chút, sau đó dùng giọng kinh ngạc nói, nước này thật sự rất tốt, rất thơm mát, căn bản không có ô nhiễm. Tôi nhớ năm vừa rồi có đi qua đây một lần. Khi đó ở ven đường đã ngửi được mùi khó chịu, sao bây giờ lại là như vậy? Một người đàn ông hơn 40 tuổi có thân hình lực lưỡng dùng giọng nghi hoặc nói. Đúng vậy, năm ngoái tôi về thăm quê có đi đến hồ nước trong thôn, định đi câu cá ôn lại cảm giác năm xưa, thế nhưng khi ra đến bờ hồ thì căn bản là hôi thối buồn nôn. Cũng không biết người trong thôn vì sao chịu được mùi khủng khiếp như thế. Có phải các anh thay đổi nguồn nước rồi không? Lão nông bị một đám người thành phố vây quanh không khỏi cười thêm rạng rỡ, lão cười đắc ý nói, chúng tôi cũng không đổi nguồn nước. Lão nông vừa nói vừa chỉ vào dòng nước đang chảy, các anh nhìn mà xem, không phải dòng sông đang chảy đó sao? Được rồi, chú à, chú cũng không nên che giấu như vậy, chú nói xem có chuyện gì xảy ra được không? Người đàn ông đeo kính lớn tiếng hỏi lão nông. Chuyện gì xảy ra sao? Sự việc thật ra rất đơn giản. Vào thời điểm tháng 6 thì huyện chúng tôi căn bản xử lý những nhà máy gây ô nhiễm, không cho bọn họ tiếp tục xả thải ra môi trường, thế nên nước của chúng tôi đẹp tốt hẳn lên. Lão nông nói đến đây thì dùng giọng cảm khái nói, trước kia tôi cũng không dám dùng nước sông để làm bất kỳ việc gì, thế nhưng dùng nước giếng rửa hoa màu lại tốn tiền, bây giờ chúng tôi dùng nước sông cho sinh hoạt, căn bản là giảm đi nhiều chi phí. Xem như lãnh đạo huyện các anh làm được chuyện tốt. Nếu huyện chúng tôi cũng làm được như vậy thì thật sự cảm ơn trời đất.
Người đàn ông vừa rồi nói về quê định đi câu cá không khỏi dùng giọng hâm mộ nói với lão nông. Người đàn ông này vừa nói xong thì chợt nghe một người đàn ông ăn mặc như cán bộ cơ quan nói, anh cũng đừng nên cảm khái, có lẽ một thời gian ngắn rồi anh chưa về nhà, bây giờ nếu anh về nhà, chưa nói đến những phương diện gì khác, muốn câu cá căn bản không còn gì là khó khăn. Thật vậy sao, người đàn ông muốn câu cá nhìn người đàn ông có dáng vẻ cán bộ cơ quan, thế là không khỏi có chút kích động. Tất nhiên, tôi còn nói đùa với anh sao? Người đàn ông kia nói bằng giọng điệu rất tự đắc, có lẽ gần đây anh không chú tâm xem xét báo chí, gần đây Chủ tịch Vương thúc đẩy công tác chú trọng môi trường trong tỉnh, tiến hành xử lý chỉnh đốn và cải cách cực kỳ nghiêm túc đối với những doanh nghiệp gây ô nhiễm. Tôi có xem qua chương trình thời sự, nghe nói có một khu công nghiệp ở thành phố Linh Long phải đóng cửa. Chủ tịch Vương thật sự là quá tốt, đã làm được việc tốt cho chúng ta. Đủ mọi âm thanh nghị luận vang lên. Vương Tử Quân vẫn đứng bên trên kia không đi xuống. Dù sao thì bây giờ nghe thấy người ta tán thưởng mình, hắn vẫn cảm thấy có chút sung sướng. Nếu như Chủ tịch Vương đến tỉnh Mật Đông chúng ta sớm hơn thì có phải tốt rồi không? Khi lão nông lên tiếng cảm khái thì vị cán bộ cơ quan khẽ thở dài một hơi, đáng tiếc là người tốt giống như không có được kết quả tốt, Chủ tịch Vương biết đâu sẽ rời khỏi Mật Đông. Người đàn ông này lên tiếng giống như ném một tảng đá lớn vào mặt hồ yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt tập trung lên người hắn. Anh đúng là, không biết thì đừng nên nói bậy bạ, cái gì mà Chủ tịch Vương rời khỏi Mật Đông. Chủ tịch Vương là người công tác tốt, tôi cảm thấy anh ấy nên ở Mật Đông thêm vài năm, như vậy Mật Đông mới có được phúc khí. Một người đàn ông trung niên có hơi béo lớn tiếng nói. Người này vừa lên tiếng thì có người tiếp lời, đúng vậy, người như Chủ tịch Vương nên công tác ở Mật Đông thêm vài năm nữa. Anh cũng đừng nói gở làm cho tâm tình mọi người không được tốt. Hi hi, các anh nghĩ rằng tôi không muốn để Chủ tịch Vương công tác ở Mật Đông thêm vài năm nữa sao? Thế nhưng có một số việc mà chúng ta căn bản không thể nào quyết định được. Các anh có lẽ còn không biết, tốc độ phát triển kinh tế nửa năm này của tỉnh Mật Đông chúng ta thật sự rất kém, chưa nói đến phương diện xếp hạng đầu trong nước, bây giờ có lẽ đã rơi xuống những vị trí cuối cùng. Thậm chí có một vài thành phố căn bản không có tăng trưởng. Người đàn ông này lên tiếng sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua những người đồng hành với mình, hắn lại nói tiếp, một người làm chủ tịch huyện có làm tốt công tác hay không, cần phải nhìn vào phương diện tăng trưởng kinh tế trong thời gian mình nhận chức. Tuy với cấp bậc của một người như Chủ tịch Vương thì ảnh hưởng là không quá lớn, thế nhưng cũng không phải không có ảnh hưởng. Chẳng lẽ Chủ tịch Vương thật sự phải đi sao? Người đàn ông đầu tiên đề xuất nghi vấn cũng không khỏi mở miệng hỏi. Tuy không thể khẳng định thế nhưng có 10 phần khả năng là như vậy. Tôi nghe trưởng ban của chúng tôi nói báo cáo thống kê năm nay đã được đưa đến cho Bí Thư Sầm, khi đó Bí Thư Sầm thật sự giận tím mặt. Người đàn ông cố ý giảm thấp âm thanh giống như sợ người khác nghe thấy được vậy. Vương Tử Quân nghe mọi người bàn luận thì tâm tình tốt đẹp đã tan biến. Hắn không tự chủ nhớ lại một sự việc mới phát sinh. Khi mà lý niệm của hai bên càng khác biệt, sự khác biệt giữa hai bên càng lúc càng lớn. Đặc biệt là sau khi một khu công nghiệp lớn ở thành phố Linh Long được coi là mảnh đất của Bí Thư Sầm Vật Cương bị cưỡng chế đóng cửa, Sầm Vật Cương càng ít trao đổi công tác với mình. Theo lời của Triệu Hiểu Bạch, vì mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt, thế cho nên công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Văn phòng tỉnh ủy cũng giống như có một hào sâu ngăn cách. Chỉ cần không có chuyện gì thì rất ít có nhân viên của hai đơn vị trò chuyện với nhau, hai người Trương Tề Bảo và Phương Anh Hồ là thư ký trưởng của hai đơn vị cũng ít khi nở nụ cười. Tôi nghe nói mối quan hệ giữa Chủ tịch Vương và Bí Thư Sầm căn bản là không tốt có phải không? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi khẽ hỏi. Không phải vậy đâu, tôi có xem qua chương trình thời sự về hội nghị cán bộ trong tỉnh, tôi thấy hai vị ấy đứng bên cạnh nhau rất vui vẻ. Đúng rồi. Tôi cũng thấy như vậy, người phụ nữ kia giống như không chuẩn bị sẵn sàng với những lời nghị luận như vậy, thế là lúc này người đàn ông đầu tiên lên tiếng bắt đầu đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, các anh thì biết gì. Có một số việc không nên nhìn vào vẻ bề ngoài, nói ra thì các anh cũng không tin, bây giờ Chủ tịch Vương và Bí Thư Sầm căn bản là rất ít khi nói chuyện với nhau. Tôi nghe một vị đồng sự công tác trong văn phòng tỉnh ủy nói, vì mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo khá căng thẳng. Thế cho nên hai khu văn phòng căn bản cũng ít trao đổi với nhau. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của người đàn ông kia, hắn thật sự không biết nên khóc hay cười.
Hắn và Sầm Vật Cương tuy ít trao đổi với nhau, thế nhưng hai người gặp mặt nhau lại nói không ít chuyện. Chương 1697, một sóng cuộn bờ cát. Vương Tử Quân tất nhiên không tham gia vào nhóm thảo luận này, hắn chậm rãi đi ra bờ sông, chợt thấy nhóm Tiểu Bảo Nhi đã đào được rất nhiều lạc. Giáo viên chủ nhiệm đã bổ nhiệm Tiểu Bảo Nhi làm lớp phó, tất nhiên cho thấy nó cũng có tài thống soái. Lúc này Tiểu Bảo Nhi đang dùng giọng ngay ngắn rõ ràng phân công, Trần Điền Thạc đi nhặt cành cây nhỏ, Cố Nhất Phàm theo mình đi đào lạc, còn Dương Y Y, cậu ra bờ sông rửa lạc. Chúng ta phân công hợp tác với nhau, cùng nhau luộc lạc. Gương mặt Tiểu Bảo Nhi dính không ít bụi đất, thế là gương mặt nhỏ nhắn giống như mặt mèo. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng buồn cười của con trai, thế là không nhịn được phải cười lên vui vẻ. Lúc này đám trẻ bên kia đang rất hào hứng, vài cậu bé nghịch ngợm còn nhảy cả vào trong dòng nước cạn, khoát nước chơi đùa với nhau. Anh xem, đám trẻ thật sự rất vui vẻ. Một người phụ nữ trẻ tuổi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân có quen biết cô giáo nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại dạy học cực kỳ chất lượng này, hắn không khỏi cười nói, cô giáo Trần, bọn trẻ này giống như bị nhốt vào lồng, bây giờ có hoạt động thì quá tốt, căn bản làm cho bọn trẻ thả lỏng một chút. Đúng vậy, tôi thấy bọn trẻ rất vui vẻ, thật sự muốn làm một thành viên gia nhập vào trong đó. Cô gái ô Trần nói đến đây thì nhìn thoáng qua đám trẻ và nước sông, thế là trầm giọng nói với Vương Tử Quân, có thể nhảy vào dòng sông sạch sẽ mát lạnh như vậy để vui đùa thì căn bản là một chuyện cực kỳ vui vẻ với lũ trẻ. Cô giáo Trần nói đến đây thì dùng giọng có chút không yên nói với Vương Tử Quân, những gì mà mọi người bên kia nói có phải là sự thật không? Cô giáo Trần biết thân phận của Vương Tử Quân, nàng là cô giáo của Tiểu Bảo Nhi, căn bản có tiếp xúc khá nhiều với gia đình của Vương Tử Quân. Nhưng căn bản là nàng thường hay tiếp xúc với vương phu nhân xinh đẹp mà ít nói kia thôi. Đây là lần thứ hai cô giáo Trần được gặp mặt Vương Tử Quân. Lần này nhà trường tổ chức cho học sinh cắm trại dã ngoại, cô giáo Trần nghĩ rằng người đến sẽ là vương phu nhân, thế nhưng lại không ngờ vị chủ tịch tỉnh thường được thấy trên chương trình thời sự lại tự mình đi đến. Khi nhìn thấy chủ tịch Vương thì cô giáo Trần rất kích động. Thế nhưng nghĩ rằng sau khi biết rõ đó là mệnh lệnh của Chủ tịch Vương với hiệu trưởng nhà trường, nàng không khỏi áp chế sự kích động của mình, lại nhanh chóng vùi đầu vào công tác. Giọng nói của hiệu trưởng giống như còn phảng phất bên tai nàng, yêu cầu duy nhất của Chủ tịch Vương chính là tạo ra hoàn cảnh phát triển tốt nhất cho bọn trẻ, vì vậy chúng ta nhất định phải đảm bảo sự phát triển của Tiểu Bảo Nhi không bị những nhân tố khác quấy nhiễu. Chỉ như thế mới có thể làm cho Chủ tịch Vương có thời gian toàn tâm toàn ý lo cho công tác. Khi nhóm phụ huynh bên kia bàn về phương diện dòng sông ô nhiễm, cô giáo Trần không khỏi đặt ánh mắt lên người Vương Tử Quân. Nàng chợt sinh ra một ý nghĩ vớ vẩn, đó chính là nếu cho đám người kia biết Chủ tịch Vương đang ở nơi này, như vậy bọn họ sẽ nghĩ gì? Nhưng khi cô giáo Trần nghe đám người bên kia khen thưởng những thành tích mà Chủ tịch Vương đạt được, nàng cảm thấy rất vui, chẳng qua sau đó sự việc có chút biến hóa, Chủ tịch Vương sẽ rời Mật Đông thật sao? Tuy cô giáo Trần không có nhiều tiếp xúc với Vương Tử Quân, thế nhưng nàng lại cảm nhận được sự biến đổi của tỉnh Mật Đông, đặc biệt là phương diện dạy học. Khi thành phố rừng mật xây dựng thêm vài chục ngôi trường, lúc này vấn đề nhập học của con em lao động đến từ bên ngoài đã được giải quyết triệt để, thành tích có được càng nhận được những lời khen ngợi từ xã hội. Trong mắt giáo viên Trần thì Vương Tử Quân căn bản là một vị lãnh đạo cực kỳ hợp cách. Nhưng một vị lãnh đạo như vậy phải ảm đạm rời đi. Điều này làm cho nàng sinh ra cảm giác phải bênh vực kẻ yếu. Vì vậy nàng cũng không quan tâm đến lệnh cấm trò chuyện với Chủ tịch Vương, lúc này dũng cảm tiến lên trò chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng quan tâm của giáo viên Trần, hắn cười cười nói, không có việc gì. Không có việc gì thì tốt quá. Cô giáo Trần nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm thấy trái tim của mình gia tốc. Vừa rồi nàng hỏi Vương Tử Quân chỉ là dũng khí nhất thời, bây giờ nàng lại cảm nhận được sự uy nghiêm của Vương Tử Quân. Thế nên sau khi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân thì nàng trầm giọng nói, tôi đi trước đây. Cô giáo Trần nói xong thì nhanh chóng đi về phía đám trẻ. Vương Tử Quân nhìn cô giáo Trần bỏ đi, hắn khẽ cười. Khi hắn chuẩn bị quay đầu nhìn nhóm Tiểu Bảo Nhi đang hoạt động, chợt nghe thấy có tiếng bước chân vang lên. Mặc kệ bên ngoài nói như thế này. Tôi cảm thấy ngài căn bản là một người cực kỳ có năng lực, có khả năng và công tác hiện thực. Tuy sự ủng hộ của tôi với ngài căn bản là không có ý nghĩa,
thế nhưng tôi muốn nói cho ngài biết, tôi đại biểu cho quần chúng cơ sở ở Mật Đông, chúng tôi giúp đỡ ủng hộ ngài. Cô giáo Trần nói xong thì đỏ mặt, giọng điệu rất nhanh, nói xong thì hô hấp cũng trở nên dồn dập. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của giáo viên Trần, hắn không khỏi có chút kích động. Mặc dù sự ủng hộ của nàng với hắn là không có ý nghĩa, thế nhưng hắn nghe lại không khỏi cảm thấy kích động. Vương Tử Quân khẽ vươn tay với cô giáo Trần rồi trầm giọng nói cảm ơn. Cô giáo Trần cắn răng, cuối cùng đưa tay bắt tay Vương Tử Quân. Khoảnh khắc khi bắt tay Vương Tử Quân, nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Vương Tử Quân nhìn cô giáo Trần đi qua đi lại giống như bướm vườn quanh hoa, hắn không khỏi nở nụ cười. Tuy thế cục biến hóa không thoải mái đơn giản như những gì hắn nói, thế nhưng sự ủng hộ của một giáo viên trẻ cũng không khỏi làm cho ý chí chiến đấu của hắn tăng lên vài phần. Gió khẽ thổi, Vương Tử Quân nhìn đám phụ huynh đang trò chuyện với nhau bên bờ sông, thế là không khỏi cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Tuy cách làm của hắn đã phát sinh hiệu quả bắn ngược, thế nhưng hắn cảm thấy tất cả là đáng giá. Bố, giúp con đào bếp với, bạn học của con chỉ có mẹ đến tham gia, thế nên lao động chính là ngài. Tiểu Bảo Nhi dùng hai bàn tay đầy bùn đất khoát lên tay Vương Tử Quân, giọng nói lại có vài phần làm nũng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi, hắn không nhịn được muốn xoa mũi con vài cái, thế nhưng cuối cùng lại bỏ qua ý nghĩ này. Hắn cười cười với Tiểu Bảo Nhi, sau đó nhanh chóng đi về phía vị trí mà Tiểu Bảo Nhi đã chọn làm nơi đặt bếp. Tiểu Bảo Nhi, bố nói cho con biết, bố là người làm bếp rất tốt. Cũng không phải là bố khoe khoang, thế nhưng năm xưa khi còn ở dưới nông thôn thì bố cũng đã nhiều lần đắp bếp rồi. Chương 1697, 2, sóng cuộn bờ cát. Tiếng cười vui sướng vang lên ở vùng ngoại thành. Lúc này trong biệt thự số 1 ở khách sạn Thịnh Thế thành phố Rừng Mật, trong khu biệt thự cực kỳ bí ẩn đối với người ngoài, Sầm Vật Cương đang âm trầm nhìn báo cáo trong tay, đối diện với lão chính là thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy. Phương Anh Hồ bình thường đều ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, thế nhưng hôm nay khi đưa báo cáo kia cho Sầm Vật Cương, hắn cũng chỉ có thể thức thời đứng đối diện với lãnh đạo. Hắn biết rõ lúc này bí thư Sầm nổi giận nhưng không phát ra. Nhưng nếu chỉ cần phát giận thì rõ ràng là mạnh mẽ như sấm sét. Bốp, Sầm Vật Cương ném báo cáo lên mặt bàn, sau đó đứng lên khỏi ghế salon, giống như đang chống cự lại điều gì đó, lại đi tới đi lui trong phòng. Sau khi đi lại vài lượt thì lão mới nói với Phương Anh Hồ, thư ký trưởng Anh Hồ, các lãnh đạo chủ yếu đã xem qua văn kiện này chưa? Bí thư Sầm, văn phòng đã phân phát văn kiện này cho những người tương quan rồi. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt tái nhợt của Sầm Vật Cương rồi dùng giọng chú ý nói. Những lãnh đạo khác nói như thế nào? Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ rồi lạnh lùng hỏi. Phương Anh Hồ do dự giây lát, sau đó mới dùng giọng thành thật nói, còn chưa có phản ứng. Sầm Vật Cương cũng không nói gì thêm, thật ra khi hỏi câu này thì lão đã có được đáp án. Mặc dù bây giờ tốc độ phát triển và sản lượng kinh tế của tỉnh Mật Đông căn bản đã trượt đi với biên độ rất lớn. Thế nhưng người nắm công tác kinh tế là Vương Tử Quân. Nguyên nhân tạo nên kết quả này chính là Vương Tử Quân cho ra yêu cầu quá nghiêm đối với phương diện môi trường. Lúc này không nói đến phương diện thu hút được bao nhiêu đầu tư, rất nhiều xí nghiệp đặt bản doanh ở Mật Đông căn bản vì không đạt được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Sau khi tính toán chi phí xử lý chất thải, căn bản phải cho ra quyết đoán rời khỏi Mật Đông. Trong số đó có một xí nghiệp đầu tư vài tỷ. Trước kia vì muốn giữ xí nghiệp này lại mà Sầm Vật Cương đã phải ra mặt làm vài phần công tác. Thế nhưng cuối cùng xí nghiệp này vẫn phải rời đi, điều này làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, căn bản càng thêm khó chịu vì ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hừ hừ, đều là người tốt, xem ra chỉ có mình tôi làm người xấu thôi. Sầm Vật Cương nói một câu oán hận, sau đó nói với Phương Anh Hồ, anh gọi điện thoại cho Đồ Phấn Đấu. Hỏi xem vì sao thành phố Linh Long lại xuất hiện tình huống này, để cho anh ấy viết báo cáo đưa cho tôi. Phương Anh Hồ có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng có phản ứng. Sầm Vật Cương cũng không phải không hiểu rõ vì sao tình hình phát triển kinh tế của Linh Long chậm lại, nguyên nhân chủ yếu của những lời nói kia chính nằm ở 6 chữ viết và báo cáo cho tôi. Bí thư Sầm, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho anh ấy. Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại một mình Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương ngồi trên ghế salon, lão nhìn danh sách trong báo cáo, cảm giác phẫn nộ dần giảm xuống.
Sầm Vật Cương căn bản có chút kỳ quái vì chính mình lại phải áp chế cơn giận như vậy, nhưng sau đó cảm giác kỳ quái lại biến thành bình thường. Lão cảm thấy sở sự kiện này mình không nên phẫn nộ, thậm chí có thể nói lão loáng thoáng cảm thấy vui vẻ. Dù sao thì bản báo cáo kia cũng là một cơ hội đáng chờ mong, bây giờ thời cơ đã đến, bản báo cáo này là vũ khí cực kỳ sắc bén để lão tấn công người kia. Rốt cuộc vẫn là cán bộ thanh niên, có nhiều thứ vĩnh viễn không thể nào lắng đọng được. Nóng vội thì cho ra quyết sách sáo. Bây giờ thì tốt lắm, anh áp đặt căn bản là sảng khoái, thế nhưng anh cũng nên là người giải quyết di chứng của nó đi. Biết đâu sẽ có thể làm người tên kia phải cất bước. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi khẽ lẩm bẩm, nếu đuổi Vương Tử Quân ra khỏi Mật Đông, đây là quyết tâm lớn của Sầm Vật Cương, tuy người ta có năng lực công tác cực mạnh, thế nhưng lão tuyệt đối không cho phép quan trường Mật Đông có hai âm thanh lớn cùng tồn tại. Tin tưởng sau khi ăn quả đắng này thì tên kia phải tỉnh táo lại. Thanh niên cần phải học tập bổ khuyết thiếu sót, chẳng lẽ bất kỳ quá trình phát triển nào cũng là sóng cuộn bờ cát sao? Chủ tịch, đây là điều tra về nguồn nước của tỉnh Mật Đông trong khoảng thời gian gần nhất, mời ngài xem qua. Hà Kiến Trương ngồi đối diện với Vương Tử Quân, sau đó vui vẻ đưa một phần văn kiện cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận nhìn thoáng qua, những ngày qua hắn đã học được khá nhiều tri thức về thủy lợi, thế nên nhìn vào văn kiện này có thể hiểu được vài phần. Sau khi nhìn báo cáo về chất lượng nguồn nước, hắn cười cười nói, Chủ tịch Kiến Trương, nhìn vào bản báo cáo này có thể thấy được công tác của chúng ta rất hiệu quả. Đúng vậy, thành tích rõ rệt. Hà Kiến Trương chỉ vào nội dung báo cáo rồi nói, Chủ tịch, mời ngài nhìn vào dòng cuối cùng, lúc này chất lượng nguồn nước ở tỉnh Mật Đông căn bản là tốt hơn cũng không phải chỉ là một nửa mà thôi. Vương Tử Quân đặt văn kiện lên mặt bàn rồi khẽ nói, khi được nhìn thấy văn kiện này, tôi cảm thấy công tác của chúng ta trong năm nay là không uổng chút nào. Hà Kiến Trương nhìn bộ dạng thản nhiên của Vương Tử Quân, trong lòng có chút ảm đạm. Lần này hắn có mang theo hai văn kiện, đây chỉ là một trong số đó, một phần văn kiện khác chính là danh sách sắp xếp kinh tế mà hôm qua hắn đi họp và nhận được. Mặc dù phần danh sách kia chưa chính thức được truyền xuống, thế nhưng tính quyền uy của nó là cực kỳ chân thật đáng tin. Hắn nghĩ đến phương diện lần này mình đi họp và có người chỉ trích tình hình kinh tế của tỉnh Mật Đông, thế là không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. Tốc độ phát triển kinh tế chính là một trong những phương diện biểu hiện rõ ràng nhất thành tích của một ban ngành, trong chuyện này người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Vương Tử Quân. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, là người nắm phương diện kinh tế. Chủ tịch Hà, lần này hội nghị kinh tế được tổ chức thế nào? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ hỏi Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương không biết nên mở miệng thế nào. Lúc này nghe Vương Tử Quân hỏi thì không khỏi thở dài một hơi. Hắn đưa một phần văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch, mời anh xem qua cái này. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện rồi đưa mắt xem xét. Mặc dù văn kiện này không đánh số thứ tự thế nhưng nó lại là một sắp xếp khi căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của các địa phương, Mật Đông khoảng thời gian trước có vượt lên, thế nhưng bây giờ lại nằm ở cuối bảng. Hà Kiến Trương không lên tiếng. Hắn chờ Vương Tử Quân mở miệng. Mặc dù hắn thấy Vương Tử Quân một năm qua có nhiều công tác, thế nhưng bây giờ tình hình kinh tế Mật Đông quá kém, căn bản là nguy cơ lớn nhất của Vương Tử Quân. Chương 1698, khó thể hát khúc tương đồng. Trong đầu Hà Kiến Trương lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi nghĩ đến bí thư Sầm Vật Cương. Những ngày qua bí thư Sầm căn bản không can thiệp vào công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù là một vài phương diện Sầm Vật Cương không đồng ý cũng được giải quyết với xu thế nhượng bộ. Đây không phải là tính cách của Sầm Vật Cương. Hà Kiến Trương là người có quan hệ nhiều năm với Sầm Vật Cương, biết rõ Sầm Vật Cương là người ngay thẳng, thế nhưng phương diện công tác lại không nhân từ nương tay. Thế nên bây giờ chỉ cần chú tâm quan sát sẽ thấy được hương vị khác thường. Sầm Vật Cương căn bản có chính kiến bất đồng với Vương Tử Quân, lại đang khống chế được tính tình của mình. Biết đâu đây là một ám hiệu về tầm quan trọng của phương diện phát triển kinh tế, đang hy vọng không muốn đấu đá với Vương Tử Quân quá kịch liệt, hy vọng hai bên có thể hòa hợp, có thể cùng nhau làm tốt công tác của tỉnh Mật Đông. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là không chịu nghe, mặc dù những phương diện khác tỏ ra cực kỳ tôn trọng ý kiến của Sầm Vật Cương, thế nhưng ở phương diện duy trì và phát triển kinh tế lại cứ đi vào trong con đường đen tối.
Lúc đầu Hà Kiến Trương cho rằng biết đâu Sầm Vật Cương đã nghĩ thông. Thế nhưng bây giờ hắn đã bừng tỉnh và hiểu ra vấn đề, Sầm Vật Cương sở dĩ nhượng bộ cũng là chuẩn bị cho tình hình hôm nay. Căn bản là có nhiều thiệt hại hơn so với những gì tôi nghĩ. Vương Tử Quân buông văn kiện kia ra rồi nở nụ cười, gương mặt không có chút biến đổi nào. Hà Kiến Trương nhìn gương mặt ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân, thế là tâm tư có chút di động chợt trở nên thoải mái hơn. Hắn là người đi lên từ cơ sở đến vị trí hiện tại, dù là phương diện năng lực hay ý chí cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Nhưng không biết từ khi nào mà hắn lại cảm thấy mình có chút cảm giác dựa dẫm vào vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi này. Nói trắng ra thì cho dù lý trí của Hà Kiến Trương có chút hoài nghi, thế nhưng phương diện tinh thần thì lại cực kỳ cảm thấy an ổn. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy bí thư Sầm chỉ sợ sẽ không hài lòng với công tác của chúng ta. Năm ngoái kinh tế của Mật Đông tuy không thể vươn lên hàng đầu nhưng cũng ở nhóm thứ hai, bây giờ chúng ta lại bị chính tỉnh Tang Đức vứt bỏ ra tận đằng sau. Hà Kiến Trương nói rồi chỉ vào danh sách các địa phương trong văn kiện. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu được ý nghĩ của Hà Kiến Trương. Trước nay Mật Đông căn bản có cạnh tranh dữ dội với tỉnh hàng xóm của mình là Tang Đức, không những ở phương diện kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, cho dù là nhiều phương diện khác thì hai bên cũng cạnh tranh nhau khá gay gắt. Ví dụ như trước kia Mật Đông mở một hội chợ văn hóa dân tộc, sau đó không bao lâu Tang Đức cũng tổ chức một hội chợ tương tự, thậm chí cán bộ hai tỉnh gặp mặt nhau chỉ cần nói vài ba câu là dễ nổi nóng. Trước khi Vương Tử Quân chưa đến tỉnh Mật Đông, khi đó tình hình phát triển kinh tế của Mật Đông rất mạnh mẽ, vượt qua Tang Đức. Bây giờ Vương Tử Quân tiến hành chỉnh đốn các xí nghiệp gây ô nhiễm, rất nhiều xí nghiệp rời khỏi Mật Đông chạy sang Tang Đức. Tình huống này làm cho tỉnh Tang Đức có dấu hiệu phát triển khá mạnh. Dấu hiệu này của tỉnh Tang Đức sắp được người ta lấy làm lý do công kích Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói, chúng ta đang điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, vì vậy cần phải chuẩn bị đón nhận tình huống đau bụng âm ỉ. Chỉ khi nào chỉnh đốn tốt các xí nghiệp không hợp cách, như vậy mới có cơ sở phát triển vào thời điểm tiếp theo, tôi tràn đầy niềm tin với điều này. Hà Kiến Trương nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà chợt sinh ra xúc động muốn khóc. Từ trong tiếp xúc với Vương Tử Quân thì hắn biết Chủ tịch Vương không phải là người cổ hủ, thậm chí ở rất nhiều vấn đề hắn cảm thấy Vương Tử Quân hiểu rõ ràng hơn cả mình. Hà Kiến Trương có niềm tin với phương diện Vương Tử Quân dẫn dắt Mật Đông trong tương lai, thế nhưng mấu chốt là bây giờ với thế cục phát triển kinh tế của tỉnh, còn có cho hắn cơ hội chờ đến tương lai hay không? Bí thư Sầm sẽ cho mình cơ hội này sao? Khi Hà Kiến Trương chuẩn bị nói vài lời thật lòng với Vương Tử Quân, lúc này tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vương Tử Quân nói một câu mời và yêu, chợt thấy thư ký trưởng Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch cùng nhau đi vào. Hai người Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch đầu tiên gật đầu chào hỏi Hà Kiến Trương, sau đó Trương Tề Bảo đưa một văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, vừa rồi phía văn phòng tỉnh ủy có đưa đến một văn kiện, trưa mai sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, đây là nội dung cần thảo luận. Đối với một tỉnh có vài chục triệu dân như Mật Đông, mỗi lần tổ chức hội nghị thường ủy đều có một nhóm lớn nội dung cần thảo luận. Nhưng hôm nay nội dung của nó khá đơn độc, trên một tờ giấy mỏng chỉ có vài vấn đề mà thôi. Trong đó phương diện quan trọng nhất, làm cho người ta phải chú ý nhất chính là khu công nghiệp Phi Tường. Khu công nghiệp Phi Tường chính là một hạng mục mà 3 tháng trước Vương Tử Quân yêu cầu phải đóng cửa, vì khu công nghiệp này căn bản không đảm bảo được phương diện bảo vệ môi trường, không vượt qua kiểm tra về chất lượng nguồn nước thải, thế cho nên bị Vương Tử Quân yêu cầu đóng cửa chỉnh đốn và cải cách. Lúc này 3 tháng trôi qua, khu công nghiệp Phi Tường căn bản không có được bất kỳ hiệu quả rõ ràng nào. Dựa theo báo cáo của Lôi Yên Hồng vài ngày trước, Vương Tử Quân cảm thấy nếu muốn mở cửa khu công nghiệp này thì cần phải cho thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương căn bản lại đặt khu công nghiệp nào vào trong những vấn đề cần thảo luận không nhiều lắm lần này của hội nghị thường ủy, đã nói rõ Sầm Vật Cương đang chuẩn bị ra tay. Vương Tử Quân khẽ cười. Hắn đưa tờ giấy mỏng trong tay cho Hà Kiến Trương. Nãy giờ Hà Kiến Trương luôn quan sát gương mặt Vương Tử Quân, khi thấy vẻ mặt của Vương Tử Quân có chút ngưng trọng, hắn chợt sinh ra cảm giác nội dung của tờ giấy kia sẽ rất quan trọng. Khi hắn tiếp nhận tờ giấy trong tay của Vương Tử Quân, hắn cũng cảm thấy có vài phần kinh hoàng. Vương Tử Quân là người yêu cầu khu công nghiệp Phi Tường dừng hoạt động, bây giờ quá trình chỉnh đốn cải cách còn chưa có được hiệu quả, nếu như tiếp tục mở cửa khu công nghiệp,
như vậy sẽ là một hành động chối bỏ công tác của Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân phản đối, như vậy. Hà Kiến Trương nghĩ đến phần văn kiện mà hôm qua mình lấy được khi đi họp hội nghị kinh vừa mới đưa cho Vương Tử Quân, vẻ mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn cảm nhận được ý nghĩ hội nghị thường ủy hôm nay của Sầm Vật Cương, rõ ràng là người ta muốn tung ra một chiêu chết người cho Vương Tử Quân. Nếu như Vương Tử Quân phản đối, như vậy chờ đợi hắn sẽ chính là đòn phản kích liên quan đến tình hình trượt dốc phát triển kinh tế của Mật Đông, nếu như Vương Tử Quân không phản đối, như vậy uy vọng của Vương Tử Quân sẽ bị đả kích không nhỏ. Trong đầu Hà Kiến Trương lóe lên vài ý nghĩ, một ý nghĩ chủ đạo chợt xâm chiếm cả đầu óc. Hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, lát nữa tôi sẽ gọi Hạ Thành Nhâm đến, để cho bọn họ cho ra một báo cáo về tình hình của khu công nghiệp Phi Tường. Trương Tề Bảo đứng sau lưng của Hà Kiến Trương, sau khi nghe câu nói của Hà Kiến Trương thì không khỏi chớp mắt. Hắn là người có kinh nghiệm công tác phong phú, khi thấy tình hình là như thế này thì cũng không khỏi nghĩ đến vài phương pháp, thế nhưng có lợi nhất chính là yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường cho ra báo cáo về tình hình của khu công nghiệp Phi Tường. Nhân tuyển tốt nhất ra mặt để Sở Tài nguyên Môi trường viết báo cáo chính là Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Trương. Dù sao thì hai người đều có kinh nghiệm công tác lâu năm, Hạ Thành Nhâm sẽ không dám phản đối chỉ thị của Hà Kiến Trương. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Trương Tề Bảo liều lĩnh ở lại khi Vương Tử Quân đang bàn việc với Hà Kiến Trương. Tuy chút thủ đoạn này của Trương Tề Bảo căn bản không lừa gạt được Hà Kiến Trương, thế nhưng vì Chủ tịch Vương mà hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Cho dù Hà Kiến Trương căn bản sẽ ghi nhớ món nợ này với mình, thế nhưng Trương Tề Bảo vẫn hiểu nó có giá trị. Không có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân thì không có Trương Tề Bảo ngày hôm nay, Trương Tề Bảo hiểu rất rõ điều này. Hai ngày trước Sở Tài nguyên Môi trường có cho ra báo cáo, bây giờ cũng không cần phải làm phiền bọn họ. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói với Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, sự việc đã đến nước này thì rõ ràng đây là thời điểm mấu chốt, chúng ta đã làm thì lúc này phải đề cao tinh thần, căn bản không nên bỏ lỡ giữa chừng. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn thế nhưng lại tràn đầy kiên định. Hà Kiến Trương nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cười nói, trước nay tôi đều theo sát tiến độ của Chủ tịch Vương, bây giờ cũng là như vậy. Tiếng cười của hai người vang vọng trong phòng, Triệu Hiểu Bạch nghe tiếng cười của hai người mà không khỏi sinh ra cảm giác cay mũi. Tuy bây giờ hắn vẫn là mộ thư ký không hợp cách trong mắt Sượng Kim Chính Thiện, thế nhưng sau khi trải qua nhiều sự việc, lúc này hắn đã nhìn thấy được rất nhiều chuyện. Triệu Hiểu Bạch thấy rõ nguy cơ gần nhất của Chủ tịch Vương. Hắn là thư ký của Chủ tịch Vương, hắn căn bản hiểu rất rõ Chủ tịch Vương đã bỏ ra rất nhiều tinh lực và tâm huyết ở phương diện cải tạo chỉnh đốn các xí nghiệp gây ô nhiễm trong tỉnh. Mỗi khi Chủ nhật hắn đi dạo với bạn gái ở bên bờ sông, hắn nghe mọi người cười nói thoải mái, hắn cảm thấy mình thật sự rất tự hào. Nhưng sự việc sao lại phát triển đến mức này? Chỉ mong tất cả đều tốt, như vậy mới là phúc của Mật Đông. Chương 1699, một hứa hẹn có thể tốt. Khi xe dừng lại bên ngoài biệt thự thì đã hơn 9 giờ tối. Mặc dù mỗi ngày Vương Tử Quân đều luôn muốn về nhà sớm một chút, thế nhưng căn bản là có quá nhiều chuyện, thế cho nên không thể nào thoát thân được. Tử Quân, vừa rồi bố có gọi điện thoại đến, nói là khi nào anh về thì gọi điện thoại trả lời. Khi Vương Tử Quân vừa mới buông cặp văn kiện trong tay xuống, Mạc Tiểu Bắc đã khẽ đi đến nói. Tuy vẻ mặt Mạc Tiểu Bắc vẫn như thường, thế nhưng Vương Tử Quân lại thấy nàng có chút lo lắng. Vẻ mặt này của Mạc Tiểu Bắc làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không đành lòng, hắn không muốn mang chuyện công tác về nhà, cũng không muốn để cho Mạc Tiểu Bắc phải lo lắng vì mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt điều tra của Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi cười ôm lấy nàng rồi nói, không có chuyện gì cả. Mạc Tiểu Bắc những ngày qua tuy đã thích ứng với công tác làm phó giám đốc thư viện, thế nhưng cũng không phải là người bế tắc tin tức. Rất nhiều chuyện nàng thông qua con đường tin tức riêng của mình mà biết được khá rõ ràng. Anh không nên quá miễn cưỡng chính mình, nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì chúng ta cứ mặc kệ, hưởng thụ cuộc sống của mình là được. Mạc Tiểu Bắc cắn môi rồi nói với Vương Tử Quân. Trong nhà này Mạc Tiểu Bắc rất ít khi phát biểu ý kiến của mình. Thế nhưng mỗi lần lên tiếng đều làm cho Vương Tử Quân không thể coi thường. Sau khi nghe xong lời nói của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân biết rõ đây không phải là câu nói tùy tiện của nàng, là ý nghĩ thật sự của vợ mình. Không cần miễn cưỡng chính mình, Vương Tử Quân suy nghĩ về 6 chữ này,
sau đó hắn ôm nàng vào lòng rồi nói, yên tâm đi, anh không sao. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu, sau đó cũng không lên tiếng. Vương Tử Quân biết rõ Mạc Tiểu Bắc không hài lòng với câu trả lời của mình, thế là hắn vội vàng cười nói, được rồi, đừng như vậy nữa, nếu thật sự không làm được, anh sẽ lui ra. Vợ của anh là người có tiền, sau này coi như anh là người không làm gì ăn cơm chùa. Muốn ăn cơm chùa thì đi mà tìm Hồng Cẩm, chị ấy có cơm chùa cho anh ăn. Mạc Tiểu Bắc không biết vì sao lại hờn dỗi nói ra một câu như vậy rồi quay đầu bỏ đi. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn không tiện mở miệng an ủi. Lúc này nếu hắn nói trái nói phải thì cũng không sợ, chỉ là có chút chột dạ. Mạc Tiểu Bắc là người cực kỳ thông minh, sao nàng không cảm giác được sự tồn tại của Tần Hồng Cẩm. Vương Tử Quân luôn cẩn thận nắm giữ phần nhân tình này, cũng không muốn làm tổn thương Mạc Tiểu Bắc, cũng không muốn làm tổn thương Tần Hồng Cẩm, thực tế thì chút cân đối ấy cũng khó thể đảm bảo được. Bố gọi điện thoại cho con có chuyện gì không? Vương Tử Quân tranh thủ chuyển chủ đề. Mạc Tiểu Bắc là người căn bản thông minh không kém Vương Tử Quân, vì vậy khi nhìn gương mặt bối rối của chồng, nàng cũng không muốn dây dưa chuyện này, cho hắn đầy đủ thể diện, cũng không có gì, thế nhưng nó có liên quan đến tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cất bước định đi lên lầu, thế nhưng mới đi được hai bước thì dừng lại hỏi Tiểu Bảo Nhi đâu rồi? Nó đi ngủ rồi à? Vừa mới đi ngủ, anh cũng nên cho nó ngủ một giấc thoải mái, hôm nay đã bận rộn một ngày rồi. Mạc Tiểu Bắc nói rồi tiếp tục mở miệng, anh uống trà hay cà phê? Vương Tử Quân thích dùng trà, thế nhưng hôm nay lại có chút do dự, anh và em uống chút cà phê cũng được. Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của mình, hắn cũng không lập tức gọi điện thoại cho bố mình mà rơi vào suy tư. Khi công tác thì Vương Quang Vinh luôn là người tuân thủ kỷ luật, bình thường gọi điện thoại chủ yếu nói về chuyện gia đình, những tình huống đặc biệt yêu cầu mình gọi điện thoại trả lời như thế này là rất ít khi xảy ra. Tuy Vương Tử Quân còn chưa gọi điện thoại đi, thế nhưng hắn đã hiểu vì sao bố lại gọi điện thoại cho mình. Hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ sau 2 tiếng chuông thì có người bắt máy. Sau khi nghe được giọng nói của con trai thì giọng điệu của Triệu Tuyết Hoa có chút kích động, Tử Quân, con đang bận rộn gì vậy? Tiểu Bảo Nhi đâu? Vương Tử Quân nghe được những lời này của mẹ thì có chút áy náy, giống như đã lâu rồi hắn chưa đặc biệt gọi điện thoại cho mẹ. Hắn tranh thủ thời gian nói, mẹ, con vẫn khỏe, Tiểu Bảo Nhi hôm nay chơi đùa mệt mỏi nên đi ngủ rồi, mẹ đang làm gì đấy? Mẹ còn làm gì nữa, mẹ là người đã về hưu, nhiều nhất là chỉ đi nhảy rồi đánh cầu lông mà thôi. Triệu Tuyết Hoa căn bản không biết rõ chuyện Vương Quang Vinh yêu cầu Vương Tử Quân gọi điện thoại lại, thế là liên tục nhắc đến cháu nội Tiểu Bảo Nhi, giọng điệu rất vui vẻ. Vương Tử Quân cười cười nói, mẹ, bây giờ cuộc sống của con người quá thoải mái tốt đẹp nhưng sức khỏe lại giảm xuống, mẹ nên tăng cường tập luyện, đánh cầu lông hoặc là khiêu vũ cũng rất tốt. Đúng vậy. Bây giờ mẹ còn là đội trưởng nữa đấy nhé. À, đúng rồi, chúng tôi còn định tổ chức một hoạt động diễn xuất, đến khi đó nếu con có thời gian thì đưa Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đến xem. Triệu Tuyết Hoa nói đến Tiểu Bảo Nhi thì lại tiếp tục lên tiếng, mẹ nghe nói 2 ngày qua Tiểu Bảo Nhi ra ngoại thành làm nông thì phải. Không phải làm nông, là nhà trường tổ chức đi cắm trại dã ngoại, rất tốt. Vương Tử Quân biết rõ mẹ là một người cực kỳ quan tâm đến Tiểu Bảo Nhi. Thế là không khỏi vội vàng giải thích. Ôi, con xem cháu của mẹ chỉ có cánh tay nhỏ nhắn như vậy, có thể chịu được việc nhà nông không? Con là chủ tịch tỉnh, chút việc nhỏ đó của con mà không giải quyết được sao? Con nên chịu khó liên hệ với giáo viên của nhà trường là được. Triệu Tuyết Hoa vừa nghe thấy vậy đã tỏ ra không vui. Vương Tử Quân nghe lời phàn nàn của mẹ mà không khỏi buồn cười. Trong mắt Vương Tử Quân thì con trai của mình cũng không phải là cánh tay nhỏ nhắn như lời của mẹ, thế nhưng hắn cũng không muốn làm phật ý mẹ, thế nên chỉ mỉm cười đồng ý. Sau một lúc buôn chuyện thì Vương Tử Quân mới hỏi, bố con đâu rồi? Bố của con đang xem văn kiện trong phòng, chờ chút, mẹ đi gọi ông ấy. Triệu Tuyết Hoa nói rồi buông điện thoại. Ngay sau đó trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ổn của Vương Quang Vinh, Tử Quân sao? Vâng, là con. Công tác căn bản là không thể nào làm hết được, ngài về nhà cũng nên dành chút thời gian trò chuyện và xem TV với mẹ. Vương Tử Quân biết rõ bố mình ở trước mặt người ngoài thì luôn bày ra bộ dạng tinh thần sáng láng cực kỳ phấn chấn,
thế nhưng năm tháng cũng không bỏ qua cho người nào, lúc này Vương Quang Vinh đã hơn 60, căn bản là không còn như năm xưa. Được rồi, tôi biết rồi. Vương Quang Vinh có chút qua loa cho xong với lời khuyên bảo của Vương Tử Quân. Khi con người đến một độ tuổi nhất định thì luôn có một số việc đặc biệt cố chấp. Vương Tử Quân cảm thấy bố mình không vui, thế nên nhanh chóng thu những sự quan tâm này lại. Hắn cười hàn huyên hai câu với Vương Quang Vinh, sau đó chợt nghe Vương Quang Vinh nói, Tử Quân, Mật Đông có chuyện gì xảy ra vậy? Chương 1699, 2, hứa hẹn có thể tốt. Tuy Vương Quang Vinh không hỏi rõ ràng thế nhưng Vương Tử Quân hiểu bố mình đang muốn hỏi điều gì. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói rõ tình huống ở Mật Đông một lượt. Vương Quang Vinh nghe con trai giới thiệu mà tâm tình treo lên cao đã thoải mái hơn, nhưng dù thế nào cũng thấy con trai làm việc có chút lỗ mãng. Dù sao bây giờ tốc độ phát triển kinh tế và GDP căn bản là một chỉ tiêu để đánh giá năng lực của cán bộ, bây giờ Vương Tử Quân cho ra hành vi như vậy, lúc đầu không những không có được thành tích, còn bị người ta nắm lấy đằng chui. Tử Quân, có lãnh đạo có cái nhìn về tình hình phát triển kinh tế của Mật Đông, đồng thời sự việc còn được phản ánh đến tai Bí Thư Lâm. Vương Quang Vinh nói rất chậm, giống như đang có gì đó rất châm trước. Tuy cũng không nói gì về con, thế nhưng lại quy kết trách nhiệm lên người con. Đồng thời có vài ban ngành phân công kinh tế có nói vì sự kéo chân của tỉnh Mật Đông, thế cho nên tăng trưởng kinh tế của cả năm căn bản không thể tiến lên một nấc mới được. Vương Tử Quân không nói gì, tuy Vương Quang Vinh nói không quá mức, thế nhưng lại cho thấy sự coi trọng. Nhất định là có người không thể không coi trọng tiến lên phản ánh. Hèn gì mà bố phải gọi điện thoại cho mình, biết đâu cuộc điện thoại này là có Bí Thư Lâm bày mưu đặt kế. Bố, con cảm thấy triển khai mở rộng công tác ở Mật Đông và phát triển kinh tế là rất tốt, thế nhưng chúng ta cần chú trọng phát triển kinh tế và đảm bảo vấn đề môi trường, cần phải kết hợp hai phương diện này lại. Đến bây giờ con vẫn cho rằng hai phương diện này là không mâu thuẫn, hai bên còn có thể xúc tiến lẫn nhau. Vương Tử Quân cố gắng cân nhắc từ ngữ rồi dùng giọng đầy kiên định nói. Vương Quang Vinh là người từng làm giáo sư đại học, căn bản có cái nhìn độc lập của mình. Lão căn bản thừa nhận quan điểm của con trai, thế nhưng sự việc phát triển đến mức này, chỉ cần dùng lý luận không cũng khó thể giải quyết được. Được rồi, bố sẽ đem những lời của con chuyển đến giải thích với Bí Thư Lâm, mà con tốt nhất cũng bỏ ra chút thời gian đến trò chuyện với Bí Thư Lâm. Vương Quang Vinh nói xong những lời này thì lại trầm giọng nói, L Tử Quân, tuy bố tán thưởng những công tác của con ở Mật Đông, thế nhưng mọi việc không thể không nhìn nhận tổng quát. Con biết không, bây giờ ở phòng văn thư đã nhận được không ít đơn thư tố cáo con. Bố, cây đứng không sự bóng nghiêng. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói với Vương Quang Vinh. Bí thư Sầm Vật Cương là người có kinh nghiệm công tác phong phú, là người công tác luôn biểu hiện ưu điểm, con cần nên học tập. Trong quá trình chung gánh công tác với Sầm Vật Cương, con nên chú ý học tập ưu điểm của Bí Thư Sầm, hai bên cùng hợp tác, cùng nhau làm tốt công tác ở Mật Đông. Vương Quang Vinh thay đổi chủ đề, chuyển nội dung trò chuyện lên người của Sầm Vật Cương. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ, chính mình đi vào Mật Đông đã được gần 2 năm, bố nói mình phải làm tốt quan hệ với Bí Thư Sầm, đây là những lời cần phải nói ra vào năm trước, thế nhưng sao bây giờ lại nói ra lời như vậy? Người khác không biết nhưng chính Vương Tử Quân thì hiểu rõ ràng, đó là mối quan hệ giữa mình và Sầm Vật Cương căn bản đã đến mức khó thể vãn hồi lại được. Tuy hai người luôn biểu hiện cực kỳ hài hòa, thế nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, vết rách bên trong đã ngày càng lớn rồi. Khi Vương Tử Quân đang định hỏi thêm vài câu thì Vương Quang Vinh bên kia đã chuyển chủ đề lên người Tiểu Bảo Nhi. Lão dặn dò Vương Tử Quân có rảnh thì đưa Tiểu Bảo Nhi về thủ đô chơi vài ngày. Vương Tử Quân đáp ứng từng yêu cầu của Vương Quang Vinh, sau đó hai người mới cúp điện thoại. Hắn không khỏi nghĩ đến những ý nghĩa lời nói của bố, thế là chợt chấn động. Không lẽ Sầm Vật Cương sắp tiến lên, ý nghĩa lời nói vừa rồi của Sầm Vật Cương là như vậy sao? Nếu như Sầm Vật Cương tiến lên một bước, như vậy áp lực của mình sẽ ngày càng lớn. Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt nghiêm túc của Sầm Vật Cương, thế là vẻ mặt thêm ngưng trọng. Văn Thành Đồ nhìn văn kiện trong tay, hắn không khỏi nở nụ cười. Mặc dù hắn đã là người sắp 50, thế nhưng nụ cười này nhìn qua vẫn cực kỳ phong độ. Nhìn nụ cười hiện tại có thể thấy năm xưa hắn căn bản cũng có thể làm chết mê chết mệt bao nhiêu cô gái.
Văn Thành Đồ là người sở hữu bốn chữ Xuân Phong Đắc Ý khá nhiều năm, những năm qua hắn luôn là người công tác chói mắt. Thế nhưng sau khi đi đến Mật Đông, tất cả hào quang giống như đã rời xa bản thân Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ đến Mật Đông làm lãnh đạo thứ ba tỉnh ủy, làm phó bí thư chuyên trách, thế nhưng hắn cảm thấy mình căn bản chỉ là một thành viên thường ủy bình thường đối với người khác. Thậm chí khi mà quyền uy của Vương Tử Quân ngày càng nặng, hắn đôi khi cảm thấy mình còn không bằng Vuông Thanh Minh và Khang Tắc Chính. Hai người kia tuy xếp sau Văn Thành Đồ thế nhưng lại có đơn vị trong tay, coi như có thực quyền hơn so với hắn. Ví dụ như Vuông Thanh Minh, người này làm trưởng phòng tổ chức dù có chuyện gì lớn nhỏ phải báo cáo với mình, thế nhưng khi báo cáo với mình cũng phải đưa sang cho Sầm Vật Cương. Vì vậy dù có báo cáo với Văn Thành Đồ thì căn bản cũng không còn nhiều ý nghĩa. Văn Thành Đồ cảm thấy nửa năm công tác vừa qua mình bị cho ra rìa, tuy lão cố gắng dựa vào người Sầm Vật Cương, thế nhưng vẫn căn bản không cải thiện được tình huống xấu hổ của mình. Bây giờ điều quan trọng nhất với Văn Thành Đồ chính là thay đổi điều kiện nhận chức của mình, chỉ như vậy thì trong Mật Đông mới vang lên âm thanh của mình, mà bây giờ cơ hội đó đang lặng lẽ kéo đến. Sầm Vật Cương là một người có gốc rễ sâu xa ở Mật Đông, Văn Thành Đồ căn bản còn không thể nào xem đây là đối thủ. Hơn nữa dựa theo tình cảnh hiện tại cũng quyết định Văn Thành Đồ nên có lựa chọn tốt nhất là ai. Có người sắp xếp hiện cạm bẫy trong công tác, mà Sầm Vật Cương đang định lợi dụng cạm bẫy này để ra tay, đó chính là sự bố trí tốt nhất với lợi ích của Văn Thành Đồ. Nhưng Văn Thành Đồ có mục tiêu khác biệt so với Sầm Vật Cương, lần này hắn đến Mật Đông với một mục tiêu duy nhất, đó là muốn được tiếp tục tiến lên. Loại dã tâm này của Văn Thành Đồ ngoài phương diện chờ đợi, còn phải có một biện pháp. Đó chính là tích cực tranh thủ. Nếu như Sầm Vật Cương ra tay, sao mình không biết thời biết thế được? Văn Thành Đồ tin tưởng nếu như khả năng này bày ra trước mặt Sầm Vật Cương, như vậy Sầm Vật Cương sẽ lựa chọn hợp tác với mình. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là một người quá cường thế và kiêu ngạo bất tuân trong mắt Sầm Vật Cương, căn bản không được Sầm Vật Cương hoan nghênh bằng mình. Sau khi gõ ngón tay lên mặt bàn vài cái, Văn Thành Đồ bấm điện thoại của thư ký Lưu Kiếm Cương. Sau khi nói một câu yêu cầu thư ký đi vào phòng, hắn lẳng lặng ngồi trong phòng chờ thư ký đi đến. Chưa đến một phút sau thì thư ký Lưu Kiếm Cương đã xuất hiện trước mặt Văn Thành Đồ. Vị thư ký này tuy trẻ tuổi thế nhưng đối với Văn Thành Đồ thì lại là một người có thể đào tạo, không những thông minh lại có ý chí cầu tiến. Văn Thành Đồ căn bản rất tán thưởng những người có ý chí cần tiến. Hắn cảm thấy là một người đàn ông thì nhất định phải có lòng cầu tiến. Trước nay hắn chưa từng tán thưởng những người không chịu để lộ lòng cầu tiến ra bên ngoài. Bí thư Văn, Lưu Kiếm Cương cung kính đứng bên cạnh Văn Thành Đồ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nghe chỉ thị của lãnh đạo. Văn Thành Đồ cười cười rồi thản nhiên nói với Văn Kiếm Cương, Kiếm Cương, anh có quan hệ thế nào với giáo sư Trần của trường đảng tỉnh ủy? Chương 1700, một dục vọng vừa ló. Văn Thành Đồ nó làm cho Lưu Kiếm Cương chợt ngây cả người. Hắn không biết vì sao bí thư Văn lại hỏi đến giáo sư Trần. Văn Thành Đồ làm phó bí thư tỉnh ủy, căn bản kiêm nhiệm cả vị trí hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy. Hắn là thư ký của bí thư Văn Thành Đồ, tất nhiên là một vị trí chạm ta có thể phỏng của các vị lãnh đạo trường đảng tỉnh ủy. Lưu Kiếm Cương từng gặp mặt vị giáo sư Trần được bí thư Văn Thành Đồ nhắc đến trong một bữa tiệc rượu, biết đây là người có dã tâm. Giáo sư Trần là người có danh tiếng ở Mật Đông. Khi uống rượu với mình thì bày ra gương mặt cực kỳ nịnh hót. Vì người cúi đầu thấp hơn thì căn bản sẽ có việc cần cầu cạnh, người kia khách khí đối với mình như vậy, tuyệt đối không phải là vì mình làm cho giáo sư Trần nể phục, căn bản là người ta động lòng vì mình là thư ký của bí thư Văn Thành Đồ. Khi đó Lưu Kiếm Cương cũng không quan tâm đến giáo sư Trần. Vì hắn cũng là người có dã tâm, thế nhưng người có dã tâm căn bản không muốn liên hệ với những người không có trợ giúp gì với mình. Nhưng không ngờ hôm nay Bí Thư Văn lại đặc biệt gọi điện thoại cho mình vì giáo sư Trần này. Bí Thư Văn sao biết được giáo sư Trần? Trong đầu Lưu Kiếm Cương lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn do dự giây lát rồi khẽ nói, tôi đã từng dùng cơm một lần với giáo sư Trần, hai bên trò chuyện rất hợp ý. Lưu Kiếm Cương vốn không muốn nói nhiều như vậy, thế nhưng khi thấy Bí Thư Văn Thành Đồ nghe mình nói đến chuyện đã dùng cơm một lần thì hai hàng chân mày khẽ chớp, hắn không khỏi chêm thêm một câu sau. Lưu Kiếm Cương căn bản có thể hiểu thói quen của Bí Thư Văn, những người được Bí Thư Văn hỏi bằng giọng trịnh trọng, tuyệt đối là có chuyện không tầm thường.
Xem ra giáo sư Trần xui xẻo kia đã được Văn Thành Đồ coi trọng. Giáo sư Trần căn bản là nhân tài, cậu nhìn qua mà xem, anh ấy viết bài này rất hay. Văn Thành Đồ nói rồi lấy ra một phần sách báo trong chồng văn kiện, bên trên có một bài viết với chữ ký là Trần Tự Lôi. Lưu Kiếm Cương căn bản chưa từng đọc qua bài viết này, thế nhưng hắn đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải xem giáo sư Trần Tự Lôi là một người mình cần tới lui. Dù sao thì những người được lọt vào mắt xanh của bí thư Văn Thành Đồ cũng không nên bỏ qua. Bí thư, ngài có vấn đề gì cần trao đổi với giám đốc Trần hay không? Ngày mai tôi sẽ đưa anh ấy đến gặp ngài. Lưu Kiếm Cương là người thông minh lanh trí, hắn biết rõ Văn Thành Đồ sẽ không vì một bài viết tốt mà gọi Trần Tự Lôi đến gặp mặt, nhất định là có chuyện cần Trần Tự Lôi xử lý. Văn Thành Đồ khẽ gật đầu, khi Lưu Kiếm Cương chuẩn bị sắp xếp chuyện này thì chợt nghe Văn Thành Đồ nói, tối nay cậu sắp xếp một chút, tôi muốn uống chút rượu với giáo sư Trần, sau đó bàn chút việc. Lưu Kiếm Cương có chút kinh hãi. Hắn không ngờ bí thư Văn lại sắp xếp gấp gáp như thế. Nhưng hắn là thư ký, hắn không dám cho ra nghi vấn với Văn Thành Đồ, hắn đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng đi sắp xếp. Khi màn đêm buông xuống thì Lưu Kiếm Cương đã cùng Văn Thành Đồ đi đến khách sạn Kim Khổng Tước cách khu văn phòng tỉnh ủy không quá xa. Tuy Lưu Kiếm Cương căn bản đã cố gắng sắp xếp thế nhưng trong đầu vẫn luôn suy tư xem bí thư tìm Trần Tự Lôi để làm gì. Chẳng lẽ vì quan điểm của Trần Tự Lôi được bí thư xem trọng sao? Bí thư Văn, khi hai người Văn Thành Đồ và Lưu Kiếm Cương đi đến cổng khách sạn, lúc này Trần Tự Lôi đã đứng chờ sẵn, hắn thấy hai người thì nhanh chóng tiến lên chào đón. Trần Tự Lôi hơn 40 tuổi, đeo một cặp kính khung đen làm cho người ta sinh ra cảm giác ôn hòa nhã nhặn. Nhưng Lưu Kiếm Cương có tiếp xúc với Trần Tự Lôi biết rõ đối phương là hạng người gì. Tuy Lưu Kiếm Cương có chút khinh thường với Trần Tự Lôi, thế nhưng khi nghĩ đến phương diện Văn Thành Đồ tự mình đến gặp mặt người này, thế là hắn không dám chậm trễ mà nhanh chóng giới thiệu cho Văn Thành Đồ, bí thư Văn, vị này chính là giáo sư Trần của trường đảng tỉnh ủy. Chào giáo sư Trần, hôm nay gặp mặt anh tôi mới ngẫm ra câu nghe danh không bằng gặp mặt lại càng cảm thấy khắc sâu. Văn Thành Đồ nở nụ cười vui vẻ, hắn vươn tay chủ động bắt tay Trần Tự Lôi. Cũng không quên dùng giọng tủm tỉm nói. Trần Tự Lôi thật không ngờ Văn Thành Đồ lại cho mình sự thừa nhận lớn như vậy, thế là không khỏi cúi người xuống thấp hơn, hai tay siết chặt tay của Văn Thành Đồ, trong miệng lại dùng giọng kích động không thôi nói, bí thư Văn, cực kỳ cảm tạ sự coi trọng của ngài, tôi xấu hổ không dám nhận, thật sự là xấu hổ không dám nhận. Ôi, giáo sư Trần Anh không nên quá khiêm tốn, hai chúng ta cũng là đồng sự, khách khí quá lại giống người ngoài. Văn Thành Đồ nói rồi chỉ vào bên trong, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong từ từ nói sau. Lưu Kiếm Cương nhìn hai người Văn Thành Đồ và Trần Tự Lôi nói chuyện với nhau mà không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắn căn bản biết rõ Văn Thành Đồ là hạng người gì. Đừng nhìn vào biểu hiện khiêm tốn hiền hòa của Văn Thành Đồ mà lầm, thực tế đây là một người cực kỳ cao ngạo. Bây giờ Văn Thành Đồ dùng lễ đối đãi với Trần Tự Lôi, hơn nữa lại có thái độ cực kỳ tốt. Thật sự làm cho hắn cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ đây là thái độ của Văn Thành Đồ với người tài? Lưu Kiếm Cương chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng cuối cùng vẫn theo sát tiến độ của hai người Văn Thành Đồ để đi vào trong khách sạn. Văn Thành Đồ đi nhanh về phía trước, Trần Tự Lôi rớt lại phía sau nửa bước. Hai bên đi vào trong phòng càng trò chuyện vui vẻ. Lưu Kiếm Cương là thư ký, hắn biết rõ quy củ. Sau khi đưa Văn Thành Đồ vào trong phòng thì tìm cớ đi ra ngoài. Lưu Kiếm Cương tùy ý tìm một chỗ ngồi bên ngoài khách sạn, gọi một chai bia, lẳng lặng suy tư về những biểu hiện bất ngờ của bí thư Văn Thành Đồ vào ngày hôm nay. Hắn thấy nếu Trần Tự Lôi là giáo sư nổi tiếng của trường đảng tỉnh ủy thì cũng không đến mức được Văn Thành Đồ coi trọng như vậy, hơn nữa danh tiếng của giáo sư Trần này chỉ là bình thường mà thôi. Không phải bí thư Văn có tính toán của mình đấy chứ. Khi Lưu Kiếm Cương đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe nói người lớn tiếng chào hỏi hắn, đây không phải là cậu Lưu sao? Hôm nay sao lại có nhiều thời gian nhàn nhã ngồi nơi đây thế này? Lưu Kiếm Cương nghe thấy có người nói như vậy thì không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy người đứng trước mặt mình là chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long. Tuy bây giờ hắn có vị trí quan trọng ở bên cạnh Văn Thành Đồ, thế nhưng khi đối mặt với chư hầu một phương như Miêu Dược Hổ, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì để lên mặt. Chào Chủ tịch Miêu, ngài đến đây khi nào thế này?
giữ bí mật hành tung cho lãnh đạo chính là tố chất cơ bản của thư ký. Lưu Kiếm Cương và Miêu Dược Hổ căn bản không có giao tình gì quá sâu, thế cho nên Lưu Kiếm Cương cũng không nói rõ ràng làm gì. Chương 1702, dục vọng vừa ló. Miêu Dược Hổ cười ha hả nói, cậu không phải ước hẹn với giai nhân ở đây đấy chứ. Lưu Kiếm Cương căn bản cũng không ngại ngùng với lời trêu đùa của Miêu Dược Hổ, hắn cười ha hả nói, Chủ tịch Miêu, tôi cũng rất muốn thực hiện như những gì ngài nói, thế nhưng những người không đứng đắn như tôi làm gì có giai nhân nào quan tâm. Ha ha ha, cậu quá khiêm tốn rồi, người nào không biết cậu trẻ tuổi tài cao, tương lai khó thể dự đoán. Có câu thế này, phải là người tiềm lực rất mạnh. Miêu Dược Hổ nói rồi vỗ vỗ lên vai của Lưu Kiếm Cương, sau đó cười nói, có vài doanh nghiệp hẹn đến đây, cậu có muốn đi sang ngồi một chút không? Nếu không phải đang đợi Văn Thành Đồ, đây là cơ hội tốt để có quan hệ với Miêu Dược Hổ, Lưu Kiếm Cương chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đón nhận. Nhưng bây giờ tất cả công tác của hắn đều phải xoay quanh Văn Thành Đồ, tuy hắn có tâm tư muốn kết giao bạn bè, thế nhưng ngoài miệng lại phải từ chối, tôi đã có hẹn. Người cũng đã đến, thật sự cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Miêu. Lúc này Chủ tịch Miêu đến để bàn hạng mục của thành phố Linh Long sao? Ngoài phương diện bàn luận về hạng mục thì còn gì khác nữa? Cậu cũng không phải không biết bây giờ chính sách của Mật Đông làm cho người ta rất khó chịu. Lúc này đã sắp đi hết nửa năm thứ hai, các thành phố trong tỉnh còn chưa đạt được chỉ tiêu của mình. Hai ngày trước Bí Thư có đến thành phố Linh Long kiểm tra công tác. Bí thư căn bản là nổi giận với tình hình phát triển hiện tại của thành phố chúng tôi. Miêu Dược Hổ tuy nói mình bị Bí thư Sầm Vật Cương phê bình thế nhưng nụ cười trên mặt lại còn vui hơn bất kỳ chuyện gì khác. Lưu Kiếm Cương nhìn biểu hiện của Miêu Dược Hổ, hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hắn biết rõ Miêu Dược Hổ chính là ái tướng của Sầm Vật Cương, những lời phê bình kia căn bản phải là những lời bảo vệ mới đúng. Chính mình khi nào có được tình cảnh như Chủ tịch Miêu Dược Hổ bây giờ? Trong đầu Lưu Kiếm Cương lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi khẽ cười nói, Bí thư Sầm Sầm nổi giận với ai thì người đó căn bản sắp tiến lên một bước. Chủ tịch Miêu, khi nào ngài có rảnh thì chúng ta cùng uống vài ly, tôi căn bản sẽ trợ hứng cho anh. Ha ha ha, bình thường tôi mời cậu, chủ yếu còn phải xem cậu có thời gian hay không. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì chợt dùng giọng có vài phần thần bí nói, cậu Lưu, Bí thư Văn của cậu không phải là lãnh đạo bình thường. Cậu cần phải theo sát, biết đâu khi nào thì có thể giúp được cậu một tay. Miêu Dược Hổ đi nhưng những lời nói vừa rồi giống như ma chú liên tục xoay quanh đầu của Lưu Kiếm Cương. Hắn là một cán bộ trẻ tuổi, sao không muốn nắm chuẩn từng thời điểm và cơ hội trong đời. Bí thư Văn muốn đề bạt mình không phải là gì khó khăn, nhưng theo những lời vừa rồi của Miêu Dược Hổ, căn bản là có nhiều tầng ý nghĩa, không phải còn có ý gì khác sao. Trong đầu Lưu Kiếm Cương lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi nhớ đến một tin đồn đang bùng phát trong tỉnh. Tình hình phát triển kinh tế của Mật Đông giảm sút nghiêm trọng, không ít người nói rằng lãnh đạo thượng cấp rất bất mãn với Vương Tử Quân, Lưu Kiếm Cương nghĩ đến phương diện này mà không khỏi cảm thấy trong lòng bùng sóng. Khi Lưu Kiếm Cương đang suy nghĩ miên man thì Văn Thành Đồ gọi điện thoại cho hắn đi vào. Khi hắn đi vào trong phòng, lúc này bàn tiệc đã được tiến hành hơn một nửa. Văn Thành Đồ có vẻ tỉnh táo, thế nhưng Trần Tự Lôi bên kia lại có vài phần men say. Tiểu Lưu, tôi tạm thời có chút việc cần phải ra ngoài, cậu ở lại uống vài ly với giáo sư Trần. Giáo sư Trần là nhân tài quan trọng của chúng ta, cậu nhất định phải uống với anh ấy vài ly. Văn Thành Đồ đứng lên rồi cười phân phó Lưu Kiếm Cương. Sau khi tiến chân Văn Thành Đồ ra ngoài cửa, Lưu Kiếm Cương nâng ly rượu lên nói, giáo sư Trần, mời ngài một ly. Ha ha ha, không cần gọi tôi là giáo sư Trần, cậu Lưu, như vậy là quá khách khí, hai ta đều là thủ hạ của Bí Thư Văn, gọi tôi anh Trần là được. Trần Tự Lôi há miệng nâng ly lên nói, cậu Lưu, cảm ơn cậu đề cử, khi anh có tương lai thì nhất định sẽ không quên cậu. Mình đề cử, Lưu Kiếm Cương có chút sững sốt, thế nhưng hắn không phủ nhận mà cười ha hả nâng ly với Trần Tự Lôi. Phòng họp số 3 tỉnh ủy. Lúc này nơi đây đang tổ chức hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương cho ra vài lời tổng kết về một đề tài thảo luận, sau đó bầu không khí trong phòng họp trở nên im ắng. Dù là thường ủy tham gia hội nghị hay nhân viên công tác đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi người có biểu hiện không đồng nhất,
thế nhưng ánh mắt lại không khỏi đảo quanh hai vị lãnh đạo chủ yếu là Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Dù sao thì những người tiến vào nơi đây đều có lực lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, tất nhiên bọn họ cũng dự đoán được những gì sắp diễn ra. Tuy bọn họ không biết có kết quả là gì, thế nhưng đối mặt với tình hình này thì lựa chọn sáng suốt nhất chính là giữ trầm mặc. Khụ khụ, Sầm Vật Cương khẽ ho khan phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong phòng, lão dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lão trầm giọng nói, nếu như mọi người không có ý kiến gì, bây giờ chúng ta tiến vào thảo luận đề tài tiếp theo. Sầm Vật Cương nói rồi cầm một văn kiện trên bàn nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói, đây là một văn kiện xin chỉ thị của thành phố Linh Long. Bây giờ phương diện chỉnh đốn và cải cách khu công nghiệp Phi Tường đang được tiến hành vững bước, có không ít xí nghiệp đã mua trang thiết bị xử lý chất thải, phải nói là hiệu quả xử lý những xí nghiệp gây ô nhiễm của chúng ta đã quá rõ ràng. Sầm Vật Cương lên tiếng không quá nhanh, vừa nói vừa không quên dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang ngồi bên cạnh mình. Dưới ánh mắt của Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Mà biểu hiện này của Vương Tử Quân căn bản bị bí thư Sầm coi là hành vi giả vờ. Sầm Vật Cương căn bản có chút khinh thường với biểu hiện gắng gượng chống chế của Vương Tử Quân, nhưng lão lại căn bản không chịu dừng lời. Sau khi nói ra văn kiện xin chỉ thị của thành phố Linh Long, lão chợt trầm giọng nói, các đồng chí, mọi người có ý kiến gì với văn kiện xin chỉ thị này của thành phố Linh Long hay không? Nội dung văn kiện xin chỉ thị của thành phố Linh Long rất đơn giản. Đó là mong tuyến tỉnh ngừng chỉnh đốn cải cách khu công nghiệp Phi Tường, sau đó để cho khu công nghiệp tiếp tục được khởi động lại. Nhưng văn kiện xin chỉ thị này căn bản tác động đến tâm tư của tất cả mọi người. Sau khi Sầm Vật Cương là người lên tiếng đầu tiên thì trong phòng họp căn bản không có bất kỳ âm thanh nào được vang lên. Khi nhiều người đang cúi đầu xem xét văn kiện, chợt nghe Phó Chủ tịch Thường ủy Cố Tắc Viêm lên tiếng, Bí thư Sầm, tôi muốn nói hai câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.